nhiều sự việc, cháu đều thấy thông suốt hơn người bình thường. Hắn lại thương lượng cùng Đường Học Khiêm. Việc này thật sự phải suy nghĩ thực thi, hình như cũng phải lấy thành phố Kim Sơn dẫn đầu. Không quản thế nào, anh cùng tỉnh trưởng Lương trước tiên thương lượng một chút. Đương nhiên rồi, loại hình thức này dù có tốt, thế nhưng lợi ích của phần đất đai tăng giá trị cũng không thể để cho chủ thầu xây dựng cầm hết, phải thảo luận ra một phương án phân phối lợi ích hợp lý. Trương Khắc cười khổ. Cháu cũng là tận tâm tận lực vì sự phát triển của Giang Nam, vì Kim Sơn mà hiến kế hiến sách, không cần thiết cây cầu này còn chưa bắc tốt, bác Từ lại vội vã suy nghĩ đến việc rút thang rồi. Loại hình thức khai phát này, bác vẫn chưa từng nghe nói qua, cũng là một loại sang tân cùng đột phá. Từ Học Bình lắc đầu cười cười. Sang tân cùng đột phá trên thể chế, vừa phải lớn mật, cũng phải cẩn thận, mà Cẩm Hồ lúc này đã sớm nên có khí độ không đoạt lợi ích ngoài bổn phận rồi. Vì lo lắng ngày hôm sau dậy sớm đến Đông Đường xem chim, ban đêm không ở lại nhà Đường Học Khiêm, Trương Khắc bảo Phó Tuấn qua đây đón y về khách sạn nghỉ ngơi. Trời vừa tảng sáng, Trương Khắc liền thức dậy gọi điện thoại cho Trương Dịch, mời hắn cùng đến Đông Đường xem chim, đợi đến khi Trương Dịch cùng Tôn Đình lái xe chạy tới khách sạn cùng nhau ăn sáng xong, lái xe ra khỏi khách sạn thì chân trời mới xuất hiện màu trắng bạc. Mây nhẹ trôi, trong đất trời còn bao phủ một tầng mây mù mỏng, trong nội thành cảnh sắc vẫn còn chưa rõ ràng. Xe đến ngoại ô, thấy được trên cây cỏ cành lá đã phủ một tầng sương trắng, đã là ngày đông cửu hai, rồi. Thời tiết xem thu tốt nhất là sau thu đông khi chim quá cảnh, tại bãi bùn, trong cỏ lau, vạn chim reo hoan khiến người lãnh hội được cảnh hài hòa người cùng tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Khí hậu vào mùa đông ở Kim Sơn chưa tính khắc nghiệt, loài chim vào mùa đông quanh hồ Kim Sơn cũng coi như phong phú, chủ yếu là hoàn cảnh sinh thái bị tàn phá quá nặng. Ở trên xe, nói với Trương Dịch việc muốn xây khu bảo tồn sinh thái, muốn hắn tại Kim Sơn thu thập một số tư liệu, làm một số công tác chuẩn bị, không chừng lúc nào đó phải lập tức khởi động rồi. Trương Dịch gật đầu đáp ứng, vừa cười vừa nói. Đầu năm nay người có người cũng nhiều, người phâm tâm tư như chú thì cũng không nhiều. Ai, địa phương đẹp để cho đám vương bát đản làm hỏng hết, vậy em đến chỗ nào xem chim? Trương Khắc xem thường nói. Cũng đúng. Mọi người đều không muốn gánh chịu trách nhiệm, thế giới này đã sớm lộn xộn rồi. Xe vẫn chạy thẳng về hướng ngọn núi ngắm chim vào chiều tối hôm qua, chỗ đó là địa điểm xem chim tốt nhất ở trong nội thành, từ xa đã thấy trên đỉnh núi đậu mấy chiếc xe. Mây mù buổi sớm vẫn còn chưa tiêu tan. Thấy bên cạnh xe có mấy bóng người không rõ, Trương Khắc nói với Trương Dịch. Không ngờ đến xem chim cũng có thể gặp được người cùng chung chí hướng. Xe băng qua con đường lầy lội chạy lên đỉnh núi. Nhìn rõ mấy người tới trước, Trương Khắc ở trong xe phì phì hai tiếng. Đúng là miệng thối, sao lại tự chịu sa đọa đi cùng chung chí hướng với họ chứ? Tạ Kiếm Nam cùng Chỉ Tá Tú Tàng, Chu Hưng Đông, Vương Hải Thúc nhìn hai chiếc xe đang chạy lên, cả đám còn đang kinh ngạc vì TP. Kim Sơn ai lại có nhã hứng sáng sớm đến vùng ngoại thành xem chim, khi nhìn thấy Trương Khắc chui ra khỏi xe thì sắc mặt đều nhịn không được hơi đổi, đều thầm kêu không may. Mitsui muốn thông qua hợp tác với điện tử Hoa Hạ, Khoa Vương, đã thông con đường cho ngành điện tử Nhật Bản bán đổ bán tháo sang thị trường Trung Quốc, con đường này không chỉ giới hạn trên thị trường điện tử hiển thị, mà là toàn phương vị. Chỉ Tá Tú Tàng cùng Chu Hưng Đông, Tạ Kiếm Nam đi chung với nhau cũng dễ lý giải. Vương Hải Thúc cũng là mượn quan hệ cá nhân đặc biệt giữa Tinh Điển cùng Cát Kiến Đức mới có cơ hội đứng chung với họ. Trương Khắc nhìn sang bên đó vài lần, tuyệt không có ý muốn chào hỏi với họ, cầm kính viễn vọng. Cùng Trương Dịch, Tôn Đình tìm một chỗ thích hợp khác để xem chim, cũng không để ý sáng sớm sương sớm phủ trên cây cỏ. Trương Khắc không có biểu hiện gì, trong lòng những người khác cũng rất không được tự nhiên, đặc biệt là Chỉ Tá Tú Tàng nhìn không được sẽ đi tưởng tượng ra tình cảnh của Lý Hinh Dư kiểu diễm thuần khiết mà đặc biệt quyến rũ mê hoặc ở dưới thân Trương Khắc hầu hạ, rên rỉ. Vừa nghĩ như thế, khí huyết trong lòng hắn liền sôi sục cả lên. Cơn giận đó thật khó mà áp chế. Quả thật không muốn ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa. Hứng thú mất hết, hắn liền vội vã ngồi xe rời khỏi, cũng không tìm chỗ khác xem chim. Nhìn xe của nhóm Chỉ Tá Tú Tàng đi xuống, tâm tình Trương Khắc trở nên sảng khoái, y ngồi trên núi đá nhìn cảnh mặt trời mọc. Ánh bình minh rực rỡ, đàn chim cũng như được phủ thêm một vàng sáng vàng. Ngày hôm nay không phải là cuối tuần, Tôn Đình còn phải đến công ty. Trung tuần tháng 9 cô được điều đến cơ sở nghiên cứu phát triển Kim Sơn của vườn sồi công tác, chỉ là nhân viên tài vụ bình thường, không tự do như Trương Khắc, ngồi trên đỉnh núi đến trưa cũng được. Buổi sáng Trương Dịch còn phải đến công trường, nhìn thời gian thấy cũng đến lúc rồi,
hắn liền muốn đi xuống núi với Tôn Đình trước. Hắn cùng với Tôn Đình đi tới nói lời từ biệt với Trương Khác. Anh chị đã chọn thời gian rồi, dự định tháng riêng sẽ chuẩn bị đám cưới. Nghĩ lại Trương Dịch cùng Tôn Đình ở cùng với nhau trong thời gian 3 năm cũng thật không dễ dàng, ba của Trương Dịch chưa hẳn đã nghĩ thoáng. Trương Khác hơi gật đầu. Còn hơn 2 tháng nữa, tháng riêng em chắc cũng rảnh, anh chị tổ chức ở Hải Châu, em cũng có thể trở về, nếu anh không có thời gian, để thím lo liệu giúp cũng được. Cũng không có việc gì anh chị phải làm hết. Trương Dịch nói, anh chị mua một căn hộ ở Kim Sơn, đều do Tôn Đình bố trí, mà vẫn chưa bố trí xong. Lần tới chú đi qua Kim Sơn, mời chú qua đó làm khách, trong nhà Tôn Đình cũng giúp anh chị chuẩn bị phòng tân hôn, tháng riêng cũng trở về Hải Châu mời mấy bàn. Trương Khắc cười cười, phòng tân hôn cũng không bố trí ở quê nhà, chắc hẳn đám cưới này cũng sẽ không để cho các bác nhúng tay vào. Hơn phân nửa việc này là ý của Tôn Đình, ngẫm lại cũng khó trách. Lúc trước ba Trương Dịch gần như ép hai người đến cùng. Khúc mắc này đâu thể dễ dàng giải quyết chứ. Thấy vẻ mặt Tôn Đình còn thấp thỏm, trên việc này Trương Khắc tự nhiên phải ủng hộ Tôn Đình, y vỗ vỗ chân đứng lên hoạt động một chút. Được, em biết rồi. Lúc này Trương Khắc mới phát hiện bụng Tôn Đình hơi nhô ra, y cười hỏi. Tháng riêng anh chị không phải là ba người bái đường đấy chứ. Thấy Tôn Đình đỏ mặt, Trương Dịch cười hì hì cũng không phủ nhận. Trương Khắc phất tay cười, nói với Trương Dịch. Vậy phải cẩn thận hơn, không thể để Tôn Đình mệt. Anh nói thời gian cho ba mẹ em biết đi, mẹ em có thể giúp anh chị làm chút chuyện. Y lại chỉ vào Phó Tuấn. Thiếp cưới đừng quên cho Phó Tuấn một tấm. Sau khi Trương Dịch cùng Tôn Đình lái xe rời khỏi, Trương Khắc gọi điện thoại cho mẹ y nói đến việc đám cưới vào tháng riêng của Trương Dịch cùng Tôn Đình, thuận tiện nói ra cả việc Tôn Đình mang thai. Lương Cách Chân cũng rất ghét bác hai của Trương Khắc, tuy nhiên đối với vãn bối lại không có khúc mắc gì, mà lúc trước Tôn Đình cũng suýt nữa bị ba Trương Dịch ép đến đường cùng, có cơ sở tâm lý cùng chung kẻ thù, còn thân thiết với Tôn Đình hơn. Cô cảm giác được việc này nếu không có mình đứng ra làm chủ, không chừng bác hai của Trương Khắc đứng ra thì sẽ làm hỏng việc. Nhận được điện thoại của Trương Khắc, Lương Cách Chân liền nhận hết mọi việc. Mang thai 3 tháng đầu rất khó khăn, dù có mời bảo mẫu cũng chưa hẳn có thể thân thiết. Lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho Trương Dịch, bảo nó nên đón mẹ của Tôn Đình đến Kim Sơn. 2 ngày nay mẹ sẽ về Hải Châu thương lượng với thím một chút, bên chúng ta cũng không thể không có trưởng bối đứng ra. Việc tiệc cưới ở Hải Châu thì không cần họ phải lo lắng, phòng tân hôn cũng theo tâm ý của chúng nó, dù sao thì thím còn ở nhà cũng không có chuyện gì làm, cứ để thím ấy bao hết đi. Trương Khắc nghe giọng nói trong điện thoại của mẹ giống như muốn hoàn toàn cô lập bác hai rồi. Việc trong họ y cũng lười hỏi đến. Nói chuyện một lúc với mẹ, khi cuối cùng muốn cúp điện thoại, Lương Cách Chân lại nói thêm một câu. Tôn Đình là phải kết hôn rồi, mang thai trước cũng không sao. Mà con cẩn thận đấy, đừng có mà bôi cho chét chấu lên mặt mẹ và dì cố. Khụ, khụ. Trương Khắc thiếu chút nữa bị những lời của mẹ y làm nghẹn chết, giống như mình là loại người sẽ làm đường thanh phình bụng lên vậy. Trương Khắc không dám bàn tiếp với mẹ đề tài này nữa, chỉ, dạ, vâng, 2 tiếng. Lại nghe mẹ giáo dục một trận nữa rồi mới cúp điện thoại. Chế độ giáo dục của trường đại học ở Hồng Kông khác biệt rất lớn với đại lục. Đường thanh đầu tháng là có thể nghỉ xuân. Trương Khắc không ngờ cô nàng này, đêm hôm qua nói chuyện qua điện thoại, nói là phải đợi cô về Kim Sơn, dậy sớm rồi tới nơi này xem chim. Cúp điện thoại, nhìn đàn chim đang đón ánh nắng phía chân trời, Trương Khắc nghĩ thầm lúc này lại không có một người con gái nào bên cạnh cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh tráng lệ này. Đúng là không còn thú vị gì. Cất điện thoại di động, Trương Khắc vẫy vẫy tay với Phó Tuấn đang ngồi ở xa xem chim. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Đợi khu bảo tồn xây lên, mùa thu đến đây xem chim, đó mới gọi là đồ sộ. Giống như thủy triều, cảnh hồ vào mùa thu cũng rất đẹp, địa điểm xem chim càng tốt hơn chắc là ở ven hồ, khu vực cạnh Wetland, lúc này còn chưa có đường thông qua. Sang năm sửa đường rồi, ở bên trong xây thêm mấy căn nhà. Hàng năm đến xem chim thủy triều, đó mới gọi là hưởng thụ. Phó Tuấn lại không tưởng tượng ra mùa thu hồ Kim Sơn đầy rong rêu sẽ thế nào, có chút lưu luyến xuống núi. Buổi trưa cùng tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp còn có bí thư thành ủy Kim Sơn Triệu Hữu Luân cùng nhau ăn cơm, nói một số đề tài về kiến thiết kinh tế Kim Sơn. Cục diện chính trị của Indonesia cũng theo một loạt cải cách chính trị của Tổng thống Habibie được thực thi mà từ từ hòa hoãn xuống. Xu thế tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia cũng rõ ràng hòa hoãn xuống. Đương nhiên, hòa hoãn của cục diện chính trị chỉ là một phần của nguyên nhân,
căn cứ vào đánh giá của một số tổ chức tài chính quốc tế, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia trong thời gian hơn nửa năm vào quá khứ đã vượt quá 60 tỷ đô la Mỹ. Tuy nói người Hoa nắm giữ một bộ phận tài sản tương đối của Indonesia, nhưng nước có lớn cũng có lúc chảy hết. Theo khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế châu Á bước vào giai đoạn cuối, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia từ từ hành quân lặng lẽ theo cũng là việc hết sức bình thường. Hơn 60 tỷ đô la Mỹ thoát khỏi Indonesia chủ yếu chảy về khu vực cùng các quốc gia Đông Nam Á chung quanh Indonesia. Sau khi loạn bài Hoa bùng nổ, các quốc gia Âu Mỹ đã khai thông ra các thông đạo tị nạn cho người Hoa Indonesia như nước Mỹ, Anh, còn có chính là nội địa Trung Quốc, trong đó tỉnh Đông Hải tập trung nhất. Từ tháng 6 đến cuối tháng 11, chỉ ba nơi Hải Châu, Huệ Sơn, Kiến Nghiệp trực tiếp thu nạp tư bản người Hoa Indonesia vượt lên 8 tỷ đô la Mỹ. So sánh với tỉnh Đông Hải vào năm 97 thực tế tiến cử 5,2 tỷ đô la Mỹ ngoại tư tăng thêm 8 tỷ đô la Mỹ là một số liệu khiến người khác quá đỗi kinh ngạc. Đây vẫn còn chưa tính cả vài trăm triệu USD ngoại tư mà các xí nghiệp thành viên của hệ thống Cẩm Hồ hút trực tiếp từ cảnh nội Đông Hải. Tỉnh Giang Nam, mặc dù nhét cả hai thành phố Kim Sơn cùng Tân Đình vào trong quy hoạch hợp tác kinh tế lưu vực Tiểu Giang, nhưng Hồ Kim Sơn bị vỡ đê đã ảnh hưởng rất lớn đối với công tác chiêu thương dẫn tư của Kim Sơn. Tuy nói đã thu hút gần 500 triệu đô la Mỹ vốn ngoại hòa Indonesia, khiến công tác chiêu thương dẫn tư của TP. Kim Sơn có được tiến bộ nhất định so với dĩ vãng, nhưng còn xa mới có thể so sánh với Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, cũng không thể so sánh với Hải Châu. Chương 973, Thương nghiệp và chính trị. Công tác mời gọi đầu tư của Kim Sơn không lý tưởng lắm, đem so với Kiến Nghiệp từng cạnh tranh với nhau thì có thể nói là rất tệ. Trừ Hồ Kim Sơn vỡ đê tạo ra ảnh hưởng xấu thì việc thương vụ Cẩm Hồ di chuyển tinh lực sang công tác chủ bị xây cảng đảo Đông Sơn cũng là nhân tố quan trọng. Vì trực tiếp tham dự công tác xây cảng, thương vụ Cẩm Hồ cũng tăng cường lực độ hấp thu tư bản người Hoa chạy khỏi Indo. Cho tới hạ tuần tháng 11, thương vụ Cẩm Hồ mắc nợ lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó 300 triệu đô la Mỹ vốn là tiền trong quỹ đầu cơ hải ngoại, nhân lúc hỗn loạn khi tư bản người Hoa rút đi, phân tán vào tài khoản Cẩm Hồ. Danh nghĩa là nợ, thực tế là vốn tự có của Cẩm Hồ, nợ thực tế là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ Cẩm Hồ trong nửa năm ngắn ngủi huy động được 1,5 tỷ đô la Mỹ, có thể coi là kỳ tích của Trung Quốc vào năm 1998. Nhưng so với chuyện thương vụ Cẩm Hồ muốn làm thì 1,5 tỷ đô la Mỹ này vẫn không đủ, đầu tư vào Hải vận Nam Dương 200 đô la Mỹ lấy 12% cổ phần, đầu tư vào Hoành Viễn 10 triệu đô la Mỹ, rồi đầu tư vào sắt thép Đông Sơn. Đóng thuyền Đông Sơn, rồi khi công trình xây dựng cảng chính thức bắt đầu phải đầu tư tiền khởi động xây dựng cơ sở hạ tầng. Cứ thế tính thì 1,5 tỷ đô la Mỹ còn chẳng đủ dùng cho giai đoạn tiền kỳ, nên chẳng khó hiểu vì sao Samsung vào thời kỳ đỉnh cao lại nợ tới 17 tỷ đô la Mỹ, cũng không khó hiểu vì sao nếu không có quốc gia hỗ trợ thì doanh nghiệp bình thường tuyệt đối không có khả năng thực hiện mô hình thương xã tổng hợp. Thấy Trương Khác mày nhíu chặt, Lương Vĩ Pháp hỏi. Có chuyện gì mà cậu phiền lòng như thế? Thiếu tiền. Trương Khắc than. Triệu Hữu Luân cười lớn. Cẩm Hồ mà còn thiếu tiền à, năm nay Cẩm Hồ phải tiêu thụ được 1.5 triệu chiếc điện thoại phải không? Trương Khắc chẳng nói cho ông ta biết một năm qua Cẩm Hồ bỏ tiền nghiên cứu hơn 1 tỷ rồi, chỉ lắc đầu. Vẫn thiếu tiền, bên Kim Sơn, mặc dù tư bản người Hoa tới đây đã giảm đi, có điều tôi dự kiến tình hình kinh tế năm sau sẽ chuyển biến tốt, Quách gia của Malay, Trần gia Hà gia của Indo. Cùng thôi gia của Philippines đều có ý nguyện đầu tư vào thực nghiệp, tôi rất vui lòng bắt cầu làm mối cho Kim Sơn. Nghe câu này của Trương Khác, Triệu Hữu Luân nhân thể nói. Tôi có kế hoạch năm sau tổ chức tiệc rồi mời gọi đầu tư, mời Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Thôi Văn Diệp tới Kim Sơn xem xét thực địa một vòng, cậu thấy có được không? Rồi giọng hơi nhỏ xuống. Bữa tiệc cũng mời một số người của Mitsui và Điện tử Hoa Hạ tham gia. Tuy nói chỉ tá Tú Tàng dẫn dắt xí nghiệp điện tử dưới cờ Mitsui hợp tác với Hoa Hạ và Khoa Vương chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa đầu tư mở rộng đường thẩm thấu sản nghiệp điện tử Nhật Bản vào thị trường Trung Quốc. Nhưng đối với địa phương mà nói, công ty liên doanh lập ở đương địa, có tác dụng xúc tiến kinh tế địa phương rất lớn, hiện giờ ba công ty liên doanh chấn hưng khu công nghiệp điện tử Kim Sơn, nên có sức nặng rất đáng nể. Kim Sơn chẳng phải là đại bàn của Cẩm Hồ, hơn nữa Triệu Hữu Luân thân là cán bộ cao cấp quốc gia. Cũng chẳng cần phụ thuộc vào Cẩm Hồ, ông ta đánh tiếng trước đã là nể mặt Cẩm Hồ lắm rồi, Chu Cẩn Du không còn uy hiếp được ông ta trên sĩ đồ, nên ông ta chẳng sợ sống lại khu công nghiệp điện tử sẽ cho Tạ ra cơ hội cắn trả.
Trương Khác không muốn can thiệp vào chuyện thương nghiệp bình thường, nếu không thành quá ngang ngược. Tôi không dám đảm bảo mấy người bí thư Triệu điểm danh sẽ đều tới Kim Sơn, nhưng tôi dám chắc bọn họ sẽ hết sức coi trọng. Thầm nghĩ đám Tạ Kiếm Nam, chỉ tá Tú Tàng hôm nay vừa vặn ngắm chim cùng một chỗ, nói không chừng do Triệu Hữu Luân nhắc bọn chúng, như vậy hai bên đã tiếp xúc với nhau rồi. Trương Khác tỏ thái độ như thế, Triệu Hữu Luân đương nhiên là cao hứng, ông ta cũng lo Trương Khác lòng dạ hẹp hòi, nhất định muốn giở trò sau lưng Khoa Vương, Hoa Hạ, với ông ta lúc này mà nói, không có nhiều lựa chọn. Lương Vĩ Pháp thì không lo, vì ngay cả ở Hải Châu thì Khoa Vương cũng sống thoải mái, ít nhất không bị chèn ép thương nghiệp, nếu không với thế lực của Cẩm Hồ ở Hải Châu, muốn làm gì thì Khoa Vương không chống đỡ nổi. Trương Khác cũng phân rất rõ chuyện thương nghiệp và chính trị, như thế có lợi cho tương lai của Cẩm Hồ, nếu Cẩm Hồ vươn tay quá dài vào chuyện chính trị, ắt sẽ làm TW sinh ra cảnh giác không cần thiết, cứ để Kim Sơn khôi phục cách cục nhìn có vẻ như bình hành là lựa chọn sáng suốt. Gặp mặt Lương Vĩ Pháp và Triệu Hữu Luân xong, 3 giờ chiều Trương Khác cùng Đường Học Khiêm tới thẳng Tân Đình khảo sát việc chủ kiến xây dựng cảng. Cùng với việc NEC và Hoa Hạ đều tư vào Khoa Vương, quyền khống chế Tân Khoa Vương đã không còn nằm trong tay cha con Tạ Hán Minh nữa, nó đã không còn là xí nghiệp gia tộc, Tạ Hán Minh cũng không thể bước ra sân khấu, mà cùng Chu Cẩn Du đã bị giải trí tất cả chức vụ quay về Tân Thái, chỗ ở bị thu hồi, mỗi lần tới Kim Sơn, Tạ Kiếm Nam đều ở trong khách sạn. Cho dù Tân Khoa Vương được dây chuyền sản xuất và kỹ thuật cùng chế độ quản lý của Nhật, Tạ Kiếm Nam vẫn không dám có chút lơ là nào. Từng bước nuốt lấy khu công nghiệp điện tử làm cơ sở sản xuất, vận mệnh sau này của Khoa Vương là ở đó, nhưng thế cục của Khoa Vương ở Kim Sơn với Khoa Vương tồi tệ hết sức, Phó Tỉnh trưởng Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy đều là tử địch của Khoa Vương, đứng cùng một phía với Cẩm Hồ. Còn Triệu Hữu Luân trong thời gian làm thị trưởng Kim Sơn đấu đá dữ dội với mẹ hắn, không nói ông ta, ngay Tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp cũng có khuynh hướng ngả theo Cẩm Hồ một cách rõ ràng. Thế cục của Khoa Vương ở Kim Sơn còn tệ hơn cả ở Hải Châu. Ít nhất ở Hải Châu có Lưu Văn Đào không ưa gì Cẩm Hồ. Tạ Kiếm Nam không hiểu lúc này hẹn gặp Triệu Hữu Luân sẽ có câu trả lời ra sao, thầm nghĩ ít nhất Khoa Vương lúc này còn có Hoa Hạ và Mitsui chống lưng đằng sau, không tới mức bị cô lập ở Kim Sơn, nhưng hắn vẫn rất lo, vì sức ảnh hưởng của Hoa Hạ và Mitsui chủ yếu ở TW. Tạ Kiếm Nam đợi ở khách sạn tới 3 giờ chiều, Chu Hưng Đông gọi điện tới nói buổi chiều Triệu Hữu Luân có thể bỏ thời gian ra gặp mặt hắn và chỉ tá Tú Tàng ở văn phòng. Tạ Kiếm Nam không ngại bị đá qua một bên, chỉ cần Triệu Hữu Luân nhìn vào sức ảnh hưởng của Hoa Hạ và Mitsui ở trong nước là Khoa Vương có thể duy trì ở Kim Sơn, nhưng lo hai công ty kia từng bước tranh đoạt quyền khống chế Khoa Vương. Buổi chiều rời Kim Sơn thì trời nổi gió, ngoài cửa sổ gió cuồn những chiếc lá rụng quay vòng vòng trên mặt đường, tiếng gió thét gào, không khí lạnh kéo tới, tựa hồ mở cửa xe ra là nó ập ngay vào mặt. Lần này Trương Khác cùng Đường Học Khiêm tới Tân Đình là xem tình hình chuẩn bị xây cảng. Vì đám đậu duy đào, Đào Thư Nghệ sẽ tới trạm thu phí đón tiếp, cho nên gần tới trạm thu phí, Trương Khác đổi sang chiếc xe đằng sau, để Đường Học Khiêm đi trước. Trương Khác bảo xe tới trạm thu phí chậm hơn 5 phút, lúc này ở đó chỉ còn một chiếc Santana màu đen, Mông Học Khanh đang đứng ngoài uống gió, Trương Khác mở cửa xe ra nói. Làm chú Mông phải chịu gió lạnh thêm 5 phút rồi. Hành trình của cậu chặt chẽ không trùng với Tỉnh trưởng Đường, có điều cậu tới Tân Đình, thế nào cũng phải có người chiêu đãi. Mông Học Khanh bảo chiếc xe Santana đi theo họ, xoa tay lên xe. Chú Mông lên làm trợ lý huyện trưởng rồi, cháu còn chưa chúc mừng, nhân cơ hội hôm nay mời chú một chén rượu. Ha ha, vẫn làm mấy chuyện cũ ấy mà. Chương 974, tuyết rơi. Mông Học Khánh được bổ nhiệm làm trợ lý huyện trưởng huyện Bắc Hà vào hạ tuần tháng 11. Chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng, Mông Học Khánh từ cấp phó khoa đề bạt lên làm phó thư ký trưởng huyện ủy cấp chính khoa. Rồi lại lên làm trợ lý huyện trưởng cấp phó huyện, có thể nói là một kỳ tích thăng tiến trên quan trường Tân Đình. Nhìn khắp toàn quốc thì đây không là cái gì, hai quan ải thực sự trên sĩ đồ là cấp chính huyện và cấp chính sở, trong nước những nơi hơn 10 vị phó huyện trưởng không phải là ít, hơn nữa trong biên chế cán bộ quốc gia chính thức, trợ lý huyện trưởng, thị trưởng thậm chí trợ lý tỉnh trưởng đều là chức vị bên lề mà thôi. Vì tiền mời gọi đầu tư, có huyện rất cực đoan, thậm chí liền một lúc bổ nhiệm hơn 10 trợ lý huyện trưởng. Đây không phải là chuyện chưa xảy ra, cái chức trợ lý huyện trưởng này cũng như một món hàng chẳng đáng giá. Nhưng cái chức trợ lý huyện trưởng của Mông Học Khánh lại làm người ta hâm mộ chết thôi. Phân chia huyện Bắc Hà ra lập khu kinh tế của cảng Đông Sơn cấp phó thị chỉ còn đợi công văn của Quốc vụ viện, cách cục quyền lực địa phương cơ bản được hình thành,
Chính phủ thành ủy Tân Đình lập một tiểu tổ lãnh đạo, Đậu Duy Đào đương nhiên không nhường ai làm tổ trưởng tiểu tổ, Đào Thư Nghệ sẽ làm bí thư ban quản lý khu cửa cảng, Điền Mưu Đông làm chủ nhiệm ban quản lý khu cửa cảng. Phó chức khu cảng không chỉ là tiêu điểm tranh đoạt ở Tân Đình, thậm chí một số người trên tỉnh cũng tìm đủ mọi cách chen chân vào. Mông Học Khánh lúc này trừ là trợ lý huyện trưởng còn kiêm phó chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo chủ bị xây dựng cảng, đương nhiên thành trợ lý chủ nhiệm ban quản lý cảng. Có thể nói trong mấy tháng ngắn ngủi Mông Học Khanh leo lên chức người khác nỗ lực nửa đời không với tới, đúng là làm ối kẻ hâm mộ ghen tức. Công tác chủ bị của công ty hữu hạn lập cảng Đông Sơn cũng chính thức triển khai, công tác cụ thể do Hải vận Nam Dương và tập đoàn cửa cảng Singapore liên hợp gánh vác. Là lãnh đạo chủ quản phụ trách phối hợp công trình xây cảng, Đường Học Khiêm sau khi tới Tân Đình liền triệu tập nhân viên liên quan tới thành phố mở cuộc họp. Trương Khắc lần này tới Tân Đình càng quan tâm tới tình hình chỉnh hợp nhà máy đóng tàu, nhà máy sắt thép Đông Sơn, trong bộ khung hợp tác sắt thép liên hợp Đông Hải, thương vụ Cẩm Hồ chỉ nắm 20%, lúc này nếu chỉnh hợp thích đáng, tương lai dù nắm lượng nhỏ cổ phần cũng có sức ảnh hưởng tương đối với sắt thép liên hợp, nếu không khống chế hoàn toàn được quá trình chỉnh hợp này, tiếng nói sau này của thương vụ Cẩm Hồ càng yếu. Trương Khắc ở Tân Đình gần 4 ngày, kịp tới Hải Châu trong đợt tuyết đầu tiên. Đứng trên phà, nhìn tuyết bay lất phất, thấy thấp thoáng bóng dáng tượng sơn đen xì xì, chỉ vài ngày nữa thôi là sang năm 99 rồi. Thấy bến phà đã ở phía trước rồi, Trương Khắc đang định ngồi vào xe thì di động trong túi rung lên, cầm ra xem thì đấy số của Hứa Tư, lúc này tên bến phà không có chiếc phà nào đỗ, bến phà trống không chỉ có một bóng hình tha thướt. Bảo chị đừng tới đón mà. Trương Khắc nhận điện thoại trách. Trời lạnh thế này. Buổi chiều ở trong văn phòng. Ngẩng đầu lên không biết tuyết rơi từ bao giờ, thế là muốn ra ngoài đi dạo. Giọng Hứa Tư nhẹ như bông tuyết rơi trên người vậy. Xuống phà, Trương Khẳng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tư đứng trên cao, cười ấm áp. Hứa Tư mặc áo khoác đen, khăn quàng đỏ, dung mạo diễm lệ cứ như tinh linh trong tuyết. Bảo Phó Tuấn lái xe đi trước, Trương Khắc cùng Hứa Tư nắm tay nhau tới bãi đỗ lấy xe, không vội về thành phố, tới công viên Tượng Sơn trốn kỷ niệm của hai người, đỡ xe trên đỉnh núi. Nép mình bên nhau nhìn tuyết rơi đem trời đất biến thành một màu. Trời tối, Trương Khắc đang định cùng Hứa Tư tìm chỗ ăn cơm không ngờ mẹ y gọi điện thoại tới. Con ở đâu đấy hả? Phó Tuấn đem hành lý của con về lâu rồi, con không về nhà ăn cơm à? Hả, sao mẹ về Hải Châu hôm nay? Trương Khắc biết mẹ sẽ về Hải Châu một chuyến vì hôn lễ của Trương Dịch và Tôn Đình, không ngờ lại đúng vào ngày hôm nay, mấy ngày qua không liên lạc với mẹ nên không biết, ba Hoa trả lời cho qua. Đột nhiên giọng của Chỉ Đồng trong điện thoại truyền ra. Trương Khắc, lại chết ở đâu rồi đấy hả? Cái kiểu nói này là hoàn toàn học từ mẹ y. Hứa Tứ nhoẻn miệng cười, chắc giờ này Tạ Vãn Tình cũng ở nhà Trương Khắc, đưa tay ra ôm vai y, ghé vào bên tai còn lại của Trương Khắc nói nhỏ. Cậu về đi, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, vốn định mời cậu tới nhà ăn cơm. Trương Khắc trìu mến vuốt ve gò má của Hứa Tư, cười xin lỗi. Nói với mẹ thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vậy thì đêm nay chọn chỗ nào đó cùng ăn khuya nhé. Trương Khắc đưa Hứa Tư về nhà trước rồi lái xe Hứa Tư về Tân Cẩm Viên. Chỉ Đồng nghe thấy tiếng xe chạy ra, nhìn Trương Khắc từ xe Hứa Tư bước xuống, bộ dạng vỡ lẽ, mắt tròn xoe nhìn Trương Khắc, miệng há rất to, nhưng giọng rất nhỏ. Anh lại đi chơi với dì Hứa rồi. Trương Khắc sợ đứng tim vội giơ tay lên môi bảo chị Đồng đừng nói. Sao lại đổi xe rồi? Lương Cách Chân thấy xe con trai khác với cái lần trước, mày nhíu lại, bà lo Trương Khắc quá phô trương lãng phí. Thấy Tạ Vãn Tình theo sau mỉm cười, biết cô nhìn ra mình vừa gặp mặt Hứa Tư, Trương Khắc giang tay ra, không trả lời câu hỏi của mẹ. Thím Y đưa em họ Trương Mân tới ăn cơm, tiểu nha đầu khóc nhè trước kia đã thành cô thiếu nữ 17 tuổi yểu điệu rồi. Ăn cơm xong bàn bạc an bài hôn lễ của Trương Dịch và Tôn Đình. Lương Cách Chân và thím Trương Khắc đều muốn làm đúng theo phong tục truyền thống, còn bên Trương gia, mời ai cũng phải thảo luận kỹ càng, Trương Khắc nhàm chán vẫn phải cố ngồi nghe, còn Trương Mân kéo Chỉ Đồng sang nhà Tạ Vãn Tình chơi rồi. Trương Khắc sắp ngủ gật thì tiếng chuông cửa vang lên, đi tới xem màn hình hệ thống cửa, nhưng không nhìn thấy ai cả, qua sự kiện bị Đường Trung uy hiếp lần trước, Trương Khắc rất cảnh giác với loại chuyện này, vừa định thông báo cho đám Phó Tuấn thì thấy bác hắn Trương Chi Phi và vợ lấm la lấm lét xuất hiện ở màn hình như ăn trộm. Hiển nhiên cái mũi thính như chó của Trương Chi Vi ngửi thấy mùi mình và mẹ về Hải Châu, Trương Khắc nhìn màn hình một lúc, y bảo Phó Tuân và nhà đoàn tụ với vợ con rồi,
có điều vệ sĩ và nhân viên công tác chiếu cố sinh hoạt của y đều ở biệt thự bên cạnh, mấy giây sau liền có người đi ra tra hỏi Trương Chi Vi. Ai tới vậy? Lương Cách Chân thấy con trai nhìn màn hình một lúc mà không mở cửa, hỏi. Bác cả. Trương Khắc lúc này mới ấn nút mở cửa rồi quay lại ghế sofa. Một lúc sau Trương Chi Vi đứng ngoài cửa do dự nhìn vào bên trong, không dám bước vào, Trương Khắc liếc nhìn ông ta một cái chẳng nói gì. Bị đứa cháu này liếc một cái, Trương Chi Vi càng sợ, nửa đời người học bản lĩnh nhìn mặt đoán ý lúc này chẳng có chút tác dụng gì, hơn nữa đằng sau lưng còn có mấy người mặc vest đen kính đen như xã hội đen nhìn chằm chằm, cứ như chỉ cần có chút hành động bất thường là tóm cổ mình lôi ra, càng làm ông ta thêm thiếu tự nhiên. Có trách cũng chỉ trách lão nhị sinh ra thằng con quái vật, lật tay làm mây úp tay làm mưa, cho dù mấy năm qua chẳng ai đem chuyện của Cẩm Hồ kể cho ông ta chuyện của Cẩm Hồ, nhưng Trương Chi Vi đâu có mù, chỉ từ lời nói, hành vi nhỏ nhặt của người bên cạnh là có thể nhìn ra được quyền thế và địa vị khó nói diễn tả nổi của Trương gia ở Hải Châu. Chương 975, tính toán trước. Lương Cách Chân dù sao vẫn phải giữ thể diện cho Trương gia, không làm Trương Chi Vi quá mất mặt, song cũng không định đứng dậy chào hỏi. Sao anh lại tới đây? Trương Chi Vi lúc này mới dám nhích chân bước về phía phòng khách, nói không ra đầu ra đũa. Cô bà nội Trương Khắc vốn cũng muốn tới, trời đổ tuyết, bị gió lạnh không tốt. Nghe người ta nói, còn tưởng lão nhị cũng về, hóa ra chỉ có em và Tiểu Khắc, các em là thím của Trương Dịch, hôn lễ của nó, anh nghe ý các em. Chuyện này nhà cháu xen vào làm gì, có chuyện gì cần thương lượng, bác đi tìm nhà chị Tôn Đình ấy. Trương Khắc thình lình xen vào một câu, chẳng thèm để ý tới ông bác, bảo mẹ. Con có việc đi một chút, đêm không cần để cửa cho con đâu. Cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, thiếu chút nữa va phải Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình thò đầu nhìn bên trong, kéo Trương Khắc đi xuống thềm, hạ giọng hờn mát. Vờ giận để dở trò Kim Thiền thoát xác chứ gì. Chút tâm tư nhỏ ấy của y tất nhiên chẳng giấu được cô gái gối kề tay ấp, Trương Khắc quay đầu lại nhìn bác cả còn đang sợ chết khiếp, cười ngượng nói. Em đã nói mời chị Hứa Tư và chị đi ăn khuya. Hay là ba người chúng ta đêm nay lại ngủ ở căn nhà trong ngõ Đan Tỉnh. Cút đi, đừng lôi chị vào, không quấy rầy em phong lưu khoái hoạt nữa. Tạ Vãn Tình hơi đỏ mặt, nhớ lại chuyện ba người làm hôm đó cảm thấy rất hoang đường một lần chưa đủ sao. Mắng Trương Khắc một tiếng, không ngăn y đi gặp Hứa Tư nữa. Trương Khắc vẫy tay bảo vệ sĩ đứng hai bên bậc thềm về nghỉ ngơi, y vào trong xe lái ra khỏi sân. Nhưng không đi ngay mà hạ cửa sổ xuống, vẫy tay gọi Tạ Vãn Tình. Tuyết vẫn đang rơi, trong sân đã phủ một lớp mong mỏng trắng muốt rồi, Tạ Vãn Tình không hiểu Trương Khắc còn có chuyện gì nữa, đi vào thấy y mở cửa xe ra, không nghĩ gì bước vào, không ngờ Trương Khắc đưa tay ôm mặt muốn hôn mình, Tạ Vãn Tình kinh hãi vội vàng né tránh, nhưng tránh không thoát bị y hôn một cái, tim đập loạn xạ hốt hoảng nhìn quanh, mắng. Muốn chết à, người khác nhìn thấy thì sao? Đi hại con bé lẳng lơ Hứa Tư ấy. Đừng đụng vào chị. Trương Khắc cười ha hả, để Tạ Vãn Tình xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi lái về phía nhà Hứa Tư. Khu thành phố mới Cẩm Hồ đang vào thời kỳ xây dựng khẩn trương, Hứa Tư đa phần thời gian ở Hải Châu, nhưng cơ hội Trương Khắc về Hải Châu rất ít, mà y về là gây ra động tĩnh rất lớn, nếu chỉ về vụng trộm bảo Hứa Tư đi gặp mình thì quá ủy khuất cho cô. Tuyết cứ rơi mãi, đèn xe chiều tới nơi đó bao phủ lớp tuyết trắng, tuyết bay múa trên không trung như con bướm đêm. Trương Khắc đón Hứa Tư đi mua đồ ăn rồi tới thẳng căn nhà ở ngõ Đan Tỉnh, ôm nhau nằm trong phòng ngủ tầng 2, ngắn nhìn tuyết rơi xuống ban công. Cậu kiếm cớ gì chuồn đi vậy? Hứa Tư cố ý không bật điều hòa, hai người ôm nhau trong chăn, cảm giác giống ngồi ngắm tuyết bên bếp lò, cô không ngờ Trương Khắc có thể thoát thân sớm như vậy. Trương Khắc kể cho cô nghe chuyện Trương Dịch sắp kết hôn với Tôn Đình, ôm cơ thể mềm mại tỏa u hương mê hoặc vào trong lòng, thì thầm bên tai cô. Ở điểm này em kém Trương Dịch quá xa. Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn Trương Khắc, đưa tay đặt lên môi y, không cho y nói tiếp nữa rồi vuốt ve má y, yêu thương nói. Dâu mọc dài ra rồi này, tiếc là không có dao cạo dâu, nếu không tôi cạo giúp cậu, hôm nay mẹ tôi cạo dâu cho mẹ tôi cũng muốn luyện tập trên mặt cậu một chút. Trương Khắc lấy cằm cọ vào má Hứa Tư. Lần này cùng em đi Bắc Kinh nhé, Bắc Kinh cũng đang có tuyết rơi đấy, Bắc Kinh không có tuyết thì xám xịt xấu xí. Có tuyết rơi đẹp hơn được một chút. Hứa Tư có hơi ngại xuất hiện cùng Trương Khắc xuất hiện ở trường công khai, như thế quá mạo hiểm, khả năng sẽ làm rối loạn cuộc sống yên bình. Trải qua nhiều việc, Hứa Tư suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chỉ có cuộc sống thế này mới hợp với tính cách của mình,
có sự nghiệp mình thích làm, có người mình yêu, có thể thường xuyên sống cùng người nhà, nhìn cuộc sống của họ ổn định là cô cảm thấy được rồi, cô không muốn có chút gợn sóng nào trong cuộc sống nữa, nhưng thấy ánh mắt tha thiết chờ đợi của Trương Khác. Đành nói, thôi đi, tôi không muốn ở Bắc Kinh phải tiễn cậu đi hẹn hò với nhà đầu Đường Thanh. À, Trương Khác lập tức nhụt chí không kiên trì muốn cô đi với mình nữa, lại nói tới chuyện ngắm chim ở Hồ Kim Sơn, muốn lập khu bảo hộ sinh thái Đông Đường, phải chọn một khu vực thích hợp dung hòa kiến trúc với hoàn cảnh tự nhiên cũng rất quan trọng, Trương Khác muốn Hứa Tư đi cùng xem phải quy hoạch thế nào. Vậy đợi năm sau đi, cậu dẫn tôi tới xem chim, không biết hàng cảnh đàn vỗ cảnh chim có thực sự tráng lệ như cậu nghĩ không? Gần 10 giờ Trương Khác nhận được điện thoại của mẹ, nói là bà nội y mới gọi điện thoại tới, không cho phòng tân hôn của Trương Dịch và Tôn Đình bố trí ở Trương gia, mà bố trí bên nhà gái, thế có khác gì đi ở rể, sao chấp nhận được? Trương Khác chẳng biết phải bình luận đầu óc người già ra làm sao nữa, cũng chỉ có người thế hệ trước là cố chấp mấy chuyện như thế này, không thể cãi nhau với bà nội y được, nếu không làm theo ý bà nội, có thể thế nào bà nội cũng bất chấp trời đông giá lạnh từ đông xã lên thành phố, quá nửa có bác cả y suối bảy gì đó đằng sau. Trương Khác nói với mẹ, cho dù tổ chức hôn lễ ở quê thì cũng chỉ ở lại có 2 đêm, tranh cái danh phận này chẳng để làm gì, bà nội hăng hái xen vào làm gì chứ. Rồi thở dài, hay là mẹ hỏi ý chị Tôn Đình xem, thế nào cũng phải bắt bác cả tới Tôn gia tạ tội, xem chuyện hay ho trước kia bác ấy làm. Tôn Đình tính cách mềm yếu, không đòi hỏi gì cả, Lương Cách Chân làm chủ thay cô thì muốn vợ chồng Trương Chi Phi phải giúp Trương Dịch tới Tôn gia cầu hôn. Trương Khác không muốn hỏi tới chuyện vụn vặt trong nhà này, trừ Trương Dịch và Tôn Đình kết hôn ra, Vương Văn Giang và Vương Thái Linh 2 ngày nữa cũng đính hôn ở Bắc Kinh, gia trưởng bên này không hề có ý bày tiệc linh đình mời khách khứa gì, Trương Khác chỉ thuận tiện tới Bắc Kinh, ăn trực một bữa cơm. Trương Khác tới Bắc Kinh chủ yếu là quan tâm tới chuyện Côn Đằng Online lên sàn chứng khoán NASDAQ. Làn sóng Internet bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, mặc dù nói sự quật khởi của Côn Đằng Online có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên, nhưng vẫn cuốn theo quỹ tích lịch sử của sản nghiệp đã định sẵn. Phát triển của sản nghiệp có quy luật vận động của riêng nó, sau mùa xuân năm 2000, bong bóng Internet tan vỡ cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Bong bóng vỡ hay không Trương Khác thực sự không quan tâm mới, có điều làn sóng cuồng nhiệt nó tạo ra trước đó để lại trong lòng người ta ấn tượng sâu sắc. Sau khi lên thị trường chứng khoán, cơ cấu đầu tư có thể cấm cổ đông, quỹ đầu tư mạo hiểm bán cổ phiếu trong vòng 6 tháng. Muốn nắm được cơ hội này Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán không nên an bài vào thời gian cuồng nhiệt nhất, mà ít nhất đẩy lên sớm 6 tháng, cũng chính là trước mùa thu năm sau mới có thể kịp bữa tiệc đầu tư này. Đương nhiên Côn Đằng Online muốn lên sàn giao dịch Nasdaq thì phải chơi theo quy tắc nước Mỹ, phải để cơ cấu tài chính có tiếng nói ở thị trường chứng khoán Mỹ được hưởng lợi từ Côn Đằng Online. Từ 30 triệu đồng phát triển ban đầu mà Cẩm Hồ cùng Vườn Sồi cung cấp ra, Côn Đằng Online còn có 2 lần huy động vốn đầu tư mạo hiểm lớn, nhưng Cẩm Hồ vẫn nắm tới 64% cổ phần. Với kết cấu cổ phần này muốn lên sàn giao dịch Nasdaq là không thể, nên cần có lần huy động vốn thứ 3, đưa thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm vào, đồng thời làm loãn bớt ít cổ phần của Cẩm Hồ, đây là chuyện phải chấp nhận, chẳng có chuyện tốt nào được tham quá nhiều. Chương 976, đính hôn. Máy bay hạ cánh thì tuyết đã ngừng rơi. Bắc Kinh khí hậu khô ráo. Tuyết trên đường băng bị gió thổi bay tán loạn che tầm nhìn, xe phải đi với tốc độ chậm chạp. Mã Hướng Đông trông vẫn chẳng khác gì với dáng vẻ chàng sinh viên sắp tốt nghiệp lần đầu Trương Khác gặp vào mùa hè năm 96, nhưng dã tâm lớn hơn nhiều, cũng suy nghĩ hơn nhiều. 2 năm trước cho dù chính bản thân vì sự nghiệp không có tâm tư tìm bạn gái cũng không nghĩ lý tưởng của mình được thực hiện trong 2 năm. Trở thành CEO của một công ty thanh danh hiển hách, bất kể nói thế nào cũng được tính là thành đạt rồi. Được rồi. Tôi thừa nhận tất cả đều là mục tiêu tôi định ra trước năm 30 tuổi, được thực hiện trước kỳ hạn có gì không hay. Trong khoang xe sang trọng, Mã Hướng Đông thần sắc hào hứng, giọng cũng hơi cao. Tôi rất lấy làm lạ, cậu biết mà, cổ phần của Cẩm Hồ ở Côn Đằng Online có thể không cần làm loãng bớt. Tôi cũng biết, trước kia thành lập quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi với Tôn chỉ là giúp đỡ, xúc tiến sĩ nghiệp kỹ học công nghệ trưởng thành. Trương Khác giải thích. Cho dù nói là đầu tư cũng cảm thấy hơi quá đáng, càng không thể mang theo chút tâm tư đầu cơ nào. Nói thế chính bản thân Trương Khác cũng cảm thấy buồn cười. Hào quang của kinh tế khoa học công nghệ và Internet bao phủ toàn bộ châu Âu và Bắc Mỹ, toàn bộ thị trường đều đưa ra dự đoán tốt đẹp về tương lai. Có điều lúc này xem ra,
công nghệ mới muốn duy trì phồn vinh lâu dài, cần cơ sở vững chắc hơn. Triệu Tử Lâm đánh giá rất khách quan, hắn không tán thành tiếp tục đầu tư quá nhiều vào sản nghiệp Internet. Triệu Tử Lâm và đội ngũ do hắn lãnh đạo thay Cẩm Hồ trưởng quản quỹ đầu tư vườn sồi gần 500 triệu, trọng điểm là nâng đỡ những xí nghiệp công nghệ nhỏ. Hai năm qua, Internet trở thành nhánh quan trọng nhất của sản nghiệp công nghệ mới, nhưng ở trong nước có thanh thế rất nhỏ, khi nhà đầu cơ nước ngoài không ngừng đổ vào sản nghiệp Internet trong nước, thì quỹ sáng nghiệp Cẩm Hồ càng ngả về xí nghiệp công nghệ mang tính cơ sở hơn. Có điều quỹ Cẩm Hồ khống chế cổ phần của Côn Đằng Online, có thể nói là nắm miếng bánh lớn nhất của sản nghiệp Internet trong nước. Mặc dù dự đoán của và lợi nhuận mô hình cổng website không lý tưởng lắm, nhưng trước khi bong bóng Internet vỡ, khái niệm cổng website được tuyệt đại đa số nhà đầu tư theo đuổi, ít nhất là trước năm 99, họ kiên trì đầu tư lớn vào đó. Lúc này Côn Đằng Online đã thành lập 4 trạm quy mô ở Hong Kong, Đài Loan, Bắc Mỹ và Đại Lục, có thể xưng là cổng website lớn nhất của người Hoa trên toàn cầu. Vì để Côn Đằng Online thành công ty hải ngoại đầu tiên lên sàn chứng khoán, chúng tôi đã soạn ra thời gian biểu cho năm sau, hội nghị sẽ thảo luận xoay quanh thời gian biểu này. Mã Hướng Đông hưng phấn nói. Khác thiếu gia nên gặp Tằng Tử Huy của Cao Thịnh, tôi nghĩ hai người sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, Tằng Tử Huy cũng rất muốn gặp Khác thiếu gia. Trương Khác đồng ý không chút do dự. Được, anh an bài hộ tôi, trước khi rời Bắc Kinh, tôi gặp anh ta một lần cũng không sao. Thấy Mã Hướng Đông hưng phấn quá mức như thế, Trương Khác cũng chẳng lấy làm lạ, sản nghiệp Internet tuyệt đối là người trẻ tuổi như Mã Hướng Đông sùng bái nhất, đừng nói là ở Bắc Kinh, ở kiến nghiệp cũng ngày càng có nhiều người cho rằng có mạng Internet gần như là có tất cả. Lúc này đem so với việc hợp tác cùng Cao Thịnh, Trương Khác càng lo bộ thông tin có thái độ cẩn thận với việc công ty mạng lên thị trường chứng khoán hải ngoại. Xe đi vào tiểu khu vốn thuộc bộ bưu điện, từ xa thấy Lương Văn Giang và Vương Thái Linh đứng trước sân đợi bọn họ. Còn có một thanh niên gầy gò chừng 30 tuổi, Trương Khác xuống xe, được Lương Văn Giang giới thiệu thanh niên kia là Vương Chí, anh trai của Vương Thái Linh. Trương Khác bắt tay Vương Chí rồi hỏi anh họ. Cậu ở trên lầu hả anh? Lúc này tới khách sạn còn sớm, mặc dù tiệc đính hôn, nhưng mang tính chất gia đình, Trương Khác tới là để ăn trực. Từ cậu và mợ ra thì anh Lương Văn Sơn và vợ đều không tới Bắc Kinh, ngược lại phía nhà gái rất coi trọng, vợ chồng Vương Chí đưa con gái Tử Văn Chu Chiết Đông tới. Đi lên lầu thấy Lương Quốc Thịnh và Vương Húc Sâm ngồi trong thư phòng đánh cờ, chào hỏi mọi người, đưa quà cho mẹ Vương Thái Linh xong, Trương Khác đứng ở một bên xem cờ, Vương Chí nói. Nghe ba tôi và Văn Giang nói cậu chơi cờ rất hay, còn khá sớm, có thể cho tôi thỉnh giáo một ván không? Trương Khác không biết có phải Vương gia cố ý chuẩn bị hai bàn cờ không, dù sao cũng rảnh, nói. Đánh cờ đốt thời gian là thích hợp nhất. Vương Thái Linh đi lấy cờ. Đám Trương Khác ra phòng khách vừa chơi cờ vừa tán gẫu. Vương Chí là nhân viên công vụ bình thường của chính phủ Văn Chu Chiết Đông, năm xưa học đại học ở Văn Chu, quen với vợ hiện tại, tốt nghiệp xong ở lạ luôn Văn Chu, từ đấy đến giờ không đi đâu nữa. Nghe được những câu chuyện truyền kỳ về Cẩm Hồ từ cha và em gái, nhưng khi gặp Trương Khác, chỉ thấy bề ngoài y ngoại trừ hơi ít nói một chút, còn chẳng khác gì sinh viên đại học bình thường, cũng chẳng thấy có gì nổi trội. Nếu nói về IQ, người ngồi trong phòng khách này chẳng ai nhận kém hơn người khác, có lẽ IQ của Lương Văn Giang là cao nhất, nhưng giống cha hắn đều là nhân tài loại kỹ thuật, Lương Văn Giang có địa vị rất cao ở Côn Đằng Online, nhưng ít khi hỏi tới chuyện quản lý. Vương Chí năm xưa cũng sợ về Bắc Kinh bị trong nhà ép theo ngành kỹ thuật nên mới quyết tâm ở Văn Chu, có điều cha ở Bắc Kinh chẳng giúp được, cha vợ ở Văn Chu lại chẳng có bối cảnh gì, nên công tác không được như ý lắm. Nói về thì đánh cờ thì cách đánh của Vương Chí dữ dội hơn cha nhiều, không phù hợp với ngoại hình của hắn, ngoài ra thì Trương Khác chẳng có ấn tượng gì về hắn. Lương Văn Giang chỉ làm kỹ thuật, nói chuyện vụng về, không có hắn giúp, Trương Khác và Vương Chí lần đầu gặp nhau, chủ đề nói chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề thời sự. Trương Khác bị mấy cuộc điện thoại làm phân tâm, đánh tới trung bàn vì tính sai một nước cờ quan trọng cho nên rơi vào thế hạ phong. Lương Quốc Thịnh và Vương Húc Sâm đánh cờ xong, không đánh thêm mà thu cờ ra phòng khách xem đánh cờ. Vương Húc Sâm thấy Trương Khác rơi vào thế hạ phong, hỏi Lương Văn Giang. Cậu ấy nhường mấy quân thế? Sức cờ của cháu không bằng anh Vương, cho nên đang phải miễn cưỡng ứng phó đây ạ. Trương Khác nhe răng cười, y chú ý thấy câu này của Vương Húc Sâm làm Vương Chí ở đối diện hơi khó chịu, thầm nghĩ quan hệ giữa hai cha con này kỳ quái đây, kiếp trước mình để ý nhất là được cha thừa nhận và khẳng định, câu nói này của Vương Húc Sâm đúng là chạm vào chỗ nhạy cảm trong lòng Vương Chí rồi.
Vương Húc Sâm lại chẳng cho con trai đã thành ra thất thể diện, mũi hừ một tiếng khinh thường, nói với Trương Khắc chuyện Côn Đằng online. Ý kiến trong bộ rất mâu thuẫn, tôi thấy Côn Đằng tốt nhất chuẩn bị hai đằng, một số nghiệp vụ có thể đưa lên thị trường chứng khoán, một số thì khả năng phải tách ra, trong bộ cũng nhấn mạnh phải ưu tiên suy tính tới vấn đề an toàn tin tức. Vương Húc Sâm không chỉ rõ ra hai bên có ý kiến mâu thuẫn là ai với ai, Trương Khắc hiểu khá sâu về bộ thông tin, không khó đoán ra chuyện vòng vèo trong đó. Cảnh Trọng Dương khi chấp trưởng bộ bưu điện đã luôn lấy lý do an toàn tin tức quốc phòng để lũng đoạn sản nghiệp thông tin. Dịch Vân Phi mặc dù muốn giúp Cẩm Hồ một tay, nhưng một khi người ta dương lá cờ an toàn tin tức quốc phòng lên thì thái độ của ông ta cũng không thể ủng hộ lắm, thỏa hiệp là con đường khả thi duy nhất. Bất kể lúc này Vương Húc Sâm nói thế có phải là chuyển lời giúp Dịch Văn Phi hay không thì chuyến đi Bắc Kinh này thế nào cũng phải gặp Dịch Văn Phi. Chương 977, có cần tình cờ gặp không? Trương Khắc cũng nghĩ tới vấn đề này trước rồi, còn đặc biệt lập hai công ty cảnh ngoại, đem tất cả nghiệp vụ của Côn Đằng Online tách ra đặt vào công ty cảnh ngoại này, cuối cùng chỉ có thể lấy danh nghĩa một công ty cảnh ngoại lên thị trường chứng khoán, nghiệp vụ không thể lên thị trường chứng khoán đặt vào công ty cảnh ngoại còn lại, tránh nguy hiểm chính sách. Công ty cảnh ngoại offshore là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty đó hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ nơi đăng ký. Trương Khắc đem những điều này giải thích cho Vương Húc Sâm nghe, Vương Thái Linh ngạc nhiên nói. Tình hình tất cả công ty dưới cờ Cẩm Hồ cậu đều có thể hiểu tường tận đến vậy à? Nếu không tới mức độ đó thì không hợp cách rồi. Trương Khắc trêu. Mức độ chỉ hiểu anh Văn Giang có phải chỉ dừng ở sau khi Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán thì cổ phần của anh ấy có giá trị bao nhiêu, đúng không? Cút, ai thèm mấy đồng tiền thối của anh ấy? Vương Thái Linh bị Trương Khắc nói cho xấu hổ, mặt hơi đỏ lên. Vương Chí đánh cờ quyết liệt, như thu quan thì kém hơn rất nhiều, làm Trương Khắc vãn hồi lại thế yếu, cuối cùng thắng nửa mục làm Vương Chí không cam tâm, muốn hẹn Trương Khắc đánh trận nữa so sức cờ. Vương Húc Sâm mắng. Con tưởng ai cũng rảnh rỗi như con đốt thời gian vào đánh cờ à? Vương Chí bị giáo huấn rất ấm ức bất mãn, không nói gì bế con gái mới 4 tuổi xuống lầu. Khách sạn tổ chức lễ đính hôn ở ngay ngoài tiểu khu, không cần dùng xe, đi bộ vài phút là tới rồi, thêm vào con gái của Vương Chí, tổng cộng có 11 người. Tuy nói nghi thức không phải là chính thức lắm, nhưng tiền mừng trưởng bối cho Lương Văn Giang và Vương Thái Linh không ít, Trương Khắc còn mang theo phong bao đỏ của mẹ y, thím y, chú y. Sau bữa tối Trương Khắc đúng là chẳng có thời gian đánh cờ cùng Vương Chí, vừa qua 8 giờ một chút, xe liền đến đón y tới gặp Diệp Chăn Dân. Trương Khắc mặc dù có thể khẳng định thời khắc gian nan nhất của nguy cơ tài chính châu Á đã qua rồi, nhưng Diệp Chăn Dân cùng cao tầng quốc vụ viện vẫn lo chuyện này còn quay trở lại, kinh tế trong nước cũng phải khắc phục một loạt khốn cảnh kinh tế sa sút. Vừa vặn kinh tế thu sa sút chính phủ TW chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế dần dần mở cửa chính sách cho xí nghiệp dân doanh. Cổ vũ xí nghiệp dân doanh vươn tới những ngành nghề trước kia không thể chạm vào được như sắt thép, dầu mỏ, hàng không, chế tạo trang bị, cửa cảng, v.v. Nói cho cùng Cẩm Hồ năm nay thành công mua được Thần Hy, có thể tham gia vào xây cảng Đông Sơn, chính nhờ quốc gia đang ra sức kích thích tăng trưởng. Ở trong nhà Diệp Chăn Dân nói chuyện gần 2 tiếng, lúc cáo từ rời đi phát hiện Diêu Kiên đợi mình trong xe. Có chuyện gì hay ho mà phải tới tận đây đợi tôi? Trương Khắc cười hỏi. Samsung trước Tết Dương Lịch sẽ tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mới ở Bắc Kinh, nhìn điệu bộ của bọn họ xem ra rất long trọng, rất nhiều nhân viên cao tầng tổng bộ Samsung ở Hàn Quốc tới, cũng có người quen của Khắc Khiếu gia cậu đấy, nhân viên công ty bay từ kiến nghiệp tới Bắc Kinh thấy Lý Hinh Dư tiểu thư ở khoang thương vụ. Nhìn cái bộ dạng của Diêu Kiên tựa hồ câu cuối cùng mới là trọng điểm hắn tới đây báo cáo, Trương Khắc dọa. Có tin tôi cầm đồ ném anh không? Có cần đổi khách sạn sang Vương Phủ tỉnh gần Cố Cung không? Diêu Kiên cười tâu toét. Trương Khắc lấy trong cặp ra một tờ báo định ném, thấy Diêu Kiên né tránh, mới nói. Samsung có mời chúng ta không? Có một cái gửi cho chi nhánh, còn 3 ngày nữa cơ, Khắc Thiếu gia định ở lại Bắc Kinh 3 ngày à? Cậu tôi ở Bắc Kinh, tôi phải ở lại vài ngày. Trương Khắc trầm tư. Đây là lễ giới thiệu sản phẩm đầu tiên của Samsung sau khi thay đổi chiến lược thị trường ở Trung Quốc. Có lẽ có thứ gì đó làm người ta giật mình, thế nào cũng đáng xem một lần. Sau khi Diêu Kiên đi, Trương Khắc gọi điện cho Lương Văn Giang, lúc đi không hỏi cậu ở khách sạn nào, nếu có thời gian ở Bắc Kinh du ngoạn với nhà cậu cũng tốt, ở cùng nhà khách cho tiện. Anh ở khách sạn Vương Phủ Tỉnh,
có cần an bài phòng cho em không? Không cần đâu, em tới thẳng đó luôn. Trương Khác thầm nghĩ thật trùng hợp, do dự không biết có nên gọi điện thoại với Lý Hinh Dư, hay là đợi tình cờ gặp nhau rồi mới tính. Anh vừa tới đại sảnh. Vậy anh đợi em ở đó nhé, phòng để em an bài. Ở trong khách sạn Vương Phủ Tỉnh có thể nhìn thấy cố cung, Vương Thái Linh an bài nhà cha chồng tương lai ở đó đúng là phải bỏ tâm tư. Tới khách sạn Vương Phủ Tỉnh, thấy cả nhà Vương Húc Sâm cũng ở đó, Lương Văn Giang kéo Trương Khác sang một bên nói nhỏ. Không khách khí với em được nữa rồi, anh móc hết túi cũng không đủ chi một gian phòng. Đã bảo để em an bài mà. Trương Khác ôm vai Lương Văn Giang hỏi. Nhà Vương Chí cũng ở khách sạn à? Ừ. Lương Văn Giang gật đầu. Anh của Thái Linh tốt nghiệp xong ở lại Văn Chu công tác, nghe nói anh ấy công tác không được vừa ý, nhưng tuy bị lạnh nhạt mấy năm, nhưng không muốn nhờ cha anh ấy điều tới Bắc Kinh. Em đi rồi, hai cha con họ còn cãi nhau. Nếu Vương Chí hoặc Vương Húc Sâm lên tiếng nhắc tới khó khăn trong công tác, Trương Khác có thể nhờ các mối quan hệ chiếu cố ít nhiều, có điều Văn Chu là địa bàn của Nghiêm gia, Vương Chí có dính líu gì với Cẩm Hồ, càng thêm khó khăn, Trương Khác nói. Ngày mai nếu anh không có việc gì thì có thể ở lại, em có thể tiếp cờ bọn anh tới sáng. Thế cũng được, anh xin nghỉ phép 2 ngày bồi tiếp cha mẹ, cùng lắm mai bảo Thái Linh thể hiện nhiều hơn, anh trốn trong xe ngủ. Lương Văn Giang cười nói. Có lẽ vì có nhiều người Hàn Quốc vào ở, cho nên phòng tổng thống không còn nữa, Trương Khác cũng không kén chọn lắm, mà quá xa hoa, có lẽ nhà cậu y không an tâm ở lại. Mang hưng phấn lần đầu tới thủ đô, cậu mợ cùng vợ chồng Vương Chí không vội về phòng ngủ, Vương Chí cũng không vì chia rẽ với cha về công việc mà giàu dĩ. Thực ra khi nhà Vương Húc Sâm về, tâm tình hắn nhẹ nhõm hắn, Lương Văn Giang không dám mặt dày giữ Vương Thái Linh lại. Trương Khác nói với cậu. Tới quán cà phê của khách sạn này ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh là thích hợp nhất đấy cậu, có thể nhìn thấy cố cung sáng mai cậu đi xem đấy, đúng lúc trời đổ tuyết cháu nghĩ Bắc Kinh lúc này mới là đẹp nhất. Người khách quen ngủ muộn mà nói thì quá nửa là sẽ tới hộp đêm đốt thời gian hoặc tới quán ba ngồi, đám Trương Khác lại tới quán cà phê, thảm trải đường tuy không dày, nhưng rất mới, đi lên trên rất dễ chịu. Quán cà phê lác đác vài người, khách sạn không cao lắm. Nhưng thiết kế khung thép nghiêng ở quán cà phê lại cho người ta cảm giác như ở tầng thượng của kiến trúc cao nhất thế giới. Mọi người ngồi cạnh cửa sổ, cố cung ở xa xa, cung diện phủ tuyết trong đêm trông giống như một hồ nước tĩnh lặng. Lý Hinh Dư ngồi một mình phía trước, mặc dù xoay lưng về phía này, nhưng Trương Khác vẫn nhận ra, cô áp sát mặt gần cửa sổ nhìn xuống dưới, chiếc áo khoác cao cổ trùm lên cả mái tóc dài mềm như lụa, làm Lý Hinh Dư trông hết sức cô độc. Trương Khác cũng nhìn xuống dưới. Gần một chút là một chiếc ngõ tứ hợp viện, tuyết phủ trên nóc nhà không che đi được sự cũ nát của nó, có lẽ chính chút tang thương trong đêm tuyết ấy càng làm người ta say mê, Trương Khác không lên tiếng gọi mà lấy di động ra gọi cho cô. Chiếc di động tinh xảo màu phấn hồng rung lên, thân máy xoay tròn trên bàn, Trương Khác thấy Lý Hinh Dư không cầm di động lên xem ai gọi mà hứng thú chống cằm nhìn chiếc di động xoay tròn, ban đầu còn thấy làm lạ, ngẩng đầu lên mới thấy tường kính trước mặt cô do một đầu rất tối nên thành tấm gương. Nhìn rõ hết cảnh quán cà phê, thì ra cô ấy đã nhìn thấy mình từ trước rồi. Chương 978, bị gái săn. Lý Hinh Dư hướng về phía gương cười nhẹ nhàng mà ấm áp rồi mới quay qua bên này hơi cúi mình chào hỏi. Trong quán cà phê mở tối dung nhan của Lý Hinh Dư càng thêm rạng ngời, Trương Khác giới thiệu qua về cô với cậu và Vương Chí, thầm nghĩ cô ấy chắc không thích ngồi với cùng một đống người xa lạ, liền đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi. Tới Bắc Kinh tham gia lễ giới thiệu sản phẩm mới của Samsung à? Bị yêu cầu phải tham gia một số hoạt động thương nghiệp, có cái tránh được, có cái không? Lý Hinh Dư cười bất lực. Thành viên gia tộc Lý Kiện Hy đều bị yêu cầu tiếp nhận bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Lý Hinh Dư không phải là ngoại lệ, có lẽ bản thân cô không hề thích. Vẫn dùng di động của Ái Đạt, bị nhìn thấy không sợ bị mắng sao? Trương Khác đánh mắt về chiếc di động. Trong hoạt động tập thể sẽ không lấy ra. Lý Hinh Dư nhoẻn miệng cười. Không cho nhìn thấy sẽ không bị mắng. Trương Khác nhìn cốc cà phê và quyển sách trên bàn, không biết cô ngồi đây bao lâu, cũng không biết vì sao cô ngồi lẻ loi ở đây, chỉ thấy nụ cười của cô hết sức tinh khiết mê hoặc. Bên phía cậu Trương Khác ngồi một lúc đã thấy mệt, con gái của Vương Chí đã ngủ trong lòng mẹ từ lâu, Lương Văn Giang đi tới chào, nói bọn họ về phòng ngủ trước. Lý Hinh Dư cũng che cặp môi hồng ngáp khẽ. Tôi cũng về nghỉ đây. Mai anh sẽ về kiến nghiệp à? Không, tôi sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa. Trương Khác trả lời. Hinh Dư.
Nghe thấy có người dùng tiếng Hàn Quốc gọi Lý Hinh Dư, Trương Khắc quay đầu lại, thấy một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp mặc áo chiếc áo không cổ màu trắng cùng váy ngắn đứng tại cửa quán cà phê nhìn về phía bên này. Thiếu nữ đó cũng có bầu vú cao ngất, so với Lý Hinh Dư kín đáo che bầu ngực ngực quá khổ của mình đi, thì thiếu nữ kia tựa hồ lại càng muốn khoe nó ra, bên ngoài trời tuyết lạnh giá chẳng gây trở ngại người trong phòng ăn mặc mát mẻ, từ xa Trương Khắc đã nhìn thấy khe vú trắng muốt của cô gái rồi. Phác Trinh Nhi, Phác Sung A, con gái của Phác hội trưởng. Lý Hinh Dư đứng dậy cầm lấy di động, khi đi qua Trương Khắc hạ giọng xuống nói với Trương Khắc. Tôi sẽ nói với Trinh Nhi anh là một người khách tới bắt chuyện, lần sau gặp lại đừng để bị lộ nhé. Hả? Trương Khắc không biết vì sao Lý Hinh Dư lại nói dối, chẳng lẽ chuyện lần trước đánh nhau với chỉ tá Tú Tàng trong căn hộ của cô đã bị vỡ lở rồi. Lý Hinh Dư đi tới cửa quán cà phê còn tinh nghịch quay đầu lại nháy mắt với Trương Khắc rồi mới cùng Phác Trinh Nhi về phòng, lúc rời đi Phác Trinh Nhi còn liếc nhìn Trương Khắc với ánh mắt ám muội phức tạp, làm y chẳng hiểu ra làm sao. Lý Hinh Dư đi rồi, Trương Khắc cũng về gọi Vương Chí và Lương Văn Giang qua phòng y đánh cờ. Vương Chí sau khi tốt nghiệp thông qua cậu của vợ làm thư ký trưởng chính phủ vào chính phủ thành phố công tác, 2 năm đầu khá thuận lợi, có điều tới khi cậu vợ hắn điều khỏi Văn Chu. Công tác được rèn luyện là chuyện hết sức bình thường. Tuy nói trong tay Vương Húc Sâm trong tay không có quá nhiều thực quyền, nhưng mối quan hệ trong bộ không tệ, trong mắt ông, con mình về Bắc Kinh thế nào cũng tốt hơn tốn thời gian ở Văn Chu. Với Vương Chí mà nói, ở lại Văn Chu còn chưa tới mức cùng đường phải từ bỏ, tất nhiên không dễ dàng chịu khuất phục nhận thua về Bắc Kinh. Sáng sớm tỉnh lại trời trong nắng ấm, tuyết phủ trên mái ngói từ hợp viện phản chiếu ánh sáng ban mai, rực rỡ mê người. Cuộc thảo luận ở Côn Đằng Online an bài vào buổi chiều, sau đó buổi tối gặp mặt Tằng Tử Huy Phó Tổng Giám Đốc Cao Thịnh, Trương Khắc định buổi sáng cùng cậu đi dạo cố cung, thời tiết thế này rất thích hợp. Đám Trương Khắc xuống trước, đi bộ tới quảng trường trước cố cung, từ xa xa nhìn thấy Lý Hinh Dư và Phác Trinh Nhi cũng đứng ở trước quảng trường, cầm máy ảnh chụp lâu đài nguy nga. Lý Hinh Dư cũng nhìn thấy Trương Khắc rồi, nháy mắt với y rồi quay đi vờ như không quen biết. Trương Khắc không biết Lý Hinh Dư muốn giấu giếm cái gì, nếu như cô không muốn Phác Trinh Nhi biết Trương Khắc quen biết mình, thì vờ làm người xa lạ đi lướt qua nhau là tốt nhất. Ê, này! Trương Khắc đi qua, Lý Hinh Dư không nói gì, nhưng Phác Trinh Nhi lại dùng tiếng Hàn gọi y lại. Anh còn nhận ra chúng tôi không? À, là các cô à? Trương Khắc vờ như mới nhớ ra. Các cô cũng đi tham quan cố cung sao? Quay đầu sang kín đáo trao đổi ánh mắt với Lý Hinh Dư. Ý hỏi cô chuyện này là sao, Lý Hinh Dư tỏ vẻ đành chịu, cho thấy tình hình vượt ngoài tầm khống chế của cô. Chúng tôi từ Hàn Quốc tới Bắc Kinh du lịch, tiếc là không tìm thấy hướng dẫn viên tiếng Hàn. Phác Trinh Nhi dùng khuôn mặt ngoan hiền nói. Chúng tôi có thể theo sau các anh được không? Phác Trinh Nhi trang điểm hơi đậm, nếu không nghĩ tới nhân tố có thể là phẫu thuật thẩm mỹ, thì cũng được coi là thiếu nữ xinh tươi, bất kỳ ai cũng khó mà từ chối được. Trương Khắc bảo Phó Tuấn mua vé cho cả hai cô gái, Phác Trinh Nhi lại nhất định muốn tự bỏ tiền, y kiếm cơ hội tụt lại đằng sau nói chuyện với Lý Hinh Dư. Chuyện gì thế? Nếu anh không ngại có một người tính xứ lạ trong thời gian ngắn. Lý Hinh Dư che miệng cười trộm. Thì chỉ cần vợ không quen tôi là được, cô ấy không biết nói tiếng Hán, tiếng Anh cũng rất kém, lát nữa tôi cũng vợ không hiểu tiếng Hán, cho nên anh không cần lo bị người khác làm lộ. Trương Khắc không ngờ mình bị gái săn, rồi, thấy Lý Hinh Dư cười rất vui vẻ, cảm thấy dở khóc dở cười, người ta hay nói nữ nhân Hàn Quốc bảo thủ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cũng có cô gái lớn gan cởi mở, tuy nói không có ý định làm tình một đêm của Phác Trinh Nhi, nhưng không thể mặc Lý Hinh Dư, cùng diễn xuất cũng được, chỉ cần không gặp Lý Tại Thù, vở kịch này vẫn có thể tiếp tục. Trong cố cung, Phác Trinh Nhi tỏ ra hết sức nhiệt tình, là phiên dịch tiếng Hàn duy nhất, Trương Khắc tất nhiên phải đi cùng hai cô gái. Buổi trưa cũng ăn cơm cùng nhau. Ăn cơm xong, Trương Khắc tới Côn Đằng Online họp, còn trao đổi số điện thoại với Phác Trinh Nhi. Buổi chiều hai cô gái tiếp tục theo đám Vương Thái Linh đi dạo thành phố Bắc Kinh. Tuy Lý Hinh Dư vợ không biết tiếng Hán, nhưng có Vương Thái Linh, dùng tiếng Anh giao lưu không thành vấn đề. Tối gặp Tằng Kiến Huy về, Trương Khắc gọi điện cho Vương Thái Linh, biết Phác Trinh Nhi rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ bữa tối, lúc này đang cùng đi dạo phố thương nghiệp Vương Phủ Tỉnh. Một lúc nữa mới về, Phác Trinh Nhi còn mua cả quà cho bọn họ. Trương Khắc và Lương Văn Giang vào quán cà phê đợi bọn họ đi dạo phố về. Phác Trinh Nhi muốn tới quán ba hoặc hộp đêm tiêu trừ mệt mỏi sau một ngày du ngoạn. Trương Khắc nghĩ buổi tối ở quán cà phê khả năng gặp Lý Tại Thù nhỏ hơn,
mà y cũng không quen với cái hoàn cảnh anh chơi nhảy múa ở hộp đêm nữa. Nếu chẳng phải nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Lý Hinh Dư, tựa hồ mong muốn trò chơi này tiếp tục, Trương Khác đã chẳng thèm để ý tới Phát Trinh Nhi. Cậu mờ dù sao tinh lực cũng không bằng người trẻ tuổi nữa, về khách sạn và vào phòng nghỉ ngơi ngay, vợ con Vương Chí cũng đi ngủ, anh em Vương Thái Linh, Vương Chí cùng Lý Hinh Dư, Phát Trinh Nhi tới quán cà phê ngồi một lúc. Tôi không ngờ tới Trung Quốc lại gặp được nam nhân hay như vậy, lại còn biết tiếng Hàn nữa. Cô nên vứt bỏ cái suy nghĩ trinh tiết liệt nữ đi, nam nhân có thể chơi bời trác táng, vì sao nữ nhân không thể thoải mái hành lạc? Người ta sống trên đời không phải để theo đuổi lạc thú sao? Cô không thấy Trương Khác có cái mông rất mê người à? Chương 979, trò chơi nguy hiểm. Trương Khác thầm nghĩ Lý Hinh Dư nhất định không nói cho Phát Trinh Nhi biết trình độ tiếng Nhật của mình còn cao hơn tiếng Hàn. Không ngờ các cô gái cũng thích bình phẩm cơ thể nam nhân, thấy Phát Trinh Nhi ngồi xuống đánh giá mình, vợ không hiểu gì, hỏi. Các cô nói cái gì thế? Nghe Hinh Dư nói phòng của anh cùng một tầng với chúng tôi. Phát Trinh Nhi không hay biết gì, dùng tiếng Hàn đáp. Tôi vừa mới thảo luận với Hinh Dư buổi tối có nên sang phòng anh uống rượu không? Anh biết đấy quán ba ầm ĩ náo loạn, không phải chỗ thích hợp uống rượu. Nếu chẳng phải Trương Khác hiểu tiếng Nhật thì từ khuôn mặt của Phát Trinh Nhi hoàn toàn không nhìn ra được cô ta không nói tới. Phát Trinh Nhi nói tới đó ngữ điệu chuyển sang êm ái, ánh mắt thêm vài phần mê ly. Hinh Dư hơi mệt muốn nghĩ sớm, anh không từ chối tôi một mình tới phòng anh uống rượu chứ. Lý Hinh Dư cho dù nét mặt có chút quái gì cũng sẽ làm Phát Trinh Nhi hiểu sang chỗ khác. Đối diện với sự dụ dỗ trắng trợn của Phát Trinh Nhi, Trương Khác không biết có tiếp tục trò chơi này hay không, đưa mắt nhìn Phát Trinh Nhi. Cô gái thanh xuân này dung mạo xinh xắn, làm da trắng muốt mịn màng, vóc người là lướt gợi cảm, bầu ngực căng dày rung rinh, nói ra một cô gái như thế này là đối tượng chơi trò tình một đêm tuyệt hảo, nhưng Trương Khác trải qua bao chuyện, tuy nói vẫn rất dễ bị dung mạo nữ nhân dụ hoặc, nhưng càng thích tình cảm làm người ta rung động hơn. Và lại Phát Trinh Nhi dù có xinh đẹp như hoa cũng vẫn kém Lý Hinh Dư một bậc, cũng chẳng có khí chất làm động lòng người như của Lý Hinh Dư. Trương Khác đang định kiếm cớ từ chối thì dưới bàn bị dẫm chân một cái, nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Hinh Dư liếc qua, nhất thời chẳng hiểu được ý cô ra sao. Vậy tôi coi như anh đồng ý rồi. Thấy Trương Khác do dự, Phát Trinh Nhi liền quyết định nhanh, làn da ửng hồng, xuân tình sóng sánh, cười tươi như hoa, ngửa người ra sau dùng tiếng Anh gọi phục vụ mang cà phê tới. Lúc này Trương Khác không tiện từ chối ngay nữa, thầm nghĩ cùng lắm thì mời cô ta tới phòng uống rượu nghiêm túc. Y cũng chẳng bận tâm chút thanh danh này. Phát Trinh Nhi cứ quấn lấy Trương Khác nói chuyện, Lý Hinh Dư yên tĩnh ngồi một bên, cô cũng không thể dùng tiếng Hán nói chuyện với đám Lương Văn Giang, đám Vương Thái Linh, Lương Văn Giang ngồi một lúc không xen vào được câu nào, biết ý cáo từ. Bọn họ vừa mới rời đi, Phát Trinh Nhi đã không thể chờ đợi thêm được, yểu điệu vươn ngón tay ra gãi gãi lòng bàn tay Trương Khác. Hinh Dư cũng mệt rồi, chúng ta để cô ấy về phòng ngủ trước thôi chứ nhỉ. Sự phóng khoáng nhiệt tình của Phát Trinh Nhi làm sống lưng Trương Khác ớn lạnh, không khỏi nghĩ bộ dạng mình đi săn gái kiếp trước có phải cũng y như thế này không. Bên ngoài trời âm u, có vẻ tuyết sắp rơi. Lý Hinh Dư đứng dậy, thấy trong quán cà phê không còn ai khác, lười nhác vươn mình, hết sức hấp dẫn. Uống rượu trong đêm tuyết chẳng phải hết sức thú vị sao? Rồi cũng không về phòng mà đi theo sau Trương Khác và Phát Xảo Trinh. Phát Xảo Trinh rõ ràng thấy Lý Hinh Dư làm vướng víu. Xoay lưng về phía Trương Khác nháy mắt, Lý Hinh Dư coi như không thấy. Đợi Trương Khác mở cửa phòng, Phát Trinh Nhi thấy không vứt bỏ được Lý Hinh Dư, đành nói. Tôi đặc biệt chuẩn bị vài chai rượu ngon vì chuyến đi này, để tôi đi lấy. Không cảm thấy tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người chứ? Lý Hinh Dư đợi Phát Trinh Nhi vào phòng, cẩn thận hỏi Trương Khác. Trương Khác hỏi lại, cô giẫm chân tôi dưới bàn làm gì? Tôi vốn còn định về ngủ sớm. Hả? Lý Hinh Dư đỏ mặt, khi đó cô nghe thấy Phát Trinh Nhi lớn gan dụ dỗ Trương Khác chơi trò tình một đêm, giật mình nhận ra trò chơi đã vượt ngoài tưởng tượng của mình rồi, chân vô ý chạm phải chân Trương Khác, không phải là ám thị gì, mà dù có cũng là ám thị Trương Khác từ chối. Đột nhiên Lý Hinh Dư không biết phải giải thích với Trương Khác ra sao, tầm mắt vừa đúng ở môi Trương Khác, nhớ lại lời Phát Trinh Nhi, thầm nghĩ, đúng là nam nhân hấp dẫn, cô biết ánh mắt tang thương thâm thúy của Trương Khác càng thu hút nữ nhân hơn. Nhưng lúc này không có dũng khí nhìn lên nữa, đứng đó không nói một lời. Buổi tối nếu tuyết rơi thật, ba người uống rượu thâu đêm cũng là chủ ý không tệ. Trương Khác nhìn dáng vẻ thẹn thùng an tĩnh của Lý Hinh Dư, lòng nhộn nhạo không thôi.
Lúc này chỗ dễ truyền tới tiếng thang máy mở ra và tiếng người nói chuyện bằng tiếng Hàn Quốc, Lý Hinh Dư theo tiềm thức né tránh, người áp vào lòng Trương Khác, mắt đưa lên nhìn, muốn y mở cửa phòng để cô trốn vào. Cơ thể ngọc ngà ấm áp dựa vào lòng, một hương thơm nhẹ nhẹ truyền vào mũi, Trương Khác phải hít một hơi, mở cửa phòng, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lý Hinh Dư đi vào phòng, khép cửa lại. Lúc này đoàn người kia đi qua, một nam nhân dùng tiếng Hàn oang oang thảo luận nữ nhân ở hộp đêm, chẳng để ý phòng hai bên có người ngủ rồi hay không, còn có tiếng nữ nhân ré lên, có lẽ là bị nam nhân đụng chân đụng tay rồi, chắc là gái mà hộp đêm được đám nam nhân gọi tới phòng. Nam nhân luôn như thế, chẳng có chút nhẫn nại nào. Lý Hinh Dư nhỏ giọng bình phẩm, tim đập thình thịch, vừa rồi đúng là hú hồn, nếu gặp phải các trưởng bối trong tập đoàn ôm gái từ hộp đêm về thì xấu hổ biết chừng nào. Trương Khác hơi lùi lại một chút, nhìn khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ của Lý Hinh Dư. Nam nhân không phải luôn như thế, xem ra Phác Trinh Nhi phải một lúc nữa mới dám rời phòng, cô muốn uống gì? Trong phòng có quầy ba nho nhỏ và tủ lạnh đựng đầy đồ uống, rượu trên giá thì lại bình thường, hơi ấm trong phòng làm người ta hơi ngột ngạt, Trương Khác mở cửa sổ cho thoáng gió, rót nước khoáng cho mình và Lý Hinh Dư, mặc dù biết một lúc nữa Phác Trinh Nhi sẽ tới, nhưng ở một mình trong phòng với Trương Khác, Lý Hinh Dư vẫn cảm thấy khẩn trương vô cớ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên làm Lý Hinh Dư giật mình. Trương Khác chạy tới mở cửa, Phác Trinh Nhi ôm hai chai rượu vào, tay còn cầm một chiếc ly chân cao, quầy ba trong phòng chỉ có hai chiếc ly, đúng là lạ. Phác Trinh Nhi tựa hồ cũng sợ người đồng hành gặp phải, đặt rượu, ly xuống ôm bầu ngực thở gấp mấy hơi mới nói. Thiếu chút nữa bị bọn họ gặp phải, anh tại thủ vừa mới tới tìm cô, tôi nói cô đi chơi mệt ngủ rồi, mai nhớ kỹ đừng làm tôi bị lộ. Lý Hinh Dư gật đầu, Trương Khác mở chai rượu ra, ba người ngồi quanh bàn trước cửa sổ, vừa ngắm cảnh đêm, vừa uống rượu tán gẫu. Phác Trinh Nhi giận Lý Hinh Dư phá hỏng chuyện của mình, có lẽ biết chuyện vui đêm nay vô vọng rồi, uống rượu không kiềm chế gì, bản thân tửu lượng có hạn, ba người chia nhau hai chai rượu, hơi rượu bốc lên, gục người lên đùi Lý Hinh Dư muốn ngủ, bắt đầu nói năng linh tinh. Trương Khác bế Phác Trinh Nhi lên, định đưa cô ta về phòng ngủ, Phác Trinh Nhi không quên cầm hai chiếc ly lên, say rượu nói. Chúng ta về phòng uống tiếp đi, để Hinh Dư một mình ở lại đây. Nữ nhân lúc say rượu là nặng nhất, Lý Hinh Dư vất vả dìu một bên Phác Trinh Nhi, vứt cô ta lên giường, giúp cởi áo giày, đắp chăn lên, thầm nghĩ tối nay tới đây là xong rồi, quay lại nhìn thấy Trương Khác khoanh tay nhìn, đột nhiên vọt miệng. Chỗ Trinh Nhi chắc là còn một chai rượu, chúng ta trộm của cô ấy uống hết nhé. Nói xong hốt hoảng đi tới quầy ba lấy chai rượu, cùng Trương Khác rón rén mở cửa phòng, rồi quay về phòng Trương Khác. Vào phòng rồi mới nhớ Phác Trinh Nhi say rượu cầm cả hai cái ly đi, trong phòng chỉ còn lại cái ly cô vừa uống, Lý Hinh Dư không mang thẻ phòng theo, nói nhỏ. Anh có ngại dùng chung ly với tôi không? Trương Khác nhìn đôi mắt long lanh của Lý Hinh Dư, làm gì còn năng lực từ chối cô, lấy thảm trải lên ban công hơi lạnh, cùng Lý Hinh Dư ngồi khoanh chân dưới sàn, đặt chai rượu giữa hai người. Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Lý Hinh Dư thầm nghĩ may mà tới đây uống rượu. Nếu như một mình ở trong phòng nhìn cảnh tuyết rơi sẽ chỉ có cảm giác muốn chết đi cho rồi. Lý Hinh Dư ngoài đời thực chất là Lý Doãn Hinh, cô gái này tự tử trong bồn tắm một khách sạn ở New York vào năm 2005 chứ không phải ở Nhật vào năm 2001, và tin đồn nhiều nhất liên quan tới đấu tranh gia tộc chứ không phải là hôn nhân. Một cô gái rất đẹp, mình tìm được si ảnh trong tang lễ của cô này, nhưng thôi, chẳng đăng lên làm gì. Chương 980, sau khi say rượu. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy hơi đau đầu, lúc này mới nhớ ra hôm qua uống rượu quá nhiều, nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, Lý Hinh Dư xác định được mình ngủ thiếp đi trong lòng Trương Khác. Hôm qua đúng là uống quá nhiều, hết một chai rượu vang còn lấy thêm một chai rượu tây bình thường trên tủ rượu ra uống, uống rất hăng, còn tranh cả rượu của Trương Khác để uống, rồi nói rất nhiều điều vô vị, hình như nói cả lần kinh nguyệt đầu tiên của mình với anh ta thì phải. Lý Hinh Dư không chắc lắm, có lẽ là nói rồi. Có lẽ là chưa nói, mà nói hay không thì cũng chẳng sao, vì mình nhất định còn nói cả những chuyện xấu hổ hơn nữa. Lý Hinh Dư không biết Trương Khác đã tỉnh chưa, cẩn thận he hé mắt, thấy Trương Khác vẫn mặc áo sơ mi, tuy nhăn nhúm, nhưng ít nhất vẫn còn mặc, cảm thấy lành lạnh, đó là vì cửa sổ mở nửa bên, còn nhớ hôm qua uống rượu làm người nóng nực, cởi áo khoác ra, vẫn thấy nóng nên mở cửa sổ. Bất chợt nhìn thấy chiếc áo lót tơ tằm màu đen lủng lẳng ở mép giường, Lý Hinh Dư giật nảy mình. Án mắt chiếu xuống người, vẫn mặc chiếc áo len mỏng.
Loáng thoáng nhớ ra khi say quá thấy áo lót quá chặt, nhờ Trương Khác cho tay vào tháo hộ, tháo ra lại thảo luận chuyện phiền não vì ngực to, đúng là điên mất rồi, còn may là chưa cởi hết sạch sành xanh. Còn làm gì nữa nhỉ? Còn hôn nữa, ký ức rất rõ ràng, không phải, say như thế, làm sao mà nhớ rõ được, chắc là hôn trong mơ. Lý Hinh Dư hồi tưởng lại lúc môi chạm nhau, cảm giác mềm mại đó quá chân thật, không giống như nằm mơ, nhớ mình chưa hôn ai bao giờ, làm sao biết cảm giác hôn nó như thế nào. Nếu mơ mà chỉ mơ mỗi hôn thì kém quá. Nghĩ như thế, Lý Hinh Dư cảm thấy má nóng bừng, hiện chuyện quan trọng nhất bây giờ là chạy thoát khỏi gian phòng này, lúc đó hãy nghĩ có hôn thật hay không. Lý Hinh Dư hơi nhúc nhích cơ thể đầy đặn nằm áp lên người Trương Khác lâu quá rồi, hơi cử động một chút cảm thấy tê điếng người. Nhưng chớp mắt đó cảm giác trên cơ thể cũng khôi phục lại, nhận ra một tay Trương Khác đặt lên eo mình, một tay khác đặt lên mông mình, cảm nhận được nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng, thầm nghĩ, anh ấy có thừa cơ sở bóp mông mình không? Bị tay Trương Khác đặt lên mông, Lý Hinh Dư cảm giác được mông mình nở nang đầy đặn, tay Trương Khác không nắm hết được, hình dạng cũng rất đẹp nhé, giờ lại chuyển sang đắc ý vì cặp mông mê người của mình, chẳng ngại để Trương Khác đặt tay lên đó, thấy hơi ngứa ngứa, nhưng biết không thể buông thả theo cảm giác. Phải mau chóng rời khỏi đây mới đúng. Lý Hinh Dư nhín thở, không thấy Trương Khác có động tĩnh gì, vòng tay ra sau lưng chuyển cánh tay đặt trên eo mình ra, lại đợi thêm một lúc, chuyển tiếp cánh tay đặt ở trên mông, toàn bộ quá trình đó mặt áp vào ngực Trương Khác, không dám ngẩng đầu lên nhìn y. Đặt được hai tay Trương Khác sang một bên rồi Lý Hinh Dư mới thở phào, hai tay chống giường bên hông Trương Khác, từ từ nâng người mình dậy, thấy Trương Khác vẫn không có động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhìn. Thấy một đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn mình. Á! Lý Hinh Dư hoảng hốt tay mềm đi, người lại ngã quỵt vào lòng Trương Khác, cuống quýt bò dậy, không dám nhìn vào mặt y, giọng lý nhí. Anh dậy từ bao giờ? Từ lúc cô nhấc tay tôi ra. Ồ! Lý Hinh Dư không thể nói là không tin, nếu không Trương Khác tỉnh lại lâu rồi thì đặt tay lên mông mình là có ý gì? Chỉ nhớ uống rượu xong có hơi say, chưa bao giờ say thoải mái như thế, cô cảm thấy ổn chứ? Trương Khác ngồi dậy, mới phát hiện ra mình đi ngủ không cởi giày, khom lưng cởi ra. Lý Hinh Dư cười ngượng ngùng, gật đầu, phải thừa nhận say rượu như thế thật là thư thái. Ánh sáng ban mai từ ngoài cửa kính chiếu vào, trời vẫn còn sớm, trông có vẻ sáng, thực ra là tuyết phản quang. Trương Khác lấy di động ra xem giờ, mới có hơn 5 giờ, hỏi Lý Hinh Dư. Có muốn ngủ thêm một chút không? Lý Hinh Dư cầm lấy áo khoác và túi sách, nhưng mặt mày lại ủ rũ. Cô quên không mang thẻ phòng bên cạnh, lúc này về phòng là phải đánh thức Phát Trinh Nhi, làm sao giải thích với cô ta đây? Nếu để cô ta biết mình qua đêm ở phòng Trương Khác, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, nói không chừng gia tộc cũng ầm lên, nửa số tầng của khách sạn là nhân viên cao tầng Samsung tới tham gia buổi lễ giới thiệu sản phẩm, đúng là chỗ vụng trộm rất hay. Lý Hinh Dư nhìn Trương Khác chẳng biết biết phải làm sao, Trương Khác đoán ra được cô lo lắng gì, nói. Cô thay y phục. Tôi gọi phục vụ đem y phục của cô đi giặt, rồi ăn mặc sạch sẽ tìm quán nào đó ăn sáng, gọi điện cho Phát Trinh Nhi, nói không chừng có thể qua ải được. Lý Hinh Dư thầm nghĩ cũng chỉ còn cách như thế, vào phòng tắm cởi y phục ra, nấp sau cửa đưa y phục cho Trương Khác, lúc này mới phát hiện không mang áo lót vào, khăn tắm hơi ngắn, Lý Hinh Dư không có dũng khí quấn mỗi khăn tắm đi qua đi lại, nói nhỏ. Anh có thể lấy giúp tôi thứ ở trên giường được không? Trương Khác nhặt chiếc áo lót tơ màu đen trên giường lên, cho dù nam nhân bình thường đến đâu cũng không kìm được đưa lên mũi ngửi, còn lưu lại chút hương thơm cơ thể. Anh! Lý Hinh Dư từ sau cửa thò đầu ra, thẹn tới mặt đỏ dừ, nhưng chẳng hề có cảm giác tức giận, mà như chính mình làm việc trái lòng, nhắm mắt đưa tay ra, gắt giọng nói. Có gì hay mà ngửi, mau đưa cho tôi, lạnh chết đi. Trương Khác lúc này mới đưa cho cô, tuy mùa hè từng nhìn thấy Lý Hinh Dư ăn mặc hở hang trước mặt. Nhưng lúc đó đầu óc mơ màng, đâu được tỉnh táo nhìn cảnh tay trắng nõn thế này, biết đằng sau cánh cửa kia, Lý Hinh Dư nhiều nhất chỉ có cái quần lót, tiếc là cô đã khóa chặt lại cửa phòng rồi. Lý Hinh Dư tắm xong, quấn khăn tắm lên người, gọi Trương Khác vào tắm, lo Phát Trình Nhi có thể gọi điện tới bất kỳ lúc nào, đợi phục vụ mang y phục được giặt là lên, liền cùng Trương Khác ra khỏi khách sạn ngay, lúc này mới thở phào một hơi. Con đường trước cửa khách sạn đã được công nhân vệ sinh quét sạch tuyết. Có điều ngõ phía đông bắc tuyết vẫn trắng phao phao, chưa bị người đi đường dẫm đạp lên, hít một hơi không khí trong mát, Lý Hinh Dư khoác cánh tay Trương Khác, nói. Thi thoảng uống say cảm giác không tệ. Rẽ qua khách sạn là phố thương nghiệp,
sớm như thế này kiếm chỗ ăn sáng không phải dễ. Trương Khác và Lý Hinh giơ tay trong tay đi không mục đích trên đường, gặp rất nhiều người tập thể dục buổi sáng, xe đi trên đường đa phần là taxi. Tìm được quán bán đồ ăn sáng, bên trong người không ít, gọi quẩy, cháo trứng, trứng luộc nước trà, đậu tương, lúc này Lý Hinh Dư mới nhận được điện thoại của Phác Trinh Nhi. Phác Trinh Nhi tỉnh rượu, thấy Lý Hinh Dư không ngủ trong phòng, lo lắng gọi điện thoại cho cô, biết cô cùng Trương Khác ra ngoài ăn sáng, trong lòng nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, vội theo chỉ dẫn của Lý Hinh Dư tới quán ăn sáng. Tới nơi thấy Lý Hinh Dư mặc dù vẫn mặc y phục hôm qua, nhưng sạch sẽ thơm tho không có nếp nhăn nào, cùng Trương Khác vừa ăn vừa nói cười. Phác Trinh Nhi biết Lý Hinh Dư không tán đồng quan điểm tình một đêm của mình, cho nên không hoài nghi cô ngủ qua đêm ở phòng Trương Khác, đầu đau dữ dội, nên chẳng quan tâm được tới chi tiết nhỏ. Phác Trinh Nhi xin lỗi vì hôm qua say rượu thất lễ, còn hẹn Trương Khác tối lại tụ họp uống rượu, Trương Khác thấy Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn mình ẩn giấu nụ cười trong đó, cũng cười hiểu ý. Lý Hinh Dư và Phác Trinh Nhi ăn sáng xong đi trước, Trương Khác mua một tờ báo rồi gọi điện cho Phó Tuấn, bảo hắn đưa nhà cậu qua đây ăn sáng, khách sạn chỉ phục vụ bữa sáng đồ Tây, tới đây húp cháo thoải mái hơn. Trương Khác buổi chiều tới hội đàm với Dịch Vân Phi, buổi tối lại phải đi tới Cố Gia Trạch viện bái phỏng Cố Lão Gia Tử. Chương 981, khấu đầu. Điện tử của Samsung tiến vào Trung Quốc nhiều năm, mỗi năm tổ chức rất nhiều lễ giới thiệu sản phẩm. Địa điểm cũng không chỉ giới hạn ở Bắc Kinh, thậm chí còn cố ý tổ chức ở thành phố du lịch nổi tiếng. Nhưng Trương Khác biết Samsung đã điều chỉnh sách lược khai thác thị trường Trung Quốc, buổi lễ giới thiệu sản phẩm này với Samsung mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trương Khác trước một ngày mới nhận được danh sách sản phẩm giới thiệu của Samsung lần này, gồm màn hình LCD mới nhất, di động kỹ thuật số, toàn là sản phẩm cao cấp, có thể dự kiến sách lược của Samsung ở Trung Quốc là đánh vào sản phẩm cao cấp. Sách lược này kéo dài nhiều năm mới điều chỉnh thêm một lần nữa, hơn nữa màn hình LCD và di động chính là hai trong ba cột trụ sản nghiệp của Samsung sau này, có thể thấy phương hướng phát triển của Samsung không phát sinh sai lệch vì nhân tố ngẫu nhiên, bánh lịch sử vẫn quay theo quỹ đạo của nó. Trương Khác và Diêu Kiên cùng hai nhân viên tới lễ giới thiệu sản phẩm, hội trường bố cục rất hiện đại, như triển lãm trưng bày nghệ thuật hiện đại. Nhìn hội trường nhung nhúc người, Diêu Kiên chép miệng. Phải hơn nghìn người. Sức hiệu triệu của Samsung thật mạnh. Trương Khác thì cách đám người đông đúc vẫn nhận ra Lý Hinh Dư mặc lễ phục đằng xa, cả hai trao đổi ánh mắt cho nhau, có cảm giác tâm linh giao cảm. Tham gia buổi lễ này có rất đông phóng viên, đại biểu doanh nghiệp điện tử, tất nhiên không ít người nhận ra Trương Khác. Trương Khác không muốn bị chú ý, trà trộn trong hội trường, tìm chỗ ngồi xuống, đại biểu Cẩm Hồ chỉ đăng ký là nhân viên công tác bình thường, chỉ có mỗi Lý Hinh Dư là như vô ý nhìn về phía Trương Khác nhoẻn miệng cười. Lý Tại Thù ngồi ở hàng ghế trước, giao lưu với cao tầng tổng bộ Samsung, không hề nghĩ Trương Khác đích thân tới đây, hắn đặc biệt dặn nhân viên chú ý danh sách đại biểu của đối thủ cạnh tranh. Phác Trinh Nhi ngồi bên cạnh Lý Hinh Dư, thấy khóe miệng cô mang nụ cười nhẹ, hỏi. Cười gì thế? Quay đầu lại nhìn, lúc này máy chiếu bật lên, màn hình lớn xuất hiện bức ảnh chủ đề lễ giới thiệu sản phẩm, trong hội trường ánh đèn giảm đi, hơi tối, hai cô gái lại ngồi hàng trên cùng. Không thấy rõ được người ngồi ở hàng giữa. Trương Khác nhìn Lý Tại Thù, lúc này đã là hội trưởng tổng bộ Samsung Trung Quốc, đi lên bục phát biểu, tiếng phổ thông của hắn vẫn mang âm điệu quái dị như cũ, kém xa Lý Hinh Dư. Cảm ơn mọi người bỏ thời gian quý báu ra tham dự lễ giới thiệu sản phẩm mới của Samsung. Trước tiên tôi đại biểu điện tử hoan nghênh bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt, đồng thời tôi cũng muốn nhân cơ hội này cảm tạ những đối tác chứng kiến và hợp tác với sự trưởng thành của Samsung. Tới đó hơi cúi mình cảm tạ. Mọi người không ngại xa xôi ngàn dặm tụ hội ở Bắc Kinh, tìm hiểu tiền đồ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin và di động. Lý Tại Thù dáng vẻ tiêu sái giới thiệu thành tựu mới về nghiên cứu kỹ thuật gần đây của Samsung, cùng chiến lược điều chỉnh trong tương lai. Sau buổi lễ giới thiệu sản phẩm, những nhà quản lý tới hội trường hôm nay sẽ đại biểu Samsung chúc Tết người tiêu dùng Trung Quốc. Mặc dù Lý Tại Thù nhấn mạnh ở câu nói cuối cùng, nhưng tâm tư Trương Khác lại chú ý tới lời giới thiệu điều chỉnh chiến lược trước đó của hắn. Samsung mặc dù còn có thua kém lớn so với cự đầu điện tử Nhật Bản, nhưng phương hướng rất chính xác, lại hết sức coi trọng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ thiết kế, là uy hiếp trực tiếp của Cẩm Hồ trong tương lai, vì chiến lược Cẩm Hồ và Samsung gần tương tự nhau, sẽ sinh ra cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Chúc Tết, ngày mai là Tết Tây, chúc tên bây giờ cũng là bình thường, nhưng không chỉ Lý Tại Thù. Tiếp theo mỗi người lên phát biểu đều nhấn mạnh đề tài chúc Tết này.
Tiếp theo mới chính thức là giới thiệu sản phẩm. Các cô người mẫu xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy uốn hẹo cầm sản phẩm của Samsung đi lên sân khấu, đùi đều tăm tắm, trắng tròn gợi cảm. Trên màn hình lớn bắt đầu minh họa tính năng sản phẩm, Trương Khắc nhìn chăm chú, đèn flash trong hội trường chớp liên hồi, nhiều hơn lúc nãy nhiều, chắc là các phóng viên cũng hứng thú với các cô người mẫu ăn mặc mát mẻ. Trương Khắc còn nghĩ liệu Lý Hình Dư, Phác Trinh Nhi liệu có mặc thứ đồ gợi cảm đó lên giới thiệu không, đúng lúc này Lý Tại Thù đi lên sân khấu, vô tình nhìn về phía này. A, à, bị phát hiện rồi. Trương Khắc thấy ánh mắt Lý Tại Thù ghim chặt về phía mình tới 2-3 giây mới nhìn đi chỗ khác, chỉ biết nhún vai, không muốn chuyện Lý Hình Dư ở Bắc Kinh liên hệ riêng với mình bị cao tầng Samsung biết, tính rời đi trước. Lễ giới thiệu sản phẩm năm 99 bất kể đối với Samsung hay đối với tôi đều có ý nghĩa đặc biệt, chúng tôi sẽ vào thời kỳ mời, chân thành cảm ơn mọi người cùng tôi chứng kiến sự phát triển của Samsung. Lý Tại Thù thu ánh mắt từ trên người Trương Khắc lại, dù sao y tới đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó tin. Tiếp theo tôi và đại biểu tập đoàn Samsung xin chúc Tết người tiêu dùng Trung Quốc. Trương Khắc đã đứng dậy chuẩn bị đi, thầm nghĩ nhận một cái cúi chào của Lý Tại Thù rồi đi cũng không muộn, chắc quá nửa người ở đây cũng nghĩ như thế. Không ngờ Lý Tại Thù gọi 6-7 cao tầng Samsung lên sân khấu, dùng tiếng Hàn nói chuyện với họ, tuyệt đại đa số người ở đây không biết tiếng Hàn, không hiểu bọn họ nói gì. Đang đợi bọn họ cúi chào thì Lý Tại Thù và những người kia xếp thành hàng dọc quỳ xuống khấu đầu. Người tham dự buổi lễ không hiểu bị cảnh trước mặt làm giật mình. Đèn flash vẫn kịp thời vang lên, cao tầng Samsung dập đầu 4-5 cái mới kết thúc chúc Tết. Bọn họ làm cái gì vậy? Diêu Kiên ngạc nhiên nhìn sân khấu. Bày trò ấy mà. Trương Khắc nhếch mép cười, nhưng vẻ mặt không thoải mái chút nào, đây mới là trọng điểm của buổi lễ giới thiệu sản phẩm. Tên Lý Tại Thù này không thể coi thường được. Cao tầng Samsung tất nhiên không, khấu đầu chúc Tết, với người tiêu dùng Trung Quốc, cảnh trước mắt này chẳng qua là thủ đoạn thương nghiệp được dày công sắp xếp thôi. Nhìn thấy các phóng viên đều kinh động, chắc ngày mai cảnh, khấu đầu, này sẽ xuất hiện Tết tất cả tờ báo truyền hình, gây ra tranh cãi và thảo luận rộng khắp, nó sẽ được công chúng và giới truyền thông quan tâm vượt xa buổi lễ giới thiệu nhạt nhẽo. Trương Khắc rời khỏi hội trường. Y tin phòng thị trường sẽ mau chóng biết được màn biểu diễn của cao tầng Samsung, có điều y vẫn gọi điện thoại cho Dương Vân, yêu cầu phòng thị trường mau chóng đánh giá ảnh hưởng thị trường của màn kịch này, bọn họ phải chính thức đối diện với sự uy hiếp của Samsung rồi. Đem so với doanh nghiệp điện tử Nhật Bản cứng nhắc, sách lược kinh doanh của Samsung linh hoạt biến báo hơn nhiều, thậm chí đã mua công ty điện tử được cấp quyền kỹ thuật ePlayer ở Hàn Quốc, thông qua phương thức này gia nhập trận doanh DMP. Đồng thời nhanh chóng đưa ra ePlayer của Samsung ở thị trường Âu Mỹ vào hạ tuần tháng 12. Trên đường tới sân bay thủ đô, Trương Khắc nhận được tin nhắn của Lý Hình Dư, đại khái lúc này cô mới phát hiện ra Trương Khắc đã rời đi, tin nhắn nói hôm nay cô sẽ về kiến nghiệp hẹn gặp lại, Trương Khắc cũng nhắn tin hôm nay sẽ về kiến nghiệp, chỉ là tin nhắn gửi đi chẳng hề có hồi âm. Trương Khắc tới sân bay vừa vặn kịp giờ, đi vào đại sảnh, Đường Thanh đã đứng ở băng truyền hành lý, nhìn thấy Trương Khắc ra sức vẫy tay. Còn hưng phấn nhảy cẫng lên, Trương Khắc mỉm cười, cô vợ nhỏ của mình vẫn đáng yêu như ngày nào. Sân bay bật điều hòa rất ấm, Đường Thanh mặc chiếc quần jean mà cà phê, bốt cao màu đậm, áo len bỏ người màu xanh, áo khoác ngắn tìm nhạt không cài cúc, để lộ vóc người cân đối, khuôn mặt tràn trề khí tức thanh xuân, ném hành lý cho Phó Tuấn rồi nhào bổ vào lòng Trương Khắc, nghịch ngợm đưa hai tay ra vỗ má y, thân mật khoác tay y đi ra ngoài. Chương 982, chuyến du hành tình ái. Thấy bên ngoài tuyết trắng phủ khắp nơi, Đường Thanh vươn mình reo lên. Qua, ở Bắc Kinh cũng có tuyết, vừa rồi gọi điện cho Thịnh Hạ, cô ấy bảo nhìn trời kiến nghiệp có tuyết sắp rơi, mong rằng sáng mai ở trên tàu hỏa có thể nhìn thấy. Thịnh Hạ hôm nay cũng rời Bắc Kinh, nhưng ngồi máy bay về thẳng kiến nghiệp, còn Đường Thanh tới Bắc Kinh hội họp với Trương Khắc rồi mới cùng ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp. Trở về thành phố trời đã tối, 7 giờ hơn tàu chạy, không kịp gặp mặt tạm biệt cậu nữa. Tới quán ăn gần ga tàu, Trương Khắc gọi điện tạm biệt. Ăn cơm xong Trương Khắc và Đường Thanh lên thẳng tàu hỏa, bọn họ ở khoang giường mềm, trừ Phó Tuấn và hai vệ sĩ, nhưng người còn lại đều là nhân viên ở Bắc Kinh. Trương Khắc còn nghĩ không biết tối nay Lý Hình Dư sẽ đi tàu hay máy bay về kiến nghiệp thì nghe thấy cô đứng ở hành dùng tiếng Hàn tạm biệt người đi tiễn, trước mặt Đường Thanh không biết có nên tới gặp Lý Hình Dư không. Tiếp đó lại nghe thấy Lý Hình Dư dùng tiếng Hán nói chuyện. Đường Thanh lúc ở Hong Kong đã gặp Lý Hình Dư, nghe qua giọng nói khó quên của Lý Hình Dư, nghi hoặc hỏi Trương Khắc. Giọng ai nghe quen thế nhỉ? Nói rồi đứng đi ra mở cửa phòng.
À, Đường tiểu thư cũng đi tàu hỏa về kiến nghiệp à? Tôi đang lo chuyến đi cô đơn không tìm được bạn. Lý Hinh Dư ôm ngực tỏ vẻ mừng rỡ, rồi thò đầu vào trong nhìn, thấy Trương Khác, ngạc nhiên nói. Anh cũng ở đây sao? Lý Hinh Dư hiền lành, không có nghĩa là cô không biết nói dối, nhìn vẻ mặt ngây thơ thuần khiết của cô, Trương Khác thiếu chút nữa tin rằng Lý Hinh Dư ngạc nhiên khi nhìn thấy mình thật. Lý Tại Thù và Kim Nam Dũng lên tàu tiễn Lý Hinh Dư, mặc dù nhìn thấy Trương Khác đi với Đường Thanh, nhưng trong lòng không khỏi sinh nghi, Lý Hinh Dư nhất quyết không tham gia bữa tiệc tối, dù phải đi một mình cũng về kiến nghiệp trước, lúc này nhìn thế nào cũng giống hẹn trước với thằng mặt trắng này. Rời khỏi ánh đèn rực rỡ của thành phố, bóng đêm bao phủ lên đoàn tàu chạy xình xịch, bên ngoài mưa rơi lất phất, mang cảm giác thê lương tịch mịch. Trương Khác thì lại rất thích cảnh mưa phùn đêm đông này, xem tài liệu mang theo bên mình một lúc, nhìn nước mưa rơi lên cửa kính chảy thành từng dòng, bên trong phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Đường Thanh và Trương Khác, mặc dù có sai lệch một chút so với kế hoạch, nhưng cảm giác không tệ. Vốn kế hoạch ban đầu của Trương Khác là cùng Đường Thanh tổ chức chuyến lữ hành tình ái, trong phòng với Đường Thanh, hiện có Lý Hinh Dư ở đây, không tiện lập tức thực thi kế hoạch này rồi. Lý Hinh Dư mặc một chiếc áo len màu đen trễ cổ, chắc biết tác dụng của nó là che chắn hay là làm bầu ngực căng tròn trắng muốt càng thêm khiêu khích, chiếc cổ dài, cái cằm thon thon, cánh môi hồng đỏ thắm, sống mũi thẳng, đôi mắt trong sáng mà mê người, mang vẻ đẹp thành thục đầy đặn. Đường Thanh mặc áo nhung xanh nhạt, bầu ngực săn chắc nhỏ xinh, trong các cô gái cùng trang lứa, được coi là phát triển rất tốt rồi, nhưng ngồi cùng với Lý Hinh Dư, cơ thể lại thành không có gì nổi trội, đôi mắt hẹp dài mang vẻ quyến rũ là lơi riêng biệt, tay chống cắm chuyên tâm nói chuyện với Lý Hinh Dư, thi thoảng quay đầu nhìn Trương Khác nhìn hình phản chiếu của bọn họ trong cửa kính, cười trêu. Có phải là hai đại mỹ nữ trong phòng làm bạn phân tâm không? Vốn có tài liệu gì cần xem đâu. Trương Khác cười khì, ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh, ôm cơ thể mềm mại của cô vào trong lòng. Chỉ là nghe cả hai nói chuyện buồn chán quá, nếu ngáp trước hai đại mỹ nữ thì thật thất lễ, không bằng trốn qua một bên ngồi ngây ra tốt hơn. Giờ không ngáp nữa sao? Đường Thanh hơi ngả người ra sau, cuộn người trong lòng Tương Khác, đầu chống cằm y, cô nàng vốn hay xấu hổ, nhưng trước cô gái xinh đẹp khác, biết phải khéo léo thể hiện chủ quyền của mình, cười với Lý Hinh Dư. Coi như cái ghế tựa cũng được lắm, chúng ta nói chuyện chúng ta, mặc kệ cậu ấy. Tôi phải nghỉ ngơi đây. Lý Hinh Dư biết ý đưa tay vỗ nhẹ lên môi, cầm lấy áo khoác đứng dậy. Ngày mai gặp nhau nhé. Trương Khác ôm eo Đường Thanh hơi siết chặt một chút, tránh cô bé ngốc này giữ Lý Hinh Dư ở lại, làm kế hoạch của y đổ bể, đợi Lý Hinh Dư đi rồi, Trương Khác vội vàng đóng cửa lại, ngồi sát xuống cạnh Đường Thanh. Đường Thanh nhảy xuống dưới giường, trốn ra cửa sổ xe, xấu hổ nói. Đồ đại sắc lang, không nhìn ánh mắt Lý Hinh Dư lúc rời đi à, hại người ta bị cô ấy cười cho. Còn nữa bạn nhẫn tâm để một đại mỹ nữ như thế lẻ loi ngủ một mình à? So với chuyện tốt của mình, Thương Hương Tiếc Ngọc dư thừa là không chấp nhận được. Trương Khác dán sát mình vào lưng Đường Thanh, nắm lấy hai tay cô cùng nhìn ra bên ngoài, đôi bàn tay nhỏ nhắn mịn màng, làm lòng người ta cảm thấy hết sức ấm áp. Đường Thanh hiểu rõ ý đồ của Trương Khác, nhưng trong khoang tàu ở đêm mưa như thế này, làm thế qua hoang đường mất rồi, lo soát vé vào kiểm tra, cũng lo người khoang bên cạnh nghe thấy. Thật xấu hổ chết đi, quay lại nhìn Trương Khác cầu khẩn, thầm nghĩ không nên để Lý Hinh Dư đi, sai lầm quá lớn rồi. Trương Khác vỗ nhẹ lên khuôn mặt diễm lệ của Đường Thanh, bắt đầu bằng hôn nhẹ lên cánh môi cô, rồi mỗi lúc một mạnh mẽ, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm, đợi Đường Thanh động tình ôm lấy cổ mình truy đuổi cảm xúc mỹ diệu nam nữ hoan ái mới buông tay ra cởi thắt lưng, cho tay vào chiếc quần jean, vuốt ve chiếc mông nhỏ săn chắc, trơn trơn, mềm mềm, cảm giác thích thú vô ngần. Ngón tay trượt qua xương cụt, cơ thể mẫn cảm trong lòng run lên khe khẽ, ngón tay lạch vào bên trong quần lót, cánh hoa cúc bị chạm vào liền rụt lại, ngón tay tiếp tục thăm dò phía trước, dinh dính, nơi đó đã ướt hết rồi. Càng ở chỗ dễ bị phát hiện, tình dục càng dễ bị khơi lên, Trương Khác nhớ lại Đường Thanh ở nhà mình cũng hết sức mẫn cảm, dựa vào ánh đèn trần có thể nhìn thấy từng tĩnh mạch trên cổ cô phồng lên, dưới bàn tay khiêu khích thành thạo của Trương Khác, thân thể của Đường Thanh đang dần trở nên khô nóng. Làn do cũng đỏ hồng hào, hơi thở nặng nề biến thành tiếng rên triền miên nho nhỏ, nhưng vẫn cố giãy giụa né tránh. Trương Khác sao có thể để mỹ nhân ngư đã mắc câu trốn thoát cho được, hai tay nâng mông Đường Thanh lên di chuyển về phía giường, Đường Thanh biết có chống cự cũng vô ích, thì thầm cầu khẩn. Đại sắc lang tắt đèn đi. Không. Trương Khác chăm chú nhìn khuôn mặt động tình của Đường Thanh,
đôi mắt dài phủ lên một lớp sương mờ mê lý, vẻ đẹp ngây thơ là lời đó làm trái tim người ta thắt lại, Trương Khắc đâu nỡ tắt đèn. Trương Khắc ngồi xuống giường, đặt Đường Thanh đứng giữa hai chân mình, từ từ khéo quần jean của cô xuống, đưa tay nhẹ nhẹ cọ vào giữa hai đùi cô, Đường Thanh thở rất nhỏ, cô luôn nỗ lực nhẫn nhịn không phát tiếng rên lớn, đầm lầy giữa hai chân càng lúc càng ướt nước, còn chảy xuống cả đùi, Trương Khắc định cho tay vào, Đường Thanh không quên nắm lấy cổ tay y, giữ y không cho chạm vào hoa cúc đằng sau. Ngón tay ra vào mấy chục cái, Đường Thanh hoàn toàn sụp đổ, người mất hết sức lực, ôm chặt lấy đầu Trương Khắc, tay luồn vào tóc Trương Khắc, cố kìm chế không phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Đợi cơn cao giật cao trào qua đi, Trương Khắc đặt cơ thể nóng ran của Đường Thanh xuống giường, lúc này mới cởi hết y phục trên người cô, nhưng để Đường Thanh tận dụng đưa tay tắt đèn trên trần, chỉ còn lại chiếc đèn nhỏ trên vách còn sáng. Trong ánh sáng tờ mờ, Trương Khắc ngây ngất ngắm nhìn cơ thể Đường Thanh, bầu ngực trắng nõn nà, cánh tay mềm oặt phát phẻo trên giường, lỗ rốn tuyệt đẹp nằm chính giữa cái bụng phẳng lì quyến rũ, rồi vùng địa đàng còn giọt sương mai long lanh đọng trên lớp lông mềm đen nhánh, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện càng lan tỏa sức mê hoặc chết người. Đại sắc lang, sao bạn có thể đối xử với mình như thế? Đường Thanh thấy ánh mắt có chút bỡ cợt của Trương Khắc, há miệng ra muốn cắn y. Vậy bạn muốn mình đối xử với bạn thế nào? Trương Khắc cười gian, đưa tay chắn miệng Đường Thanh. Chương 983, chuyện tốt bị cắt ngang. Đường Thanh nhìn thấy trên ngón tay của Trương Khắc còn dích dịch thể lóng lánh, định bôi cả lên môi mình, trong lòng xấu hổ muốn chết, né tránh không được, nằm úp người lại, bờ mông tròn lẳn trắng phao đập thẳng vào mắt Trương Khắc. Vòng nhỏ nhắn thon thon, khiến đường cong ở mông càng thêm đầy đặn, cánh hoa cúc màu nâu sẫm, xuống phía dưới nữa là hai mép thịt hồng phập phồng khép mở trong đầm nước, bên cạnh là sợi lông nhỏ mềm ướt sũng, mặc dù trong phòng không có điều hòa, lành lạnh song trên trán Trương Khắc đã có những giọt mồ hôi, cảnh đẹp trước mắt làm y như muốn tan chảy. Trương Khắc loáng một cái đã cởi sạch y phục, ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Đường Thanh mơn trớn lên trên, mỉm cười nhìn cơ thể Đường Thanh run lên từng chập, nhẹ nhàng trườn lên tấm thân non nớt láng mịn của cô, đem tiểu huynh đệ hung dữ ngẩng đầu lên, từ từ tiến vào huyệt động ấm áp. Đường Thanh chưa bao giờ thử qua loại tư thế này, xấu hổ vô cùng, muốn quay người lại, không cho Trương Khắc chơi đùa như thế. Trương Khắc ấn eo Đường Thanh xuống, cảm thụ huyệt động ướt đẫm của Đường Thanh co thắt xiết lấy tiểu huynh đệ của mình, muốn hét thật lớn phát tiết khoái cảm vô bờ. Đường Thanh không giãy giụa nữa, mặc dù trong cơ thể truyền tới khoái cảm mới mẻ chưa từng có khiến cô như muốn lịm đi, nhưng không có dũng khí giống phụ nữ thành thục lắc mông phối hợp, chỉ mềm nhũn nằm bẹp xuống giường, đầu nghiêng sang bên, gò má đỏ hồng như quả táo chín, trong miệng vô thức phát ra tiếng rên xiết dụ hoặc, tiếng rên lọt vào tai Trương Khắc càng kích thích y tấn công mạnh mẽ hơn. Chiếc giường phát ra tiếng cót két theo động tác của Trương Khắc, khoái cảm như từng đợt sóng vỗ bờ liên tục càng lúc càng mạnh, quả thực là thích thú vô cùng, tay Đường Thanh thở hổn hển, thân thể nhấp nhô kéo theo những con sóng cuộn trào mãnh liệt, tay cào lên giường như muốn tóm lấy thứ gì đó, còn không quên nhắc Trương Khắc. Mình, không trong thời kỳ an toàn đâu. Trương Khắc ghìm cương chiến mã lại, lấy áo mưa, ra mang vào, xoay người Đường Thanh lại cùng cô chính diện giao hợp. Đường Thanh lúc này mới như con bạch tuộc hai tay quấn lấy cổ Trương Khắc, cặp đùi dài trơn bóng quắp lấy hông y, điều đó đồng nghĩa cánh cửa địa đàng mở toang chào mời, cô thẹn thùng thở hổn hển nói. Vẫn là cảm giác ở trong lòng bạn là dễ chịu nhất, mình muốn bạn yêu mình thế này cơ, đại sắc lang, có biết không hả? Trương Khắc đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn say đắm, Đường Thanh càng lúc đáp lại nụ hôn của Trương Khắc một cuồng nhiệt, thậm chí còn chiếm lấy thế chủ động tiến vào miệng y. Trương Khắc tham lam, mút hút chiếc lưỡi cô đầy đói khát. Hai con thỏ trắng béo biến thành các chủng hình dạng khác nhau trong tay Trương Khắc, núm vú săn lại vểnh lên như đòi hỏi điều gì đó, tiếng bép bép phát ra phía dưới không ngừng lại giây phút nào, cảm giác nước ấm trong cơ thể Đường Thanh đang không ngừng trào ra, ánh mắt cô mỗi lúc một khao khát, mông chuyển động phối hợp, hai người phiêu diêu bay bổng, sắp đạt tới cảnh giới khoái lạc tối cao thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, rầm rầm rầm. Trương Khắc nghe thấy giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng của Lý Hinh Dư gọi mình, Trương Khắc không biết xảy ra chuyện gì, rút khỏi hạ thể của Đường Thanh, hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Đường Thanh tức tốc mặc quần áo lót vào, kéo chăn che lấy người, vờ như đã ngủ, đẩy Trương Khắc đi mở cửa. Trương Khắc thấy Đường Thanh còn cười trêu mình, cứ như chuyện vừa rồi hoàn toàn chẳng liên quan tới mình vậy, không nhắc cô chỉ có một cái giường là trông giống có người vừa ngủ, không thể bưng tai trộm chuông được. Trương Khắc nhanh nhẹn mặc quần áo, mở cửa phòng ra, để Lý Hinh Dư chỉ mặc quần bó sát người,
Đường Công cực kỳ gợi cảm đi vào, hỏi vội. Sao thế? Vừa rồi có hai nam nhân lên tàu, cùng phòng với tôi, ánh mắt của bọn họ. Giọng của Lý Hinh Dư chưa hết sợ hãi. Không phải cô một mình một phòng sao? Trương Khác thầm nghĩ Lý Hinh Dư hẳn không keo kiệt bao cả ba chiếc giường còn lại trong phòng, chuyện cô gái đi một mình trên tàu đêm bị quấy rối thường xảy ra, huống hồ là cô gái có sức dụ hoặc chí mạng với nam nhân như Lý Hinh Dư. Tôi đột xuất quyết định đi tàu hỏa, cho nên Lý Hinh Dư không dám nhìn vào mắt Trương Khác. Cứ tưởng rời Bắc Kinh không còn ai lên tàu nữa, tôi có thể. Liếc nhìn thấy trong phòng chỉ có mỗi một cái giường Đường Thanh đang nằm là có dấu vết người ngủ trên đó, yêu cầu tiếp đó không nói ra khỏi miệng được. Á! Đường Thanh cũng ý thức lộ sơ hở ở đâu rồi, cố chịu đựng ngượng ngùng, kéo Lý Hinh Dư ngồi xuống. Cô ngủ ở đây là được rồi, dù sao còn thừa hai chiếc giường trống mà, chỉ cần không lo con đại sát lang trong phòng chúng ta thừa cơ quấy rối là được. Rồi chỉ huy Trương Khác. Bạn đi giúp cô ấy lấy hành lý, y phục lại đây. Nói tới đó nhìn thấy Lý Hinh Dư vừa chống tay lên giường đã giật mình rụt lại, lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì, tới khi thấy tơ nước long lanh dưới ánh đèn treo trên tay Lý Hinh Dư liền biết tay cô vừa chống lên cái gì. Lý Hinh Dư vừa chống tay ra sau người liền cảm thấy chạm vào mảng chăn ướt đẫm, giật mình nhấc tay lên nhìn thấy sợi tơ nước kéo dài từ tay mình nối tới vũng nước trên chăn. Mới đầu Lý Hinh Dư còn nghi hoặc nhìn một cái, nghĩ sao trên giường lại ướt, nhưng chớp mắt một cái hiểu ra ngay vừa có chuyện gì xảy ra. Á, một tiếng, theo bản năng muốn lau đi, tay vừa đặt lên đùi cảm thấy làm thế thất lễ quá, khuôn mặt trắng trẻo đỏ dừ như gấc chín, chân tay luống cuống, không biết phải làm như thế nào. Đường Thanh cũng xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui, như con hươu nhỏ kinh hãi nhảy bật dậy, cầm lấy áo khác của Trương Khác treo trên vác bọc lấy cơ thể nửa khỏa thân vào trong, không dám nhìn Lý Hinh Dư, nói. Tôi cũng giúp cô lấy hành lý. Rồi đẩy Trương Khác đang mặc y phục chạy nhanh khỏi phòng. Tới hành lang Đường Thanh vừa thẹn vừa tức há miệng cắn tai Trương Khác, rít lên. Cái độ đại sắc lang, làm người ta mất hết thể diện rồi. Gằn từng chữ một bên tai y. Mất, mặt, chết, đi, thôi. Lúc này Phó Tuấn nghe thấy động tĩnh thỏ đầu ra, Đường Thanh càng xấu hổ, rúc đầu vào lòng Trương Khác trốn. Trương Khác giải thích với Phó Tuấn. Không có gì đâu, Lý Hinh Dự ở một mình trong phòng. Vừa rồi có hai người lên tàu vào phòng cô ấy làm cô ấy hơi lo, tôi và Đường Thanh đi lấy y phục giúp cô ấy. Phó Tuấn cười, loại chuyện này không giúp thì tốt hơn, thấy Đường Thanh y phục không chỉnh tề, hắn liền rụt người về phòng. Đường Thanh siết chặt áo khoác bọc kín lấy cơ thể, bàn chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài, đi chân đất trên thảm, trừng mắt lên nhìn Trương Khác, bảo y đi lấy đồ cho Lý Hinh Dư, cô đứng đợi ở hành lang. Giờ này khách ở trong các phòng đều chìm vào giấc mộng đẹp. Trừ tiếng tàu chạy trên đường ray thì xung quanh lặng ngắt. Trương Khác đi tới trước phòng Lý Hinh Dư, cửa không đóng, có hai tên thanh niên ngồi trên giường, một tên để tóc dài che kín tai, nhìn thấy Trương Khác đi vào thì tỏ ra hơi thất vọng, đầu ngửa ra sau, tỏ ra khinh bỉ không thèm nhìn y, tên thanh niên tóc ngắn chỉ chú ý xem xét chiếc di động Lý Hinh Dư để lại, Trương Khác đi vào cũng không thèm để ý. À, bạn tôi bảo tôi qua lấy đồ giúp cô ấy. Trương Khác chỉ chiếc di động trong tay tên tóc ngắn. Đó là di động của cô ấy. Rồi đưa tay ra lấy. Dựa vào cái gì chứng minh mày là bạn của cô ấy? Tóc ngắn rụt tay lại, nhìn Trương Khác khiêu khích. Tùy tiện đi vào nói một câu là muốn lấy đồ mang đi, mày tưởng bọn tao dễ lừa à? Chương 984, mỹ nữ luôn thuộc về bọn mặt trắng. Bạn tôi đang ở trong phòng tôi, nếu không anh đi cùng tôi xem thử. Trương Khác nhếch mép nói. Hay bảo nhân viên phục vụ lấy vé bạn tôi đưa qua đây các anh mới xem. Đưa di động tao xem nào. Tóc dài lấy chiếc di động từ tay tóc ngắn, chẳng hề có ý đưa cho Trương Khác, nheo mắt nhìn y, thầm nghĩ một em gái mê người như thế, không ngờ lại chạy sang phòng thằng này, thế mới điên chứ. Hắn chỉ coi Trương Khác và Lý Hinh Dư sau khi lên tàu mới quen nhau, nếu không đã không ngủ ở hai phòng khác nhau, chơi đùa chiếc di động trong tay. Nhớ lại cơ thể gợi cảm nóng bỏng của Lý Hinh Dư lúc hốt hoảng bỏ chạy, nhìn Trương Khác thù địch. Bọn tao cũng chẳng làm gì bạn mày, chỉ đùa với cô ấy vài câu, cô ấy lại bỏ chạy như thế, mày nói xem hành vi của cô ấy có tạo thành ảnh hưởng không tốt với tao không? Tao là người làm ăn đàng hoàng, cho dù có muốn chơi gái, cũng hoàn toàn để đối phương tự nguyện, mày bảo cô ấy về đây ngủ đi, còn có cảnh sát tàu, bọn tao làm gì cô ấy được chứ? Bên phòng tôi còn có giường trống. Tôi lấy đồ cô ấy qua là được rồi.
Trương Khác chẳng có hứng thú dây dưa với bọn chúng. Mày coi lời giám đốc Phương của bọn tao là cái giám à? Tóc ngắn thấy Trương Khác cứ dọn dẹp đồ, đứng dậy ấn vai y, mặt hung dữ nói. Bỏ đồ xuống, có tin tao đánh mày một trận rồi báo cảnh sát mày vào trộm đồ không? Tên tóc dài cũng đứng dậy, chặn đằng sau. Trương Khác đặt hành lý của Lý Hinh Dư lên bàn, nhìn tóc dài, cười nhạt. Giám đốc Phương nào chứ, hay là các người gọi ngay cảnh sát tàu tới đi? Mẹ kiếp, mày tưởng mày là ai? Bạn mày có điện thoại của Ái Đạt mà ghê à, thứ điện thoại rẻ rách đó City Trường Lâm của bọn tao mỗi người có một cái. Tóc ngắn tóm lấy tóc Trương Khác không cho y nhúc nhích. Trương Khác ngửa người ra sau, hai tay nắm lấy tay tên tóc ngắn, nói. Có chuyện gì thì nói, đừng có hơi tí là ra tay, điện thoại Ái Đạt đúng là không có gì ghê gớm. Miệng tuy mềm xuống rồi, nhưng tay thuận thế nắm lấy cổ tay tóc ngắn, thấy tên tóc dài hung dữ định đi tới, thình lình đạp một phát vào bụng dưới của hắn, lưng đẩy tên tóc ngắn xô vào cái bàn trước cửa, cái chân đa ra rất mạnh, tóc dài bị đạp xô vào cửa phòng, làm cửa phòng bật mở, tay siết chặt bắt tóc ngắn buông tay ra, xoay người đấm thêm một phát vào mặt hắn, tóm lấy cổ áo ném ra ngoài. Hai tên thanh niên hoàn toàn không ngờ Trương Khác có gan ra tay, tóc ngắn phản ứng trước tiên, chặn cửa không cho Trương Khác ra ngoài, bảo tóc dài. Giám đốc Phương, gọi điện cho đám tiêu binh đi, bảo bọn chúng tới, thằng chó đẻ này không đánh gãy chân nó tưởng đường sắt do nhà nó mở. Hắn còn chưa nói hết đã thấy có một bàn tay như tay voi đặt lên vai mình, bóp lấy xương bả vai kéo ra ngoài, tất nhiên không có sức lực né tránh. Trương Khác đi ra ngoài mỉm cười nói. Mọi người đều là người đi đường cả, cư xử cho nó ôn hòa một chút. Tên tóc dài cũng bị hai hán tử khác bóp vai không cựa quậy được, không hiểu ba người này từ đâu ra. Lý Hinh Dư nghe thấy động tĩnh chạy tới, cùng Đường Thanh đứng ở cửa phòng nhìn vào trong, áy náy khom người nói. Thật xin lỗi quá, gây thêm rắc rối cho anh rồi. Lo lắng nhìn vết máu trên mu bàn tay Trương Khác, nhưng ở trước mặt Đường Thanh không dám quá nhiệt tình lau tay cho y. Trương Khác lúc nãy đấm tên tóc ngắn một phát, tay sượt qua răng hắn, bị xước ít ra, không có gì đáng ngại, nhún vai nói. Xước ra thôi, cô vào cùng tôi lấy đồ mang sang phòng chúng tôi. Y cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không phiền phức cả đêm, mai tới kiến nghiệp sẽ buồn ngủ rít mắt, bảo Phó Tuấn buông tay ra. Có vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo tiện thế đấy, không cần dây dưa mất thời gian, chỉ có lúc đạp tên tóc dài vào cửa hơi ầm ĩ, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Hai bên hành lang cũng không có ai thò đầu ra xem chuyện gì. Hai tên thanh niên thấy phía Trương Khác người đông thế mạnh, bị thua thiệt cũng không dám ho he một lời, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Trương Khác và Lý Hinh Dư ở bên trong dọn đồ, mắt còn không ngừng liếc nhìn về phía Đường Thanh tay giữ áo khác, chân trần nhỏ nhắn lộ ra tới gối đứng ở cửa phòng nhìn sang, lòng căm tức, mỹ nữ đều thuộc về tên mặt trắng này rồi. Trương Khác và Lý Hinh Dư xách đồ ra, hai tên thanh niên mới hậm hực đi vào. Chút chuyện bất ngờ xen ngang không xua đi hoàn toàn sự xấu hổ của Đường Thanh, không dám tưởng tượng ba người ở trong một phòng xấu hổ tới mức nào, lại không thể cùng Trương Khác đứng ở hành lang qua đêm, để Lý Hinh Dư vào phòng trước cô mới vào, Trương Khác vừa bước chân vào theo thì Đường Thanh quay lại đẩy ngực y. Hai đại mỹ nữ ngủ bên trong, đại sắc lang không được vào. Trương Khác mặt dầu dĩ, nghĩ để Đường Thanh vào trước giải thích chuyện vũng nước trên giường với Lý Hinh Dư cũng tốt, mặt dày nói. Thế bạn cũng phải trả áo khoác cho mình chứ, ở hành lang lạnh lắm. Bạn nhắm mắt lại đã. Vừa rồi có mặc cái gì đâu, mình còn. Còn dám nói à? Đường Thanh trừng mắt uy hiếp không để cho y nói tiếp. Trương Khác đành chịu thua, vừa rồi còn mây mưa quấn quýt, bây giờ ngay cả hở ra một chút cũng không cho nhìn, bất lực nhắm mắt lại, nhận lấy áo khoác một cái liền mở choàng mắt ra, Đường Thanh cuống quýt che người, cười mắng. Đồ đại sắc lang. Rồi đóng cửa lại. Trương Khác giờ khóc giờ cười, biết cô bé này tính hay xấu hổ, chỉ sợ phải ngồi đây một lúc mới vào được. Trương Khác ngồi xuống ghế ngoài hành lang, nhìn bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, nghe Lý Hinh Dư và Đường Thanh thì thầm trong phòng, không biết bọn họ nói gì, thầm nghĩ nữ nhân với nhau dễ chia sẻ hơn, chắc là không xấu hổ nữa. Một lúc sau ở hành lang có 4-5 người đi tới, tóc dài, tóc ngắn thò đầu ra, bọn chúng cùng một bọn, chỉ có điều tóc dài, tóc ngắn địa vị cao hơn có tư cách ở phòng. Ỉ vào người đông tính kéo tới đòi nợ, Phó Tuấn và hai vệ sĩ đều chưa ngủ, nghe thấy có động tĩnh, mở cửa ra chặn đường bọn chúng. Nhìn tình hình đám người đó có vẻ là ở cùng một công ty, trong đó có hai tên vai u thịt bắp, một cô gái gầy gò,
đám người còn lại trông cũng không hề giống nhân viên văn phòng bình thường, ánh mắt rất hung dữ, trông giống kiểu khiêu khích thường thấy của bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Cái kiểu này cho dù là nhân viên công ty thì quá nửa cũng thuộc loại công ty giải tỏa, đòi nợ hay cho vay nặng lãi. Hành lang tên toa tàu rất hẹp, hai vệ sĩ đi cùng Phó Tuấn đều xuất thân quân ngũ, người không cao, mặc vest tây chỉnh tề, trông bề ngoài không có gì mạnh mẽ lắm, nhưng ánh mắt lạnh lùng làm đám người kia không dám tới gần. Đáng tiếc chỉ có 6 tên, nếu động thủ không đủ cho đám Phó Tuấn làm ấm người, hơn nữa cũng chẳng ai vô duyên vô cớ gây chuyện đánh nhau trong toa tàu làm gì, cảnh sát chỉ cần chặn hai đầu toa là hết đường chạy. Trương Khắc ung dung ngồi đó, Đường Thanh và Lý Hinh Dư ăn mặc đàng hoàng rồi thò đầu ra nhìn, Trương Khắc bảo bọn họ về phòng, không cần xem náo nhiệt. Bọn mày đánh người xong định coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Một tên thanh niên vạm vỡ đi tới, đưa tay ra định đẩy vệ sĩ trước mặt. Tay còn chưa chạm được vào vai người đó thì đã bị tóm lấy cổ tay, đẩy mạnh ra đằng sau, loạng choạng mấy bước liền va vào người khác, thiếu chút nữa ngã dập mông xuống đất. Giờ tóc ngắn mới nhận thức được rõ ràng vừa rồi bị khống chế không cửa quậy được không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là không để ý nên mới chịu thiệt, bọn chúng đông người nhưng trước mặt dân chuyên nghiệp căn bản không phát huy được tác dụng. Chương 985, đặc quyền. Tên tóc ngắn vẫn không cam tâm, la lối. Mẹ kiếp! Đừng tưởng thế là có thể hoành hành ngang ngược trên tàu. Nhưng đứng sau không dám đi lên. Trương Khắc vẫy tay gọi Phó Tuấn, bảo. Báo cảnh sát đi, để họ giải quyết, không cần tốn thời gian với chúng mất giấc ngủ. Có chuyện gì? Lúc này một nữ nhân viên tàu và hai cảnh sát tàu từ đầu kia hành lang đi tới, 4-5 người hùng hổ tới toa giường nằm, nhân viên tàu tất nhiên không thể không biết, gọi thêm hai cảnh sát nữa mới dám tới. Cảnh sát lớn tuổi đứng giữa hai nhóm người nghiêm khắc nói. Muộn thế này rồi còn không ngủ, chen lấn ở đây làm gì? Chúng tôi vừa lên tàu, có một tên nhãi trong bọn chúng lén lút vào phòng chúng tôi lấy trộm đồ, bị chúng tôi bắt được còn cắn trả, lại kết bọn tới đánh người, chúng tôi tức quá mới tìm người tới đòi lại công bằng. Tóc ngắn bị đám Phó Tuấn che tầm nhìn, không chỉ tới được Trương Khắc ngồi phía sau, chỉ dơ mặt bị Trương Khắc đấm sưng vù ra cho cảnh sát xem. Trương Khắc đứng dậy. Đám Phó Tuấn lùi vào phòng bao, tránh che tầm nhìn của y, Trương Khắc nhìn tên tóc ngắn, cười nhạt. Vì sao không báo cảnh sát? Đúng, vì sao không báo, nếu bọn họ vào phòng trộm đồ đánh người thì phải báo cảnh sát chứ? Cảnh sát nghi ngờ nhìn tóc ngắn. Tôi, tóc ngắn bị hỏi cứng họng không biết trả lời ra sao. Trương Khắc chẳng thèm bận tâm tới hắn, bảo Phó Tuấn. Anh giải thích cho đồng chí cảnh sát, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Chính nó vào phòng trộm đồ đánh người, không cho nó đi. Tóc dài quát. Chính nó đạp vào bụng tôi một cái giờ vẫn còn đau. Muốn xông tới giữ lấy Trương Khắc. Phó Tuấn đi ra giữ chặt bả vai Phó Tuấn, không cho hắn nhúc nhích, đẩy lùi lại ra đằng sau, lấy CMT ra cho cảnh sát tàu xem, nói. Đây là giấy tờ của chúng tôi, quý khách của công ty chúng tôi từ Bắc Kinh lên tàu ở trong phòng số 12, bọn họ lên tàu từ Thanh Đảo cũng là phòng số 12. Bọn họ lên xe có những hành vi quấy nhiễu khách quý của công ty chúng tôi, cô ấy không chịu được chuyển sang phòng khác, khi quay lại lấy hành lý bị bọn họ bày đủ cách ngăn cản, trong lúc tranh chấp có chút xung đột. Tình hình cụ thể có cần tôi theo anh tới toa bảo vệ trình bày rõ không, đừng để ảnh hưởng tới hành khách khác nghỉ ngơi. Tóc dài thấy Phó Tuấn đưa giấy tờ công tác ra làm khuôn mặt nghiêm khắc của cảnh sát giãn ra, cũng hầm hừ bảo tóc ngắn. Lấy giấy công tác ra đưa cho đồng chí cảnh sát xem. Phó Tuấn thu giấy tờ lại, cảnh sát lớn tuổi nhận lấy giấy công tác tóc ngắn đưa cho, lật xem rồi lạnh mặt xuống, quát. Khách nữ độc thân trong các phòng thường khiếu nại bị quấy nhiễu, chính là vì đám ngựa hại bầy các người. Theo tôi tới toa ăn nói rõ tình hình. Trương Khắc mỉm cười gật đầu với cảnh sát, tin rằng bọn họ có ấn tượng sâu sắc với dung mạo rực rỡ như hoa của Lý Hinh Dư, đẩy Đường Thanh vào phòng. Giấy công tác của Phó Tuấn có gì khác biệt, vì sao cảnh sát nhìn thấy biến sắc như thế? Đường Thanh nghi hoặc hỏi. Ha ha, đúng là có hơi khác biệt. Trương Khắc đoán Lý Hinh Dư không muốn làm lớn chuyện khiến giới truyền thông trong nước chú ý, nếu không với thân phận của cô đi khiếu nại bị quấy rối, cùng thái độ với khách nước ngoài của chính quyền trong nước, hai tên kia thế nào cũng bị lột ra. Còn giấy tờ công tác của Phó Tuấn đương nhiên khác với nhân viên bình thường. Luật pháp trong nước không có khái niệm vệ sĩ tư, năm 98, công ty bảo an chính quy chỉ có thể là đơn vị trực thuộc cơ quan công an. Phía dưới Cẩm Hồ có rất nhiều nhà máy và phòng thực nghiệp tính chất đặc thù, không vì đăng ký là doanh nghiệp tư nhân mà giảm thấp cấp bậc cả công tác bảo vệ,
đặc biệt trung tinh vi tâm và vườn sồi có địa vị trọng đại với sản nghiệp điện tử, tạm thời chưa thể thay thế, thuộc về đơn vị được bảo vệ trọng điểm của Bộ Công an. Thực tế Cẩm Hồ vì sự vụ bảo an thành lập bộ phận bảo vệ chuyên môn, về nghiệp vụ được Sở Công an tỉnh chỉ đạo trực tiếp, sự vụ bảo vệ trọng điểm cũng do Sở Công an phối hợp, giấy tờ của đám Phó Tuấn đều do Sở Công an tỉnh thống nhất cấp phát, đương nhiên trong này có chút công tư lẫn lộn, thậm chí trong hai vệ sĩ đi theo còn có một là cảnh sát tại chức. Mượn cảnh sát tại chức là để tiện ứng phó với tình huống đặc thù, giống như lái xe của Diệp Kiến Bân là mượn của Cục Cảnh vệ trực thuộc cảnh sát vũ trang. Nếu không xe của hắn bị giao thông bên ngoài chặn lại, biển quân đội càng gây thêm phiền phức. Giống Nghiêm Văn Giới, vệ sĩ của hắn có cảnh sát tại chức và bộ đội vẫn trong quân ngũ, đó là đặc quyền do thân phận đặc thù mang lại. Chương khác có giới hạn nguyên tắc của y, nhưng đừng hy vọng y làm tới mức, trong câu, nước trong không có cá, chương khác cũng chẳng muốn dùng đặc quyền ấn kẻ có ngôn từ hơi bất kính với y xuống bùn, để Phó Tuấn ra mặt xử lý là hy vọng đám người kia biết khó mà lui. Nghĩ tới đây Trương Khắc hỏi Lý Hinh Dư. Phải rồi, sao cô không mang vệ sĩ theo? Lý Hinh Dư hơi nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt của Trương Khắc, nhỏ giọng nói. Đã bảo đột xuất quyết định ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp mà, ai ngờ gặp phải chuyện này. Gây thêm rắc rối cho anh rồi. Đừng nói thế. Trương Khắc lòng máy động, nghĩ ra Lý Hinh Dư nhận được tin nhắn của mình đoán mình sẽ ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp. Vậy trước đó cô ấy ngồi một mình trong quán cà phê khách sạn ngõ Vương Phủ bao lâu như thế chẳng lẽ cũng là mong có cơ hội gặp mình. Lý Hinh Dư gặp được nhân viên chi nhánh Bắc Kinh trên máy bay, có lẽ cô ấy cho rằng sau khi mình biết cô ấy ở khách sạn nào sẽ vì cô ấy mà tới đó. Trương Khắc nghĩ, nếu không phải cậu mình cũng ở khách sạn Vương Phủ tỉnh, mình có tới đó không? Có lẽ có, không phải là tuyệt đối không có khả năng, Trương Khắc hơi chột dạ, nhất là Đường Thanh cũng ở đây, quay mặt đi nói. Ngủ thôi, 7 giờ sáng là tới kiến nghiệp rồi, cũng chẳng ngủ được mấy tiếng. Thấy đệm giường đã thay, không biết Đường Thanh nhét vào đâu rồi, đưa mắt nhìn cô dò hỏi, bị Đường Thanh trừng mắt chân áp, nhưng không đuổi y ra ngoài nữa. Đường Thanh và Lý Hinh Dư nằm giường dưới, Trương Khắc nằm giường trên, tắt đèn đi, nghe hai cô gái nằm dưới sột soạt cởi y phục, tưởng tượng hai đại mỹ nhân chỉ mặc đồ lót phía dưới, rồi cả đoạn hoan ái mỹ diệu bị cắt ngang, Trương Khắc rất bứt rứt, muốn tĩnh tâm ngủ mà không xong. Hạ thân dương lên, hết sức khó chịu. Mơ mơ hồ hồ ngủ được một lúc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Trương Khắc không ngủ được nữa, xuống giường, ngồi ở đầu giường của Đường Thanh, định bật đèn tường lên xem sách. Lý Hinh Dư nằm ở giường đối diện có dáng ngủ chẳng đẹp chút nào, chiếc chăn có quá nửa rơi xuống giường rồi, nửa người phía dưới ngửa thẳng, nửa trên thì nghiêng sang một bên, lấy eo nhỏ làm trục, cả người như gập thành góc 90 độ, mặc y phục bó người màu tím. Làm đường cong khoa trương dụ hoặc của cô trình diện hoàn toàn trước mắt Trương Khắc. Vóc người thon thả, vòng eo mảnh mai, mông đẩy đặn mà vểnh cao, bầu ngực áp lên giường, từ mặt bên nhìn thấy nửa vòng cung tròn hoàn mỹ, bên trong không mặc áo lót, mái tóc dày đen bóng, dưới ánh sáng ban mai ánh như lụa, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một góc lan tỏa khí chất thanh khiết, cánh môi hồng mọng ướt không nam nhân nào có thể cưỡng nổi ý nghĩ muốn ngấu nghiến nó, thần thái điềm tĩnh khi ngủ càng rung động lòng người. Đúng là đẹp tới cực điểm. Chẳng trách nam nhân lại háo sắc như thế. Nghe tiếng cảm khái đột ngột của Đường Thanh, Trương Khắc giật nảy mình quay lại, không biết Đường Thanh tỉnh ngủ từ lúc nào, đang nằm nghiêng người nhìn Lý Hinh Dư. Chương 986, bắt về đồn hiệp trợ điều tra. Tàu đi vào địa phận tỉnh Đông Hải, trời sáng dần, nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi xuống như bông, những cánh đồng xanh, khu nhà xám xịt đều bao phủ trong trận tuyết đầu mùa. Đường Thanh và Lý Hinh Dư quấn chăn ngồi dậy. Hai khuôn mặt trắng muốt ghé vào cửa sổ nhìn tuyết bên ngoài. Không biết tuyết rơi bao nhiêu lâu rồi, nói không chừng tới kiến nghiệp, tuyết đã phủ đầy mặt đất. Mùa đông ở Hong Kong thậm chí không mang lại cảm giác mùa thu cho người ta, Đường Thanh thích mùa đông ở Đông Hải, thích thời tiết bốn mùa rõ ràng, lại không tới mức lạnh thấu xương như phương Bắc, ngày đầu tiên về kiến nghiệp đã có tuyết rơi, làm cô rất hưng phấn. Lý Hinh Dư liếc trộm Trương Khắc, nhớ đêm hai người uống rượu ngắm tuyết ở Hong Kong. Chẳng biết tới khi nào mới có cơ duyên như vậy nữa, siết chặt chăn lại, ổn định tâm thần sao động, chuyên tâm ngắm tuyết phủ trên đồng. Cho dùng cùng một địa khu, nhưng kinh tế phát triển khác hẳn nhau, phía đông bắc Đông Hải mặc dù sát biển nhưng lại cách xa lưu vực Tiểu Giang, điều kiện cảng biển không được lý tưởng, cơ sở công nghiệp yếu cho điều kiện kinh tế kém hơn thành phố phía nam, ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy những mảnh ruộng ngút ngàn, chẳng có mấy hơi thở của thành thị. Lý Hinh Dư thấy Trương Khắc nhìn ngoài vẻ mặt trầm ngâm. Còn thuận tay viết gì đó lên sổ, hơi ngoẹo đầu sang nhìn, thấy Trương Khắc viết rất tháo,
không nhìn ra được, chỉ mỉm cười, không hỏi y đang viết cái gì. Có lẽ là vì gió tuyết cho nên thời gian tàu tới Kiến Nghiệp hơi chậm một chút, vào ga thì đã hơn 8 giờ rồi, đám Trương khác rửa ráy dọn dẹp hành lý xuống tàu, lúc này mới nhớ ra hỏi Phó Tuấn chuyện đêm qua xử lý ra sao. Cảnh sát phê bình giáo dục chúng một chập, nhưng nhìn bọn chúng không giống tiếp nhận phê bình giáo dục. Phó Tuấn đáp, đặc quyền chỉ có giới hạn, huống chi đối phương còn chưa có hành vi xâm hại thực sự, cũng chỉ có thể giáo huấn một trận. Xã hội hiện nay có đặc quyền lớn tới mấy cũng không thể vì người ta trợn mắt nhìn mình hay có vài lời bất kính là có thể dẫm chết người ta, nhưng những kẻ có chút quyền thế thôi thì lúc nào cũng tưởng mình bố đời, đứng đầu thiên hạ. Trương Khác chẳng để chuyện này trong lòng, coi chuyện như vậy là xong, sau khi tàu vào ga, bọn họ ra hành lang chuẩn bị xuống tàu, không nhìn thấy đám tóc dài hôm qua. Rắc rối sau khi xuống tàu mới quấn lấy, Trương Khác vì tránh hai cô gái bị chen lấn nên đợi một lúc mới xuống. Ra ga tàu nhìn thấy lái xe phía Kiến Nghiệp tới đón, lúc này tên tóc ngắn dẫn hai cảnh sát từ bên cạnh đi tới, mặt rất vênh váo, chỉ mặt Trương Khác. Con mẹ mày chứ, giờ thì ra vẻ cho bố mày xem nào. Rồi ra lệnh cho cảnh sát. Bắt hết bọn chúng về đồn công an, giám đốc Phương chính do thằng này đá vào bụng. Gọi là gì nhỉ, hiệp trợ điều tra đúng không? Bắt hết bọn chúng về hiệp trợ điều tra. Trương Khác nhíu mày, không ngờ gặp phải loại dây dưa đeo bám như thế. Nếu đổi lại là người khác, há chẳng phải bị bọn chúng ức hiếp thê thảm. Thật đáng hận. Tên tóc dài tự xưng, giám đốc Phương, cùng một cảnh sát đứng đằng xa nhìn sang bên Hải, nhìn cấp hiệu ở vai thì là cảnh sát cấp 2, hẳn là nhân vật kiểu đồn trưởng đồn cảnh sát, Trương Khác không nói gì, móc di động ra. Các người là cảnh sát của ga hay là cảnh sát của đồn công an Tân Mai Viên? Phó Tuấn đi tới chặn giữa tên cảnh sát kia và nhóm Trương Khác. Nói lắm mồm thế làm gì? Chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát, mời các người về đồn hiệp trợ điều tra, các người nên ngoan ngoãn một chút, đừng chuốc khổ vào người. Một tên cảnh sát quát. Trương Khác vỗ vai Phó Tuấn, bảo hắn tránh ra, đưa di động cho tên cảnh sát, chỉ tên cảnh sát cấp 2 đằng xa. Mời lãnh đạo các anh nhận điện thoại đi, chúng tôi sẽ theo các anh tới đồn công an hiệp trợ điều tra, các anh muốn sao cũng được. Rồi âm trầm bổ sung một câu. Còn chúng tôi đưa về cũng được. Nói cho cùng hai tên cảnh sát không dám còng bọn họ thật, chẳng qua muốn kiếm cái danh nghĩa mập mờ làm khó bọn họ một chút, hơn nữa bọn chúng cũng không phải là cảnh sát của ga tàu, đồn công an Tân Mai Viên có phạm vi quản hoạt ngoài ga tàu, làm vậy chỉ muốn giúp Phương Kiến Lâm của City Trường Lâm vớt lại thể diện cho hả giận thôi. Hai tên cảnh sát nhìn thấy hai cô gái dung mạo tuyệt mỹ bên Trương Khác, trong lòng đều nghĩ nói không chừng ý đồ chủ yếu của Vương Kiến Lâm là đeo bám hai cô em này, giờ thấy Trương Khác đưa di động ra khí thế chân áp. Không dám tùy tiện từ chối, nếu không đụng đầu vào vách sắt chẳng còn đường xoay chuyển, nhận lấy di động. Sao thế? Tên đồn trưởng đồn công an thành phố chỉ thấy tên cảnh sát cầm di động quay lại, mà cái di động kia cũng chẳng phải hàng đắt tiền, cau mày lại bực bội nói. Sao lắm chuyện thế làm gì, tưởng nhờ và quan hệ là vươn tay được tới đồn công an Tân Mai Viên à? Rồi nói oang oang. Alo, ai đấy? Tôi là Trần Bình Đức, cậu là ai? Giọng trong điện thoại ẩn chứa phẫn nộ cố áp xuống. Cục trưởng Trần. Thành phố chỉ tay run lên, hắn chỉ được nghe tiếng Trần Bình Đức trong đại hội hệ thống công an. Tôi là thành phố chỉ đồn trưởng đồn công an Tân Mai Viên, nhận được báo cáo mới mời người về hiệp trợ điều tra, không biết là người quen cục trưởng Trần. Ai cho cậu quyền vào ga tàu bắt người? Khắc trước Trần Bình Đức còn kiềm chế được, tiếp đó giống lên. Con mẹ mày ăn phải gan báo rồi à, ăn no rồi thì chết mẹ nó luôn đi. Tiếng giống lớn tới mức thậm chí làm Vương Kiến Lâm đứng trong ga tàu huyên náo cũng loáng thoáng nghe thấy. Thành phố chỉ sắc mặt trắng bệch, từ tiếng gầm không thèm kiềm chế của Trần Bình Đức là biết lần này húc phải tường sắt nghiêm trọng tới mức nào, hắn vội vàng phủi sạch liên quan, run run giải thích. Chúng tôi nhận được báo cáo của giám đốc Phương của City Trường Lâm, nói hôm qua bị đối phương bao vây ẩu đả trên tàu hỏa. Giám đốc Phương cái, tao không quen, hắn vu cáo ác ý, còn con mẹ nó lại đã. Đợi tôi và tiền quế hoa của chi cục tới các cậu tới xử lý. Thành phố chỉ định giải thích Phương Kiến Lâm chính là em vợ của tiền quế hoa, nhưng nghĩ rồi lại thôi, nói thế chẳng phải là kéo cả mình vào à. Hắn không dám còng Vương Kiến Lâm, định hỏi kỹ chỉ thị của Trần Bình Đức thì bên kia đã cúp điện thoại. Thành phố chỉ nhìn chiếc di động trong tay, chân tay giá lạnh hết cả, chỉ vì lần sau có thể tới câu lạc bộ của Vương Kiến Lâm ăn chơi miễn phí, mà nắm phải một cục sắt nóng đỏ. Vương Kiến Lâm nhìn sắc mặt thành phố chỉ sau khi nhận điện thoại,
cũng hơi sợ, hỏi. Cục trưởng Trần nào thế, Trần Nhất Trương của chi cục Đông Hoa hay Trần Quý Xuân của Tân Phổ? Tân Mai Viên có thuộc khu Đông Hoa hay khu Cao Tân đâu, hai vị cục trưởng họ Trần đó dựa vào cái gì mà giống lên với bố mày? Thành Phú Chỉ cũng chẳng rảnh rỗi oán trách hắn, áp giọng nói. Điện thoại của Trần Bình Đức. Nói xong nhúc nhích khuôn mặt cứng đờ, để dễ nặn ra nụ cười, cầm di động đi về phía Trương khác. Vương Kiến Lâm bàng hoàng, có điều còn mang một tia hy vọng, thầm nghĩ anh dễ chắc dựa vào quan hệ dẹp yên được, cùng lắm đút hít tiền, đi theo sau đít Thành Phú Chỉ, tính tỏ thái độ mềm xuống hắn tính. Lúc nà tóc ngắn cùng đám nhân viên biết được đối phương lai lịch rất lớn, ít nhất quan hệ bọn họ nhờ và có thể chửi mắng Thành Phú Chỉ không e dè gì. Tôi là đồn trưởng đồn công can Tân Mai Viên, vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm, chúng tôi đã bị cục trưởng Trần phê bình, cũng đã nhận thức sâu sắc được sai lầm, đang định làm kiểm điểm sâu sắc. Thành Phú Chỉ nỗ lực để giọng nói của mình nghe sao cho ôn hòa, trả di động lại cho Trương khác. Anh có thể gọi điện cho cục trưởng Trần giải thích rõ tình huống được không? Hết giờ, mai anh gọi, chú cứ thong thả đợi. Chương 987, muốn nhổ bật rễ. Lúc này di động lại rung lên, là điện thoại của Trần Bình Đức, Trương khác nhấn nút nghe. Được, tôi đợi ở đồn công an Tân Mai Viên. Cúp điện thoại, lạnh nhạt nói. Tôi sẽ theo anh về đồn công an hiệp trợ điều tra. Rồi quay sang hai cô gái. Mình bảo lái xe đưa hai bạn về trước, mình sẽ mất chút thời gian. Kẻ ác phải có kẻ ác trị, Trương khác không ngại làm kẻ ác, một hai lần còn bỏ qua được, tên tóc ngắn này quấy rầy tới lần thứ ba, Trương khác sẽ cho bọn chúng biết đắc tội với người sẽ có đãi ngộ ra sao. Trương khác kiên trì muốn theo về đồn, và lại Trần Bình Đức cũng đã nói rõ ràng sẽ cùng Tiền Quế Hoa tới đồn cùng xử lý việc này, Thành Phú chỉ đành tạo thời ôm lấy rắc rối, nghĩ chắc Tiền Quế Hoa thế nào cũng nói giúp mình, dù sao rắc rối do em vợ hắn gây ra, nên cũng chẳng lo mấy. Đi tới cổng. Thấy bên này có hai cỗ xe tới đón Trương khác, Phó Tuấn An bài một cái đưa Đường Thanh và Lý Hinh Dư về ngõ học phủ trước, để một cái theo sau bọn họ, hắn cùng Trương khác ngồi xe cảnh sát, mấy khi được ngồi xe cảnh sát chứ. Thành Phú Chỉ nhìn thấy chiếc Mercedes 600, lòng trầm xuống, biển số xe thì bình thường, nhưng cửa kính dán giấy thông hành đặc biệt, nếu là đồ thật, cả tỉnh Đông Hải có không quá 20 cái. Trần Bình Đức tới đồn công an muộn hơn đám Trương khác mấy phút, nhìn ông ta và trợ thủ đi vào. Trương khác chẳng đứng dậy, chỉ gật đầu chào. Cục trưởng Trần, làm phiền ông mất rồi. Đâu có, đây cũng là do đội ngũ cảnh sát cơ sở không ra làm sao. Trần Bình Đức xua tay, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trên đầu trên vai ông ta đầy tuyết, thấy Trương khác lạnh lùng ngồi im, mình vào cũng chỉ hơi nghiêng người qua nói chuyện đủ biết thái độ của y ra sao. Trần Bình Đức tự biết mình không có tư cách so đo mấy chi tiết vụn vặt này với Trương khác, là nhân vật trung thượng tầng của kim tự tháp quyền lực kiến nghiệp. Ông ta tất nhiên biết sức ảnh hưởng của thanh niên trước mắt này lớn cỡ nào. Nói thực, nếu có thể đóng nhãn thân Cẩm Hồ lên người, càng dễ tranh một cái ghế thường ủy thành phố, còn nếu đắc tội với Cẩm Hồ, Trần Bình Đức nghĩ sẽ tăng thêm rất nhiều vật cản. Trước tiên là thái độ của La Quân, thứ 29 ghế thường ủy thành phố kiến nghiệp, trừ vị trí bí thư thành ủy và thị trưởng trọng yếu bị TW trực tiếp hạn chế, còn mấy vị trí còn lại đều thuộc quyền của tỉnh. Mà ảnh hưởng tên tỉnh của Cẩm Hồ còn lớn hơn cả ảnh hưởng ở kiến nghiệp. Còn nữa, Sở trưởng Sở Công an, Phó Bí thư Chính pháp ủy tỉnh Kim Quốc Hải là nhân vật mà Trần Bình Đức tuyệt đối không thể đắc tội, cơ chế quản lý cơ quan công an là điều phối kết hợp, ít nhất danh nghĩa, lệnh bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công an thành phố phải do Chính phủ thành phố và Sở Công an tỉnh cùng thương thảo mới có hiệu lực. Cục trưởng Trần, tôi chính là Thành Phú Chỉ, xin Cục trưởng Trần phê bình nghiêm khắc. Thành Phú Chỉ không ngờ Trần Bình Đức tới nhanh như vậy, hy vọng Tiền Quế Hoa gánh cho một phần hỏa lực thế là hỏng rồi, đành cắn răng đi tới. Trần Bình Đức hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn, nhìn mấy tên đứng trong góc, riêng mấy cái mặt đó đã nói lên là hạng chuyên sinh sự rồi, Thành Phú Chỉ không còng bọn chúng lại theo yêu cầu của ông ta, dù sao ở giữa còn cách chi cục, trước khi người của chi cục tới, ông ta cũng không muốn xử lý, nên không nói gì, đặt trọng điểm lên vỗ về Trương khác. Khác thiếu ra công việc bộn bề như thế, chuyện này để tôi xử lý cho, tuyệt đối không cho bọn danh con này được thoải mái. Không sao, hôm nay tôi cũng chỉ hẹn gặp Bí Thư La vào buổi chiều, nếu, hiệp trợ điều tra, đến chiều chưa kết thúc, tôi có thể hẹn Bí Thư La ngày khác. Trương khác nói rất bình đạm. Trần Bình Đức nghe Trương khác nói thế, quay sang nhìn Thành Phú chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống, chẳng muốn thừa lời với hắn, kéo một cái ghế cùng Trương khác đợi người chi cục khu Nam tới.
Thành Phú chỉ thấp thỏm đứng đó, không dám giải thích, tên đồn phó người thấy mùi bất thường đã trốn trước rồi, chuyện này dính vào phúc họa khó lường, muốn lộ diện trước mặt lãnh đạo có khi bị chút giật, nhưng cũng không trốn xa, nói không chừng kiếm được lợi lộc gì đó. Hơn 20 phút sau không thấy người của chi cục lộ diện, Trần Bình Đức hơi bực mình xem đồng hồ, bảo người bên cạnh dục, Trương Khác vẫn ung dung, liếc nhìn tên tóc ngắn. Tình hình thế này chỉ có một loại khả năng, một là quan viên chi cục có liên quan trực tiếp tới bọn chúng, mà quan viên đó tạm thời không thoát thân được, các lãnh đạo khác của chi cục thì không muốn gánh họa thay cho quan viên đó, cho nên tới tận giờ chưa có ma nào của chi cục xuất hiện. Nãy giờ Phó Tuấn ở bên gọi điện điều tra bối cảnh của bọn chúng, lúc này mới gặp di động lại, tới sau lưng Trương Khác nói. Tên tóc dài là Vương Kiến Lâm, có chút bối cảnh, là tổng giám đốc của công ty vận tải Trường Lâm khu Nam, chị hắn là vợ Tiền Quế Hoa chi cục trưởng chi cục công an khu Nam, giám đốc Hiệu sẽ gửi tư liệu của công ty Trường Lâm tới ngay. Trương Khác nhếch môi không nói gì, nhìn sang Trần Bình Đức. Trần Bình Đức chà tay, quay đầu lại thấy tên tóc dài đang đứng trong góc gọi điện, nghiến răng lại, trong lòng càng căm hận. Phó Tuấn sang bên mượn máy fax của đồn công an, một lúc sau mang tới một tờ fax, Trương Khác xem qua, đưa cho Trần Bình Đức. Cục trưởng Trần xem này. Trần Bình Đức nhận lấy, bên trên là tài liệu viết tay, ghi rõ quan hệ cổ đông sau lưng City Trường Lâm và mấy kẻ góp vốn, chỉ ra Vương Kiến Lâm cũng là cổ đông chủ yếu của cung giải trí Vân Mộng Các nổi tiếng ở khu Nam. Sản nghiệp giải trí thời đó hiếm có cái nào sạch sẽ, ở trên fax còn viết 5 chữ tuyệt đối có vấn đề. Rồi khoanh tròn mấy vòng để nhấn mạnh, Trần Bình Đức đoán ý của Trương Khác thầm kinh hãi. Đừng nói Vân Mộng Các, trên giấy viết thân phận khác của Vương Kiến Lâm là Phó Hội trưởng Thường vụ Thương hội Vận tải khu Nam, Trần Bình Đức được nghe nói tới chuyện thương hội này và vận tải Trường Lâm dính líu tới xã hội đen lũng đoạn nghiệp vụ vận tải khu Nam, vũng nước này tuyệt đối không sạch sẽ. Trương Khác nhận lại từ fax, thong thả xé thành từng sợi dài, rồi lại xé nhỏ từng sợi dài đó, đứng dậy vặn người, ném ra đống tuyết bên ngoài cửa. Một vài mẩu giấy bị gió thổi bay vào phòng tiếp đãi. Trần Bình Đức xé tờ fax không phải định không truy cứu nữa, mà quyết tâm nhổ bật gốc Vương Kiến Lâm, nếu mình không làm, tờ fax kia sẽ đưa cho Vương Duy Quân hoặc trực tiếp đưa tới cho La Quân. Ông ta do dự, đây không chỉ là vấn đề giữa Tiền Quế Hoa và em vợ, thời buổi này cho dù là một nhân vật nhỏ xíu, nếu tra tận gốc đào tận rễ thì dính líu tuyệt đối sâu hơn tưởng tượng. Ngay như Tiền Quế Hoa chủ yếu chịu sự quản chế của chính phủ khu Nam, Trần Bình Đức chỉ đạo về nghiệp vụ, còn quyền nhân sự rất giới hạn, không thể tỏ thái độ vào lúc này, may Trương Khác cũng không ép ông ta tỏ thái độ ngay, sắc mặt bình thường ngồi về chỗ cũ. Đúng lúc này cánh cửa kính bị người ta mở ra từ bên ngoài, Tiền Quế Hoa béo núc mướt mồ hôi chạy vào, nhìn bộ dạng của hắn ta người ta tưởng bên ngoài là mùa hè nóng nực cơ. Cục trưởng Trần, hôm qua tôi trực ở Nam Viên, nên tới hơi trễ, để cục trưởng phải đợi lâu. Tốt, cuối cùng cậu cũng tới. Trần Bình Đức ngữ khí rất bất thiện. Giờ tôi cũng muốn nghe xem đồn công an điều tra ra kết quả gì rồi. Tiền Quế Hoa tới làm Thành Phú chỉ thở phào, thế là có người chắn phía trước rồi, hắn định đi tới báo cáo thì Vương Kiến Lâm cướp đường đi tới. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi sao dám bất kính với bạn của cục trưởng Trần. Tôi nhận đánh, nhận phạt, chỉ cần trừ bỏ hiểu lầm. Chương 988, kế hoãn binh. Xéo qua một bên, đâu có phần cho mày nói. Tiền Quế Hoa đạp Vương Kiến Lâm ngã lăn ra đất, nghiêm khắc quát Thành Phú Trì. Còng hắn lại, đùa cũng phải có chừng mực thôi chứ. Nhìn Vương Kiến Lâm ôm bụng nhìn đau thở đốc, tới Trần Bình Đức cũng thấy Tiền Quế Hoa chơi khổ nhục kế không tệ, nhưng lời tránh nặng tìm nhẹ phía sau thì không nên nói rồi, Trương Khác là ai mà có thể dễ lừa như thế, Cẩm Hồ cũng đâu phải để đùa. Liếc nhìn sắc mặt Trương Khác, không giãn ra chút nào, vẫn lãnh đạm lạnh lùng, chẳng hề động lòng. Thành Phú chỉ đánh mắt cho cảnh sát để bọn chúng còn đám Vương Kiến Lâm lại dẫn tới góc phòng ngồi xuống, hắn không rõ Tiền Quế Hoa có ý gì, không biết tình hình thế này phải báo cáo ra sao. Trần Bình Đức ngọt nhạt nói. Nếu là hiểu nhầm vậy đem chuyện hiểu lầm kể ra từ đầu tới cuối xem nào. Thành Phú chỉ không lĩnh hội được ý đồ tránh nặng tìm nhẹ của Tiền Quế Hoa, cũng chẳng muốn giúp tránh nặng tìm nhẹ, đối phương kéo Trần Bình Đức tới mà chẳng thèm nể mặt Trần Bình Đức, hiển nhiên lai lịch còn to hơn, còn khó dây hơn. Đem tình hình tìm hiểu được kể ra. Nói ra thì đúng là hồng nhan họa thủy, nếu không phải Vương Kiến Lâm nhìn thấy dung nhan tuyệt diễm của Lý Hinh Dư sinh lòng háo sắc thì làm sao gây là lắm chuyện đến thế. Nếu không phải háo sức tới mở mắt thì sao biết đối phương ngồi ở phòng riêng còn có vệ sĩ theo cùng còn dây dưa đeo bám như thế. Lý Hinh Dư và Đường Thanh về trước,
Trần Bình Đức không nhìn thấy, ông ta nghe thành phố chỉ báo cáo tình hình, mày cứ nhíu chặt. Nam nhân đặc biệt là nam nhân có quyền thế, trừ quyền thế ra cũng chỉ có nữ nhân tuyệt đối không cho kẻ khác đụng chạm vào, đặc biệt là thanh niên mới trên 20 như Trương Khác, dục vọng độc chiếm nữ nhân càng mạnh mẽ, động vào nữ nhân của y là phạm vào kỵ úy lớn nhất rồi. Trần Bình Đức nghĩ thế, tiếp đó lại nghe nói Vương Kiến Lâm liên tiếp hai lần bị giáo hấn vấn quấn lấy, trong lòng không thương hại hắn nữa, một chút kiến thức cũng không có, Trương Khác mà tha cho hắn thì đúng là quá dễ bị bắt nạt rồi. Thấy Tiền Kiến Hoa từ lúc tới đây đến giờ vẫn chưa hỏi Trương Khác là người bị hại câu nào, đúng là định tránh nặng tìm nhẹ rồi, thật ngu xuẩn hết sức. Đợi thành phố chỉ báo cáo xong, Tiền Quế Hoa hỏi. Cục trưởng Trần xem nên xử lý ra sao? Trần Bình Đức nghiêm khắc nói. Đồn công an Tân Mai Viên có vấn đề nghiêm trọng, lần này dẫn cảnh sát đi bắt người lại là đồn trưởng, nên chăng cách chức điều tra đồng chí này trước, tiếp theo xử lý thế nào thì chi cục các đồng chí thảo luận đi. Thành phố chỉ bàng hoàng đứng đờ ra, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới mình lại thành dê thế tội, há hốc mồm quên cả giải thích cho bản thân, hoặc có lẽ cũng biết giải thích cũng vô ích, trước mặt Trần Bình Đức, một đồn trưởng nho nhỏ không có tư cách giải thích. Tiền Quế Hoa không ngại hy sinh thành phố trì, và lại cách chức có thể phục chức, đương nhiên, phải cho Trần Bình Đức một câu trả lời, cho dù có khai trừ công chức, đợi sóng gió qua đi an bài cương vị tương đương đền bù là được, quan trọng là quyền xử lý nắm trong tay mình. Thấy Trần Bình Đức tựa hồ không hề có ý dây dưa, Tiền Quế Hoa gọi một cảnh sát tới, hỏi. Lý Thu Sinh đâu, sao không có ở đồn, mau đi gọi cho tôi. Lý Thu Sinh là chỉ đạo viên đồn. Nếu thành phố chỉ bị cách chức thì công tác trong đồn sẽ do hắn phụ trách. Lý Thu Sinh không trốn xa, nghe được điện thoại thông báo mấy phút sau đã về. Trong mấy phút này đủ Tiền Quế Hoa liên lạc với thành viên đảng tổ trong chi cục, trao đổi điện thoại, Lý Thu Sinh tới nơi, ông ta tuyên bố miệng cách chức thành phố chỉ đợi kiểm tra, lại cảm thấy như thế chưa đủ, hùng hổ chỉ đám Vương Kiến Lâm. Mấy kẻ này bịa đặt báo cảnh sát, ý đồ báo thù, đem tới khu câu lưu hành chính của chi cục giam lại. Dặn xong mới nhìn sắc mặt Trần Bình Đức. Trần Bình Đức gật đầu không nói gì, Trương Khác nhìn mấy tờ giấy vụn còn bay phất phơ, giẫm chân lên, di di mấy cái, nói. Vậy tôi đi trước đây, hôm nay là ngày đầu năm mới, cục trưởng Trần đừng nên quá vất vả. Không thèm nhìn Tiền Quế Hoa cái nào, coi hắn như không tồn tại. Cái vị trí của tôi làm gì có khái niệm lễ Tết. Trần Bình Đức tiễn Trương Khác rời đi. Tiền Quế Hoa muốn theo. Bị Trần Bình Đức dùng ánh mắt ngăn lại. Ra khỏi phòng tiếp đãi đồn công an, Trương Khác ngẩng đầu nhìn trời tuyết, tầng mây hơi trăng trắng, đợi xe đi vào sân, cùng Phó Tuấn chui vào. Tiền Quế Hoa không có cơ hội nhìn thấy chiếc Mercedes của Trương Khác, tất nhiên cũng không liên hệ y được với chủ nhân đằng sau của Cẩm Hồ, thành phố chỉ thành vật hy sinh cũng không thèm nhắc ông ta chi tiết này. Trương Khác chỉ tới ngõ học phủ muộn hơn Đường Thanh và Lý Hinh Dư một tiếng, tuyết chưa dừng, sinh viên trong ngõ rất đông. Đầu năm lại gặp ngày tuyết, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt hưng phấn. Trương Khác về thẳng chung cư, vào trong thấy Tôn Tĩnh Mông, Vệ Lan đang hoặc ngồi khoanh chân, hoặc ôm gối trên ghế sofa nghe Lý Hinh Dư và Đường Thanh kể chuyện trên tàu hỏa, tóm lại chẳng có cô nào ngồi đàng hoàng, kể cả Lý Hinh Dư chơi với đám Trương Khác nhiều nên cô cũng bớt câu nệ hơn nhiều. Còn may cả Đường Thanh và Lý Hinh Dư đều không có hứng thú nói tới chuyện vũng nước trên chăn. Xử lý thế nào, sao về sớm thế? Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại hỏi. Còn thế nào được, tên đồn trưởng cách chức điều tra, đám khách sinh sự thì câu lưu hành chính. Trương Khác đưa tay ra sau lưng xoa xoa. Ở đồn phải làm bộ làm tịch ngồi cứng đờ cả tiếng, lưng đau chết đi được, ai xoa hộ với. Nói rồi định chen vào giữa Vệ Lan với Tôn Tĩnh Mông. Anh dám tới lợi dụng bọn này hả? Tôn Tĩnh Mông giơ chân đá y, Trương Khác vội tránh sang phía Đường Thanh, ngồi xuống cạnh cô. Phản ứng của Tôn Tĩnh Mông như thế, y yên tâm quá nửa rồi. Dễ dàng cho bọn chúng thế sao? Vệ Lan cảm thấy khó tin. Kế hoãn binh phải không? Đường Thanh hỏi. Trương Khắc cười, khẽ vỗ trán Đường Thanh, khẳng định suy đoán của cô. Đại khái chịu ảnh hưởng của gia đình, đừng để vẻ ngoài ngây thơ của Đường Thanh lừa gạt. Cô nàng này có tâm tư rất tỉ mỉ kín đáo, mấy trò vặt vãnh trên quan trường chỉ nhìn một cái là thấu. Trương Khác lại nghĩ với mình mà nói có cô vợ ghê gớm thế này chẳng phải là chuyện tốt lành. Chỉ là không phải Trương Khác đang dùng kế hoãn binh, mà là Trần Bình Đức đang làm kế hoãn binh. Nếu dễ dàng bỏ qua như thế, Trương Khác tội gì tới đồn công an điều hòa không đủ nhiệt, ghế chẳng có đệm ngồi tận một tiếng.
Tùy tiện gọi một cú điện thoại là có hiệu quả tương đương rồi. Nếu Trần Bình Đức có chút này không nhìn ra, thực sự nghĩ Trương Khác đã hài lòng thì ông ta cũng chẳng ngồi lên được cái ghế hiện giờ. Ông ta an bài như thế là không muốn đánh cỏ động rắn, muốn nhổ bật gốc Phương Kiến Lâm phải chặt đứt tiền quế hoa. City Trường Lâm và Vân Mộng Các nếu liên quan tới kinh doanh phi pháp, thậm chí xã hội đen, thì đương nhiên ô bảo hộ là tiền quế hoa. Từ tình hình ở đồn cảnh sát hôm nay có thể nhìn ra Vương Kiến Lâm ỷ vào thế tiền quế hoa nên ra ngoài nhe nanh mùa buốt. Tiền quế hoa nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, cấp phó sử, nhưng nếu tưởng có thể tùy tiện mở miệng hạ bệ một phó sử thì không hiểu quan trường trong nước rồi. Chi cục trưởng cục công an của một trong năm thành khu của Kiến Nghiệp, cái vị trí này có thể thông thiên có thể hạ địa, dưới lâu la không ít, trên cũng chẳng thiếu chỗ dựa. Đụng tới tiền quế hoa là dính líu to ngay. Cho dù kéo cả một thành viên thường ủy thành ủy Kiến Nghiệp vào thì Trương Khác cũng chẳng bất ngờ. Chương 989, Kim Tự Tháp Quyền Lực. Nếu để cho tiền quế hoa cảnh giác, chỉ cần có người cấp phó thị trưởng đứng ra nói đỡ là Trần Bình Đức sẽ bất lực trong việc này, thậm chí muốn đình chức tiền quên hoa là không thể, ít nhất cần La Quân xen vào mới có khả năng hạ được tiền quế hoa. Bất kể là City Trương Lâm hay Vân Mộng Các, Vương Kiến Lâm chỉ là một trong số cổ đông. Đứng sau lưng các cổ đông khác cũng là ô dù bảo bộ cấp bậc tiền quế hoa, chuỗi lợi ích không hề đơn giản, sẽ khiến khó khăn tăng lên gấp bội. Kế hoãn bình chính là để tiền kiến qua buông lỏng cảnh giác, Trần Bình Đức sẽ ung dung hơn nhiều, cục công an thành phố có thể trực tiếp điều tra chứng cứ phạm tội, chỉ cần nắm được chứng cứ xác đáng, những kẻ khác trong chuỗi lợi ích sẽ chủ động cắt đứt liên hệ để cầu tồn tại. Đương nhiên, có lẽ Trần Bình Đức không có kiên nhẫn này, hoặc ông ta cho rằng Trương Khác không có sự kiên nhẫn này. Sau khi Trương Khác đi, Trần Bình Đức không ở lại đồn công an, thầm nghĩ việc xử trí này tất nhiên không làm cho Trương Khác hài lòng, nếu Trương Khác bất mãn, y có thể trực tiếp thông qua La Quân xử lý. Nếu chuyện này xảy ra, Trần Bình Đức nghĩ mình không còn tư cách tranh một ghế thường ủy nữa, phải chú ý nắm quyền xử trí việc này trong tay. Trần Bình Đức gọi điện cho Bí thư Chính pháp ủy thành phố Dư Khánh Lâm báo cáo tình hình. Trong toàn bộ sự kiện, Vương Kiến Lâm một, hai rồi ba lần khiêu khích, thật đáng hận. Sau sự kiện bị uy hiếp vào tháng 11, Trương Khác không dung thứ cho hành vi này là điều dễ hiểu. Ông ta không rõ ý đồ thực sự của Trương Khác, thậm chí không biết người bị quấy nhiễu là Lý Hinh Dư, chỉ có thể từ góc độ của ông ta suy đoán dụng ý của Trương Khác, cảm thấy như thế cũng hợp lý. Dư Khánh Lâm trầm ngâm một lúc mới nói. Đồng chí tới nhà tôi sẽ thông báo cho đồng chí Trương Chí tới. Trương Chí là bí thư khu ủy khu Nam. Nếu không muốn kinh động tới các thành viên thường ủy khác trong thành phố giải quyết gọn gàng tiền quế hoa thì Trương Chí là nhân tuyển quan trọng, vì hắn là người thuộc hệ của Dư Khánh Lâm, cho dù Trương Chí có liên quan tới tiền quế hoa, Dư Khánh Lâm cũng ép hắn phải hy sinh tiền quế hoa. Tân Mai Viên cách nhà Dư Khánh Lâm khá xa, Trần Bình Đức tới nơi thì thấy xe của Trương Chí vào tiểu khu trước mình, Trương Chí đang ở nhà nghỉ ngơi được Dư Khánh Lâm gọi, đích thân lái xe tới, nhìn thấy Trần Bình Đức, hạ cửa kính xuống chào hỏi. Gần đây không có cơ hội gặp cục trưởng Trần, không biết cơn gió nào thổi anh tới đây, cũng được ông chủ Dư gọi tới sao? Ừ, tôi cũng tới gặp bí thư Dư. Thành ủy Kiến Nghiệp có một chính ba phó bí thư, trong thành ủy, chính phủ thích cách gọi ông chủ lớn, ông chủ thứ hai, thứ ba là Hồ Tôn Khánh, chỉ có điều hai năm qua Hồ Tôn Khánh bị La Quân áp chế dữ dội, địa vị trong thành phố hạ thê thảm, có điều liên hệ chặt chẽ với ông chủ thứ hai. Đánh giá của Trần Bình Đức với Dư Khánh Lâm là ngồi số 4 nhìn số 3 mưu số 2, có điều muốn cái ghế ông chủ số 2 còn cần có người ở TW, đem so ra Trần Bình Đức cho rằng Vương Duy Quân mới là người có thể thành thế lực mới, dù sao hành lang số có tác dụng cực kỳ quan trọng với tương lai phát triển kinh tế của Kiến Nghiệp. Trong mắt Trần Bình Đức, cách cục quyền lực của Kiến Nghiệp là 1 cộng 4 cộng 7, một đương nhiên là La Quân, ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị của La Quân trừ 3 phó bí thư ra, còn có thêm Vương Duy Quân. Chính vì La Quân có sự ủng hộ tuyệt đối của Vương Duy Quân, mới nắm được tiếng nói ở sự vụ kinh tế, áp chế bộ đôi Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh. 7 là 7 thường ủy còn lại, Trần Bình Đức đang cố chen vào hàng ngũ số 7 này, để nó biến thành cách cục 1 cộng 4 cộng 8, tiếp đó là 55 ủy viên thành ủy và ủy viên dự khuyết thành ủy, hình thành kết cấu kim tự tháp ổn định. La Quân và Tiêu Minh Kiến là lính dù, Hồ Tôn Khánh và Dư Khánh Lâm là phe địa phương. Nhưng hai phe địa phương cũng có khác biệt rất lớn, Hồ Tôn Khánh sinh ra và lớn lên ở đất này, công tác ở Kiến Nghiệp hơn 20 năm, Dư Khánh Lâm thì nhậm chức ở phía Bắc Đông Hải thời gian dài, tới năm 95 mới điều tới Kiến Nghiệp làm bí thư chính pháp ủy. Nếu nói tới căn cơ của Dư Khánh Lâm ở Kiến Nghiệp,
thì đó là cơ sở do cha vợ ông ta lập nên thời làm phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại thành phố, chỉ là căn cơ này kém của Hồ Tôn Khánh quá xa, chính vì thế tuy cùng là phó bí thư, thế của Dư Khánh Lâm kém Hồ Tôn Khánh khá xa. Tuy nói Trần Bình Đức cũng không đánh giá cao Dư Khánh Lâm, nhưng cùng trong hệ thống chính pháp ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Dư Khánh Lâm, trừ La Quân ra, Trần Bình Đức muốn gạt bỏ Dư Khánh Lâm quy thuận Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh là hành vi mạo hiểm. May mà hai người Tiêu Hồ lúc này bị La Quân ra sức áp chế, Trần Bình Đức không cần đau đầu vì chuyện chọn phe. Vợ Dư Khánh Lâm điều về kiến nghiệp trước, làm phó sở trưởng sở khoa học công nghệ, Dư Khánh Lâm sau khi tới kiến nghiệp, ở căn nhà sở khoa học công nghệ cấp cho vợ, Trần Bình Đức thầm nghĩ có lẽ ông ta không muốn sống dưới vành mắt của ba ông chủ kia. Trương Chí nhiệt tình quàng vai Trần Bình Đức hỏi. Anh biết ông chủ Dư gọi chúng ta tới đây là vì việc gì không? Tuy nói mọi người không coi trọng Tết Tây lắm, nhưng dù sao cũng là ngày đầu năm. Anh hy vọng tôi báo tin mừng hả? Trần Bình Đức không thân thiết với Trương Chí lắm, vẫn khá tùy ý đùa. Vậy tôi không nói nữa. Ích hơi thu lại nụ cười. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bí thư Trương có đánh giá thế nào về Tiền Quế Hoa, chi cục trưởng công an khu Nam? Trần Bình Đức hơi lộ chút thông tin cho Trương Chí. Tiền Quế Hoa à, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có thể tính là đam mê với nghề. Trương Chí chưa rõ nguồn cơn, cẩn thận đáp rất ỡ mờ. Trần Bình Đức thấy mặt Trương Chí hơi nghi hoặc, nhưng không nghiêm túc mấy, thầm nghĩ chắc Trương Chí và Tiền Quế Hoa không có liên quan gì, thế càng tiện. Trương Chí thấy Trần Bình Đức tiết lộ thế cũng đủ, không chỉ hoãn dưới lầu lâu, lại nhiệt tình mời Trần Bình Đức lên trước, lúc này thấy một người trung niên nắm tay một thanh niên 20 tuổi xuống lầu, Trần Bình Đức thấy người này quen, thấy ông ta cười với mình, cũng cười lại hỏi. Xuống lầu hả? Ông ta chỉ coi là Khánh tới bái phỏng nhà Dư Khánh Lâm, không để ý lắm. Tới tầng 2, Trương Chí mới hỏi. Anh quen thư ký trưởng Lục, nghe nói ông ta sắp lên làm phó tỉnh trưởng rồi. Lục Văn Phu, Trần Bình Đức lúc này mới nhận ra hôm nay đầu óc của mình bị chuyện của Tiền Quế Hoa chiếm mất rồi, thảo nào quen thế, nhà ông ta cũng ở đây. Lục Văn Phu làm thư ký trưởng cho cả Từ Học Bình lẫn Lý Viễn Hồ, vậy còn có thể leo lên vị trí phó tỉnh trưởng, thật không phải tầm thường. Đại khái đây là biểu hiện cụ thể sau khi quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ hòa hoãn lại. Tới tầng 4, cửa mở sẵn, Trần Bình Đức và Trương Chí thò đầu vào, chỉ nhìn thấy Lý Na vợ Dư Khánh Lâm, chào hỏi. Sở trưởng Lý cũng ở nhà à? Trương Chí từng làm thư ký cho cha Lý Na, nói chuyện tùy tiện hơn. Chị Lý, bí thư Dư đâu? Hai người đang định thay giày thì Dư Khánh Lâm đi ra. Vào thẳng đây, không cần thay giày. Mời bọn họ ngồi xuống ghế sofa. Bình Đức, anh nói tình hình cho Trương Chí nghe. Trần Bình Đức tóm tắt chuyện xảy ra hôm nay kể cho Trương Chí. Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, Dư Khánh Lâm tìm hắn mình đây với ý đồ quá rõ ràng rồi, chính là mong hắn kiếm cớ nhổ cái đinh Tiền Quế Hoa, sau đó cục công an điều tra chứng cứ phạm tội của City Trương Lâm và Vân Mộng khác sẽ dễ hơn nhiều, lại khống chế được ảnh hưởng, không tới mức kinh động quá nhiều người. Chương 990, nhà tắm. Tuy không có liên quan gì, Tiền Quế Hoa do khu trưởng Cốc Nhạc đề bạt lên, nhưng lễ Tết Tiền Quế Hoa đều tới quà cáp cho Trương Chí, và lại dù sao hắn ta cũng là người đứng đầu khu Nam, cũng không thể không nói gì với thành viên trong ban thường ủy đã độc đoán hạ Trần Quế Hoa. Liệu có nghiêm trọng quá không? Trương Chí khó xử nói, dù sao hắn ta chưa tiến vào được vòng hạch tâm của kim tự tháp quyền lực ở kiến nghiệp, không hiểu rõ Cẩm Hồ lắm, cảm thấy làm như thế thật thái quá, đâu cần lấy lòng Cẩm Hồ như thế. Dư Khánh Lâm không trả lời Trương Chí, hỏi Trần Bình Đức. Anh có thể chắc chắn Trường Lâm và Vân Mộng Các có vấn đề chứ? Chỉ cần khắc phục được khó khăn điều tra, hẳn có thể phát hiện vấn đề. Trần Bình Đức lúc này chỉ có thể nói thế, không thể nói quá khẳng định, lại sợ Dư Khánh Lâm bất mãn, lại bổ sung. Tôi thấy vấn đề không nhỏ. Dư Khánh Lâm nhướng mày nói với Trương Chí. Tiền Quế Hoa phạm pháp, cung cấp ô dù cho thế lực đen. Có đủ nghiêm trọng để hạ hắn ta chưa? Dư Khánh Lâm nói nghiêm trọng như thế, Trần Bình Đức cũng hơi bất ngờ, rồi nghĩ, Dư Khánh Lâm muốn đụng tới thế lực ngoại vi của phái bản địa. Nhổ Tiền Quế Hoa lên có khi lôi theo cả một đống, nếu kéo cả Hồ Tôn Khánh vào được thì ông ta ngủ mơ cũng cười được rồi. Có điều Dư Khánh Lâm có ý đồ này, hắn càng không thể bước ra sân khấu, thầm mắng Trương khác lấy mình ra làm súng bắn kẻ khác, Dư Khánh Lâm lại kéo Trương Chí vào, mặt không để lộ ra chút nào. Nhìn xem Trương Chí quyết định ra sao, nói ra thì vẫn sẽ do Trương Chí chọc vào tổ ong này trước.
bị xe cảnh sát đưa tới chi cục công an, Vương Kiến Lâm nhìn còng tay bằng thép không gì, mặt mày nhăn nhó nói. Anh rể, anh giam bọn em thật à? Tiền Quê Hoa đánh mắt cho trợ thủ, để hắn tháo còng cho đám Vương Kiến Lâm, dặn. Tuần này cậu ngoan ngoãn ở trong Vân Mộng Các đừng thò đầu ra. Có đi Bắc Kinh một chuyến về đã gây chuyện này, cậu an phận một chút đi. Cậu thiếu gì nữ nhân, cần gì phải gây thị phi. Anh đúng là phải nhìn cô bé đó, tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, không biết mang theo khẩu của vùng nào, nên càng hấp dẫn, em còn tưởng là hàng ở vùng quê nào đó ra, đầy linh khí núi rừng. Vương Kiến Lâm vẫn không quên được Lý Hinh Dư, thậm chí cảm thấy gây ra rắc rối cũng đáng. Mẹ chứ, để thằng nhãi đó chén trước. Tiền Quế Hoa cau mày, mụ vợ trong nhà rất là hung, nên kiềm chế không thảo luận vấn đề này với em vợ, thường ngày cũng ít tới Vân Mộng Các, tránh em vợ không cẩn thận lộ ra, nên không tiếp lời hắn. Phía thành phố chỉ làm sao đây? Anh không cách chức hắn thật chứ? Vương Kiến Lâm không quên tai bay vạ gió người khác gánh lấy cho mình. Hắn à? Tiền Quế Hoa cau mày, hành vi ngoài nghe trong trống với Trần Bình Đức này rất dễ bị phát giác, hắn chưa ngu tới mức coi thường quyền uy của Trần Bình Đức trong hệ thống Côn An. Tạm thời ủy khuất phú chỉ một thời gian, hiện cả TW và tỉnh đang nhấn mạnh tăng cường địa vị của cơ quan công an, đợi anh lên làm thường ủy khu, vấn đề của hắn dễ giải quyết thôi, tạm để hắn làm chức gì ở Trường Lâm đi. Vương Kiến Lâm thầm nghĩ tạm thời chỉ có thể như thế, lại hỏi. Thằng nhãi kia lai lịch ra sao, có cần điều tra không? Đừng đụng vào người ta, một số người không thể trêu chọc được đâu. Tiền Quế Hoa áp giọng xuống. Lúc này mới ý thức được không làm rõ thân phận của thanh niên kia có quá sơ suất không. Buổi sáng hắn đang nằm trên giường nhân tình thì nhận được điện thoại của Trần Bình Đức, biết em vợ gây ra phiền toái, cuống lên chỉ nghĩ cách ứng phó, nên để xảy ra sơ suất. Có điều hiện xem ra chuyện qua rồi, giờ lại đi chọc vào người không thể chọc vào thì là quá thiếu lý trí. Thái độ Dư Khánh Lâm kiên quyết như thế, Trương Chí chẳng kiên trì ý mình nữa. Trương Chí cũng không phải là người bốc đồng. Hắn có thể kiếm cớ đình chức Tiền Quế Hoa, thậm chí nghiêm trọng hơn là khai từ công chức, nhưng chỉ dừng ở đó được thôi, không thể điều tra sâu thêm được. Tiền Quế Hoa làm ô dù bảo hộ cho thế lực đen, sau lưng chắc chắn còn có ô dù nữa, còn ô dù đó có phải chỉ là một mình khu trưởng Cốc Nhạc hay không thì chưa biết, cho dù có là một mình Cốc Nhạc thì hắn dẫy chết tự bảo vệ mình cũng đủ cho Trương Chí khốn đốn. Dư Khánh Lâm cũng sợ chọc ra chuyện quá lớn, ước hẹn do Trương Chí dùng tốc độ nhanh nhất đá Tiền Quế Hoa sang một bên. Trần Bình Đức thì tổ chức lực lượng điều tra vấn đề kinh doanh phi pháp của Trường Lâm và Vân Mông Các. Trần Bình Đức thấy an bài như thế cũng thỏa đáng, sức ảnh hưởng và phá hoại đều có thể nằm trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ cần hành động ăn ý, thần tốc, sẽ không kinh động tới chỗ dựa của Tiền Quế Hoa. Vương Kiến Lâm vẫn chưa biết vận mệnh của mình đã bị người khác vờn trong lòng bàn tay, sau khi rời chi cục, cũng biết phải thu mình lại trốn vài ngày, trở về Vân Mông Các. Thông báo cho mấy đối tác và thủ hạ mấy ngày tới đừng tìm hắn, cứ coi như hắn bị giam thật rồi. Tiếp đó chọn hai cô gái xinh xắn vú to kéo vào phòng đế vương của Vân Mộng Các thác loạn, cơm trưa cũng sai người mang vào phòng bao. Buổi chiều ngủ trong phòng bao một giấc, tinh lực vẫn dư thừa, thấy trong phòng bao có cái mùi như mùi thuốc sát trùng, liền đi dép lê tới nhà tắm xông hơi mát xa. Vân Mộng Các chủ yếu là kinh doanh KTV, có điều mấy năm qua kinh doanh tắm rửa dần thịnh vượng. Vương Kiến Lâm liền mua mấy mẫu đất xưởng phúc lợi bên cạnh, đầu tư xây nhà tắm, còn bỏ công mời nhà thiết kế trang trí kiểu Nhật, ở khu Nam chỉ một mình nơi này có, khá là nổi tiếng. Bên ngoài trời băng đất tuyết, 2-3 giờ chiếu người tới nhà tắm kiếm tìm thú vui đông dần, Vương Kiến Lâm tới một góc yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại mấy ngày vừa rồi đi Bắc Kinh thu hoạch khá nhiều, được chứng kiến phong quang của người cùng nghề, đặc biệt là người đó làm hắn mở rộng tầm mắt. Nhớ lại mình trước kia dựa vào anh rể che chở kinh doanh đúng là sai lầm, nếu có thể gây dựng Vân Mộng Các thành câu lạc bộ số 1 của kiến nghiệp, tập trung đủ mọi thể loại ăn chơi, đừng nói đàm đầu não trong khu, còn phải kéo các đại gia cơ quan đảng chính phủ tỉnh tới, đến chơi đã đời, trở về yên tâm, để Trần Bình Đức thành khách quen ở đây, thì làm gì có chuyện giúp thằng nhãi kia giáo huấn mình. Vương Kiến Lâm vừa ngâm mình vừa mơ tưởng tương lai của Vân Mộng Các nghĩ càng hưng phấn, tính phải mau chóng viết lại những ý tưởng này tránh quên mất. Đứng dậy đi ra ngoài, không để ý người bên cạnh, dẫm chân lên người đó. Con mẹ mày, mù mắt à? Vương Kiến Lâm quay đầu lại, tát cho thanh niên bị hắn dẫm trúng một phát. Thằng điếm con, mày chửi lại câu nữa xem. Vương Kiến Lâm hầm nghĩ hôm nay thật xúi quẩy, bọn nhãi nhép cũng dám gây chuyện với mình, không nhìn xem nơi này là của ai.
hung dữ chừng mắt nhìn thanh niên kia, tưởng có thể dọa kẻ đó sợ, không ngờ thanh niên chừng 20 tuổi kia chỉ ôm má ngớ ra một lúc rồi thình lình vươn tay tóm tóc hắn, không cho hắn kịp phản kháng, thanh niên khác đi cùng đã đấm cho một phát vào mặt hắn, ngã lăn xuống hồ nước. Vương Kiến Lâm bị người ta ấn đầu vào trong nước đấm đá túi bụi một lúc mới thả ra, hắn bị nước vào mũi, thiếu chút nữa chết sặc, mắt hoa lên, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai người kia vào phòng thay y phục, muốn rời khỏi đây. Ngay địa bàn của mình lại bị người ngoài đánh, Vương Kiến Lâm phẫn nộ tới cực điểm, giống lên. Mẹ nó, người đâu? Hắn không nói với ai chui vào một góc tắm rửa nên nhân viên nhà tắm không để ý, thấy bên này đánh nhau cũng chỉ đi thông báo cho bảo vệ, đợi khi hắn giống lên mới biết ông chủ bị đánh. Chương 991, cô vợ nhỏ đáo để. Hai nhân viên vội vàng nhảy vào hồ tắm đỡ Vương Kiến Lâm dậy, bị hắn đấm đã ngã lăn ra, chỉ vào phòng thay y phục, rít lên với mấy tên bảo vệ. Trong đó, hai bọn chúng chạy vào đó, để đứa nào thoát được, tạo lột ra bọn mày. Cảm giác có cái gì nóng nóng từ mũi chảy ra, cúi đầu xuống thấy hồ tắm đã đỏ một mảng. Nhân viên công tác vừa bị Vương Kiến Lâm đánh ngã đang bò dậy thì bồi thêm cái tát nữa. Đờ mờ, bố mày bị thương rồi, mau lấy bông cầm máu lại đây. Rồi nằm xuống ngửa đầu dựa vào thành hồ tắm, tránh khỏi chảy máu quá nhiều, mất máu thế này phải ăn bao nhiêu bữa mới bù lại nổi. Hai thằng xúc sinh đó ra tay dữ thật, tới giờ hông vẫn nhâm nhầm đau, mẹ nó nghỉ một lúc, lát nữa xử lý bọn xê húng. Vương Kiến Lâm đợi tới khi cảm thấy máu mũi không chảy nữa mới rút bông ra, bò lên bờ, thong thả lau sạch người, mặc áo tắm hỏi thuộc hạ. Hai thằng con rùa kia đâu, bọn mày chăm sóc chúng tử tế chứ? Kéo chúng lên tầng 3. Đúng lúc này có một tên hớt ha hớt hải chạy tới, đưa di động cho hắn. Điện thoại của cục trưởng tiền, muốn giám đốc nghe ngay. Vương Kiến Lâm bịt ông nghe, đạp tên kia chửi. Ai bảo bọn mày cho hai thằng con rùa đó có cơ hội gọi điện thoại. Tên kia ôm bụng nhịn đau nói. Giám đốc nhận điện thoại đi, nếu lỡ chuyện, cục trưởng tiền nói sẽ rút gân tôi, nghe giọng ông ấy không phải nói đùa đâu. Vương Kiến Lâm biết nếu nhận cú điện thoại này thì vừa rồi ăn đòn oan uổng. Có điều sáng nay xảy ra chuyện như vậy, hắn không dám trái ý anh rể, cùng lắm chút giận lên thuộc hạ, chửi mắng vài câu rồi nhận điện thoại. Cái gì, là cháu phó bí thư Hồ? Vương Kiến Lâm hận sao lúc nãy mình không bị câm luôn đi cho rồi, thế là ăn một trận đòn lại còn phải tươi cười với người ta, mặt âm trầm cúp điện thoại. Nhưng chớp mắt lại nghĩ, mình không phải đang muốn thông qua Vân Mộng Các kết giao quyền quý sao, nếu móc nối được quan hệ với phó bí thư Hồ, ngán gì một tên Trần Bình Đức nho nhỏ. Nhưng làm sao mới hòa hoãn được quan hệ này, rồi làm sao trở nên thân thiết được, Vương Kiến Lâm nhìn hồ tắm, vũng máu đã bị nhạt đi rồi, vừa rồi bị người ta đấm đá, giờ lại còn phải xin lỗi, nhưng biết làm sao được. Qua trưa tuyết nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn lác đác rơi, khắp nơi bao phủ một màu tuyết trắng, đã tới thời điểm lạnh nhất trong năm của kiến nghiệp rồi, vẫn nhìn thấy có những đôi nam nữ đi lên núi hợp hoan hẹn hò. Nhìn thấy người tuyết của Đường Thanh vẫn còn chưa đắp xong đầu người tuyết. Trương Khắc nâng cổ tay lên ý bảo cô tới giờ rồi, cần thu dọn chuẩn bị tới nhà La Quân ăn tối, Trương Khắc không thể đợi tới khi trời tối hẳn mới đến được. Đường Thanh phủi tay, nói với đám Trần Phi Dung. Thật mất hứng, không thể ăn tối cùng các bạn được. Đường Thanh không thích những bữa cơm xã giao này, nhưng ai bảo cô là Trương phu nhân tương lai chứ? Chúng ta cùng nhau ăn khuya được mà. Trương Khắc đưa hai tay ôm má Đường Thanh nựng, khuôn mặt cô còn trắng hơn cả tuyết, đáng yêu vô cùng. Dục cô mau đi chuẩn bị. Trương Khắc đi vào nhà lấy di động, gọi điện cho lái xe đưa xe tới, bọn họ sẽ tự lái tới nhà La Quân. Chưa kịp gọi thì điện thoại của Phó Tuấn đã gọi tới trước, không ngoài dự liệu của Trương Khắc, Tiền Quế Hoa không nhốt giam thằng em vợ của mình lại. Nói tới Vân Mộng Các, Trương Khắc còn nhớ thời học Bân để lại một đoạn tình ở đó, Vương Hải Thúc vì lấy lòng bọn họ mới tới Vân Mộng Các chơi, ở đó thời học Bân quen một em học sinh, làm ra vẻ ngây thơ. Tiếc là thời học Bân đem hết một bầu nhiệt tình vào, em học sinh, đó thì lại bị Vương Hải Thúc đem cô ta giới thiệu cho Hồ Kim Tinh là Hồ Tôn Khánh rồi, vì thế thời học Bân còn đánh nhau với Hồ Kim Tinh. Chắc chắn là nhìn thấy cháu của Hồ Tôn Khánh. Trương Khắc hỏi lại, khẽ cắn môi, nói không chừng được Vương Hải Thúc dẫn lối, Hồ Kim Tinh bắt đầu say mê trốn chơi bời rồi, Hồ Tôn Khánh không có con, kỳ vọng vào Hồ Kim Tinh rất nhiều, quá nửa là không muốn nhìn thấy hắn tuổi còn trẻ đã mê luyến trốn hoa liễu. Chỉ có mỗi việc này mày cố lôi kéo Tiền Quế Hoa và Hồ Tôn Khánh vào với nhau thì quá miễn cưỡng, Trương Khắc chỉ bảo Phó Tuấn tìm hiểu tình hình, không đi quá giới hạn.
Có điều Trương Khác không ngờ hôm nay Vương Kiến Lâm tính khí nóng nảy, rất dễ xung đột với người khác, trùng hợp lại xung đột với Hồ Kim Tinh đúng hôm nay. Trên đường tới nhà La Quân, Trương Khác nhận được điện thoại của Trần Bình Đức, thông báo cho y biết nội dung cuộc thảo luận giữa ông ta và Dư Khánh Lâm, Trương Chí. Trương Khác không có gì bất mãn, làm tới bước này đã là không tệ rồi, loại nhân vật như Tiền Quế Hoa, thường là mắt xích trọng yếu nhất trong chuỗi lợi ích, nếu không có người nắm quyền mạnh mẽ như Từ Học Bình, nếu không có hoàn cảnh chính trị thích hợp, nếu không có đội ngũ kiên định, muốn triệt để thanh trừ những mạng lưới lợi ích thế này là điều vọng tưởng. Đối với mạng lưới lợi ích, chỉ cần không động chạm vào lợi ích căn bản, hy sinh mâu thuẫn cục bộ là có thể chấp nhận được, như thế làm chỉnh thể càng thêm ổn định. Loại chuyện này Trương Khác thấy quá nhiều rồi, giống như lúc mua giấy thần hy cũng xảy ra chuyện này. Trương Khác và Đường Thanh tới nhà La Quân thì Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh đã tới rồi, bọn họ đi ra đón Trương Khác, bên cạnh còn một nam một nữ nữa. Hôm qua trên máy bay cô là tiếp viên hay là hành khách? Trương Khác hỏi Dịch Hinh. Hôm qua tôi không làm, tất nhiên là khách rồi. Thế là tôi khỏi hối hận hôm qua không ngồi máy bay. Diêu Văn Thịnh cười đấm Trương Khác một cái, giới thiệu hai người kia, nữ là con gái La Quân tên La Kỳ, nam là bạn trai La Kỳ tên Triệu Lưu Vũ. Khi La Quân tới kiến nghiệp nhậm chức thì con cái đều ở lại Bắc Kinh, chỉ có vợ theo ông ta, con trai ông ta ra nước ngoài du học, con gái tốt nghiệp xong ở lại Bắc Kinh làm việc. Nhân nghỉ lễ La Kỳ đưa bạn trai về ra mắt cha mẹ, đương nhiên ra thế nhà trai được La Gia thừa nhận trước, với gia đình thế này nói tới yêu đương tự do là chuyện xa vời. La Kỳ mặt di truyền từ La Quân, xương gò má hơi thô, có điều trang điểm khéo léo, nên che giấu tốt, được coi là mỹ nữ. Nhưng không phù hợp với mỹ quan, thanh thủy xuất phủ dung, của Trương Khác. Nhưng nói ra thì trên đời có bao nhiêu cô gái xứng với tiêu chuẩn đó, Trương Khác quay sang nhìn Đường Thanh, giờ mới hiểu vì sao hôm nay cô lại kẻ chỉ mắt đậm như thế, trông giống như một mỹ nữ nhờ trang điểm, thì ra trước đó cô nàng gọi điện hỏi Dịch Hinh là vì chuyện này, tránh đả kích La Kỳ, cô vợ mình tâm tư càng ngày càng tinh tế rồi. Thủy xuất phủ dung, thiên nhiên khử điêu sức, thơ Lý Bạch miêu tả vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Không cần trang điểm tô vẽ. La Quân hôm nay tổ chức tiệc gia đình cũng là muốn giới thiệu con gái và con rể tương lai, sự nghiệp của con gái và con rể vừa mới khởi đầu, cần hỗ trợ nhưng càng cần bọn họ có tầm nhìn rộng lớn hơn. La Quân cũng dần hiểu ra, lập trường của Cố Gia ngả về phía Cẩm Hồ, đặc biệt là sau khi Đường Học Khiêm sau khi tới Giang Nam nhậm chức, nhanh chóng sử dụng một nhóm quan viên, những quan viên này là cơ sở do Trần Tân Dân tích lũy được khi nhậm chức ở Giang Nam. Một số tình hình như vậy đã rõ, chỉ không biết bọn họ câu kết với nhau từ bao giờ, ai đứng giữa làm trung gian, Diệp ra sao. Cách giờ cơm còn sớm, các cô gái giúp vợ La Quân và giúp việc chuẩn bị cơm tối, đám con trai thì bồi tiếp La Quân nói chuyện trong phòng khách. Triệu gia có mạng lưới quan hệ sâu rộng ở bộ luyện kim, sau khi bộ luyện kim triệt tiêu rồi Triệu Lưu Vũ mới tốt nghiệp ra ngoài làm việc trong hiệp hội chung chỉ có tính chất nửa quan trường. Chương 992, có qua có lại. Nói tới hiệp hội trung giã, Trương Khác tất nhiên không lạ gì, khoáng sản Hoa Hy được vì chỉnh hợp tài nguyên khoáng sản trong nước có 12% cổ phần của Cẩm Hồ, 88% cổ phần công nghiệp đất hiếm. Tuy hiệp hội công nghiệp đất hiếm quy tụ rất nhiều xí nghiệp đơn vị TW địa phương, nhưng danh nghĩa vẫn dưới cờ hiệp hội trung giã, giã luyện Trung Quốc, luyện kim Trung Quốc. Triệu gia có thể giúp Triệu Lưu Vũ phát triển rất tốt trong hệ thống luyện kim, nhưng với con rể tương lai, La Quân giúp được sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Có con đường phát triển tốt hơn tại sao không theo. Mặc dù Cẩm Hồ chỉ nắm 12% của Hoa Hy, nhưng không chỉ dựa vào con số này đánh giá sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ, vì Hoa Hy do một tay Cẩm Hồ lập nên, mấy trăm triệu tiền khởi động ban đầu cũng do Cẩm Hồ bỏ ra. La Quân rất xem trọng khoáng nghiệp Hoa Hy hay nói rõ hơn là sản nghiệp đất hiếm. Đương nhiên La Quân cũng không nói rõ ý đồ ra, như vậy mùi vị giao dịch quá rõ, thậm chí ông ta cũng chẳng có ám thị rõ ràng gì. Xét con rể tương lai nhận thức hạn hẹp, nói tới chủ đề khác, chưa chắn hắn xen vào được, La Quân ngồi vắt chân thoải mái trên ghế sofa, nói với Triệu Lưu Vũ. Kỳ Nhi đưa bài viết của cháu cho ta xem rồi, xem ra cháu có cái nhìn riêng về sản nghiệp sắt thép trong nước đấy. Thời gian qua hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam điều chỉnh quy hoạch sản nghiệp sắt thép, cháu có ý kiến gì không? Triệu Lưu Vũ tuổi tầm 26, 27, vóc người tầm trung, tướng mạo nhìn hơi yếu đuổi. Ánh mắt lại rất sáng, trông rất có tinh thần, nhìn cách ăn mặc là biết xuân thân từ nhà có gia cảnh khiến người ta hâm mộ, được giáo dục tốt, đang trong thời kỳ hừng hực ý chí, dã tâm bừng bừng. Thời gian trước đó,
mọi người thảo luận xôn xao về khoáng nghiệp Hoa Hy, hiện tỏ ra hứng thú với sắt thép Tân Đình. Triệu Lưu Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt thể hiện bản thân. Đầu năm 97 sản lượng sắt thép cả nước mới hơn 100 triệu tấn, 2 năm qua mỗi năm sản lượng mới tăng lên chừng 10 triệu tấn, con số thống kê cụ thể năm 98 còn chưa có, nhưng có thể dự đoán được phần nào, xí nghiệp sản lượng hơn triệu tấn chừng 25 cái, trong đó có 3 cái có sản lượng đạt chục triệu tấn, Đông Hải và Giang Nam quyết tâm xây dựng cơ sở sản xuất sắt thép chục triệu tấn, được chú ý là tất nhiên. Tiểu Triệu, cháu có ý kiến gì về hạng mục này? La Quân hỏi lại lần nữa. Hai tỉnh Giang Nam và Đông Hải điều chỉnh bố cục sản nghiệp giới hạn trong phạm vi lưu vực Tiểu Giang, tính tiến bộ của nó đáng khẳng định. Có điều quy mô hạng mục này của Tân Đình lớn gấp 3 liên hợp sắt thép Đông Hải. Một số người lo dung lượng thị trường có tiếp nhận nổi không? Cơn bão tài chính kiềm chế kinh tế trong nước rõ ràng, năm sau sản nghiệp công nghiệp nặng trong nước liệu có dư thừa không? Trong bộ có chia rẽ lớn, nếu hoãn 2 năm sẽ thống nhất hơn. Triệu Lưu Vũ không nói thẳng, mà vòng vo từ ý kiến xung quanh, giọng điệu khá quan liêu. Trương Khác chỉ giữ nụ cười ôn hòa, không đưa ra đánh giá. Từ khi lập nước tới nay, sản nghiệp sắt thép được TW coi trọng đặc biệt, thậm chí còn có thời kỳ đặc thù nhân dân toàn quốc tham gia luyện sắt. Mấy xí nghiệp sắt thép lớn nhất trong nước đều là xí nghiệp TW cấp phó bộ, sản lượng đều kém một chút nữa mới vượt qua được ngưỡng chục triệu tấn. Mấy xí nghiệp siêu lớn đó phải nỗ lực hết mình vượt qua ngưỡng này. Trong khi cơ sở sắt thép Tân Đình xây lên, sẽ thành xí nghiệp có sản lượng 14 triệu tấn, tất nhiên các xí nghiệp TW kia không muốn vòng nguyệt quế ngành nghề bị một xí nghiệp dân doanh cướp mất. Trong số kẻ tích cực ngáng đường nhất có sắt thép Văn Chu Chiết Đông. Tân Đình cách Văn Chu 300 km, một khi cơ sở sắt thép Tân Đình xây lên, ngoài bù đắp cho thiếu hụt của lưu vực Tiểu Giang, đồng thời thu hẹp thị trường của sắt thép Văn Chu. Ngoài ra hiện cảng lớn nhất của Văn Chu chỉ có tàu có trọng tải 8 vạn tấn neo đậu. Nơi neo đậu nước sâu luôn là tài nguyên khan hiếm nhất của hải cảng, cũng là tài nguyên đầu tư lớn nhất, cho dù xây thêm bến tàu mới trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tăng lên 10 vạn tấn. Còn quy hoạch cảng Đông Sơn là cho tàu có trọng tải 30 tấn, như thế sau khi xây lên sẽ có ưu thế chi phí vận chuyển rõ ràng so với phía Văn Chu. Sắt thép Văn Chu vui vẻ nhìn thấy cơ sở sắt thép Tân Đình thuận lợi xây lên mới là lạ, tất cả mọi lý lẽ chỉ là nói nhảm hết. La Quân nhìn thấy Trương Khác mỉm cười. Biết Triệu Lưu Vũ vừa công tác chưa lâu, nhận thức còn chưa đủ lọt vào mắt Trương Khác, y tỏ ra có hứng thú là nể mặt lắm rồi. Ủy ban kế hoạch lo lắng dư thừa rồi, năm nay nhu cầu sắt thép thiếu hụt của hai tỉnh Đông Hải và Giang Nam lên tới 5 triệu tấn. La Quân gật gù nói. Hơn nữa Đông Sơn xây cảng lớn cần có hạng mục lớn mới phát triển được, ý kiến của Ủy ban kế hoạch trong chuyện này cũng không quan trọng. Có điều sắt thép Đông Hải tuy nói là của tỉnh, nhưng vẫn đặt ở địa bàn kiến nghiệp. Giờ chuyển sang Tân Đình, nói thật tôi cũng thèm. Trương Khác và Diêu Văn Thịnh cười lớn, hạng mục thế này ai chả thèm. La Quân có thể chấp nhận an bài này, ông ta khắc chế lòng riêng, để sản nghiệp có quy hoạch hợp lý, càng có lợi hơn cho phát triển thành phố trong tương lai, với ông ta một chính trị gia cần phải có lòng dạ và khí độ như thế mới được. Có điều lúc này ông ta nói ra là để cho Trương Khác biết, một hạng mục lớn như thế chạy tới Tân Đình, lại còn gây ảnh hưởng tới lợi ích của kiến nghiệp. Ông ta không những không ngăn cản còn tích cực ủng hộ, Trương Khác phải có qua có lại. Trương Khác hiểu ý La Quân, nhiệt tình hỏi thăm công tác của Triệu Lưu Vũ. Nói thực sau khi bộ luyện kim bị bỏ, quyền lực Hiệp hội luyện kim Trung Quốc cũng giảm mờ ảnh, chỉ còn quyền chỉ đạo trên danh nghĩa với một số xí nghiệp lớn, có mỗi xí nghiệp nhỏ là nể mặt. Nói tới mấy xí nghiệp sắt thép cỡ lớn kia, địa chủ tịch, tổng giám đốc còn cao hơn cả hội trưởng Hiệp hội Trung Giã. Nếu Trung Giã muốn chỉ đạo nghiệp vụ mấy xí nghiệp TW kia chỉ chuốc nhục vào thân. Triệu Lưu Vũ muốn phát triển ở chính giới, hoặc tới ban ngành trực thuộc TW tương quan hệ thống luyện kim, hoặc tới xí nghiệp TW vốn thuộc hệ thống luyện kim. Tất nhiên La Quân không nói thẳng, Trương Khác cũng không kiến nghị Triệu Lưu Vũ tới khoáng nghiệp Hoa Hy, hơn nữa cấp bậc của Hoa Hy rất phức tạp, trừ cổ phần của Cẩm Hồ, lợi ích địa phương chiếm quá nửa, ảnh hưởng trực tiếp của TW khá yếu. Nói không chừng người ta chẳng thèm nhìn chúng Hoa Hy. Nếu Triệu Lưu Vũ thực sự muốn tới Hoa Hy phát triển, Trương Khác sẽ không keo kiệt cung cấp trợ giúp, dù sao tốt cho phát triển quan hệ tư nhân với La Quân và Triệu Lưu Vũ, cũng có lợi cho việc tăng cường ảnh hưởng của Cẩm Hồ với Hoa Hy. Hai bên cẩn thận thăm dò nhau trong phòng khách, đến tối mới vào phòng ăn dùng cơm, tiếp tục chủ đề vừa rồi, kết thúc bữa cơm đã là 9 giờ, Trương Khác, Đường Thanh, Diêu Văn Thịnh, Dịch Hinh rời đi, vì bày tỏ thiện chí.
còn mới triệu Lưu Vũ và La Kỳ Mai tới chung cư làm khách, nếu có thể lập được quan hệ tư nhân với bọn họ, quan hệ với La Quân sẽ càng thêm ổn định. Chương 993, đêm đầu năm. Vương Kiến Lâm xoa cằm, về văn phòng, mở ngăn kéo ra, lấy băng video cho vào đầu, hơi rượu bốc lên, ợ một cái lớn, cảm thấy buồn nôn, cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi lên, màn hình chớp chớp mấy cái rồi hiện hình, bên trong là phòng bao xa hoa hết cỡ. Vương Kiến Lâm ngồi xuống ghế, phát chân lên bàn làm việc, hào hứng nhìn cuộc chiến xác thị trên màn hình, ban đầu hắn còn tưởng hai tên tiểu xúc sinh này tách nhau ra chơi, hiển nhiên là coi thường tố chất sinh viên đại học thời nay rồi. Trên màn hình có hai kẻ đưa mắt với nhau, nhếch miệng cười ta ác, rồi chia nhau ra ôm cô gái ngồi trên ghế sofa, Hồ Kim Tinh là tên nóng vội nhất, cho tay vào trong quần cô gái mân mê giữa hai chân, không ngờ còn cùng ở gái gọi kia chơi trò 69 hôn chỗ kín của nhau, tên bạn hắn thì chơi lỗ đít của ả gái gọi. Nhìn thấy cảnh này Vương Kiến Lâm thấy mình còn thuần khiết lắm, ít nhất là tư thế này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ chơi trò hai nam một nữ thế này, kích thích trên màn hình làm mạch máu hắn căng phồng, không kém gì thời đi học xem trộm chuyện Võ Tắc Thiên. Két! Nghe thấy tiếng cửa mở, Vương Kiến Lâm giật nảy mình, theo bản năng cầm điều khiển tắt TV đi, đứng dậy thấy anh rể đi vào, liền nuốt câu chửi vào bụng, hỏi, anh rể, sao anh quay lại? Chị cậu vừa gọi điện cho anh. Nói cô ấy bị kéo đi đánh mạt trược thâu đêm, nên anh không vội về nữa. Tiền Quế Hoa nhíu mày nhìn đúng quân Vương Kiến Lâm, nhìn cái bộ dạng cậu kìa, có cần trốn vào văn phòng xem thứ phim này không? Lúc hắn ta vào nhìn thấy đống da thịt kín màn hình, lại nhìn Vương Kiến Lâm thế này, nên không nghĩ sang chuyện khác, ai ngờ được cháu trai Hồ Tôn Khánh cùng bạn chơi gái bị quay lén. Vương Kiến Lâm ngồi về ghế, che đi chỗ xấu, cẩn thận quan sát sắc mặt anh rể, hắn không muốn chuyện gì cũng bị người ta khống chế. Thấy anh rể thần sắc bình thường, nghĩ mình kịp thời tắt TV, anh rể chưa kịp nhận ra, diễn viên, trong phim kia là ai. Cười hỏi, có cần em an bài cho hai cô bé không? Gọi cô bé Tiểu Ngọc lần trước ấy, Tiền Quế Hoa nói chuyện này với em vợ, mặt có chút ngượng ngùng, cậu gọi điện cho chị cậu, nói là cậu giữ anh lại chơi mạt trược nhé. Đi tới cửa quay lại dặn, à lúc nãy ăn cơm, thằng cháu của Hồ Tôn Khánh có vẻ lưu luyến một cô bé trong trường hắn lắm, cậu lưu ý hộ hắn chút. Nếu có biện pháp gì làm xong chuyện này, sẽ có lợi cho chúng ta. Chỉ cần bỏ đủ vốn làm gì có con bé nào không giảm chân ra. Vương Kiến Lâm làm loại chuyện này quen rồi, tự tin đảm bảo. Tuyệt ngừng rơi trước khi đêm xuống, mặt đường phủ một tầng tuyết dày. Trương Khắc mời Diệu Văn Thịnh và Dịch Hinh tới ngõ học phủ chơi, với bọn họ mà nói trời còn sớm lắm, hai chiếc xe một trước một sau đi vào ngõ. Đi vào 1978. Thấy lệnh Tiểu Yến đứng sau quầy ba lau ly, Trương Khắc chống tay lên quầy ba hỏi, sao lại nổi hứng tới trải nghiệm cuộc sống cũ vậy? Bọn họ ăn lẩu còn chưa giải tán. Lệnh Tiểu Yến quay đầu chỉ đồng hồ, chưa tới 9 giờ, hôm nay thật đau đầu, cả hai ca đều xin nghỉ có chuyện đột xuất. Tiểu Quân đưa mẹ anh ấy về quê, tôi rảnh rỗi nên tới đây tìm lại chút hồi ức cũ. Gật đầu chào Diêu Văn Thịnh, hắn ta là cấp trên của Chu Tiểu Quân, mọi người uống gì? Hôm nay tôi mời. Trương Khắc gọi rượu, thấy bàn bóng không có ai, bảo lệnh Tiểu Yến lấy vợt, bọn họ tự mang rượu vào, chợt nhớ ra nói với lệnh Tiểu Yến, à phải, chị bảo Tiểu Quân chiều mai nhà tôi mời khách, anh chị rảnh thì tới cùng nhé. Được, lệnh Tiểu Yến nhận lời thoải mái, có gì cần chuẩn bị không, tôi bảo Tiểu Quân làm chạy vặt. Lệnh Tiểu Yến đã nghe Tôn Tĩnh Mông nói Trương Khắc và Đường Thanh mời con gái bí thư thành ủy tới nhà ăn cơm, chắc chắn Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh cũng tới làm khách. Cho dù kế hoạch Chu Tiểu Quân là ở quê thêm một ngày thì cũng bảo hắn kiếm cớ về thành phố trước. Lúc này Phó Tuấn đi vào, nói với Trương Khắc tới tận 8 giờ Hồ Kim Tinh mới rời Vân Mộng Các, khi đi còn do Vương Kiến Lâm và Tiền Quế Hoa tiễn lên xe. Điều này khác với phán đoán trước đó của Trương Khắc, cho dù Hồ Tôn Khánh đồng ý cho Hồ Kim Tinh tiếp xúc với người trong xã hội, thì hạng như Vương Kiến Lâm tựa hồ còn chưa đủ cấp bậc. Ngoài ra nếu như Tiền Quế Hoa mà có liên quan trực tiếp tới Hồ Tôn Khánh, không thể để đám Dư Khánh Lâm, Trần Bình Đức dồn vào góc chết rồi mà vẫn không hề hay biết, có lẽ chỉ là Hồ Kim Tinh lấy danh nghĩa của Hồ Tôn Khánh làm sằng làm bậy bên ngoài. Trương Khắc không muốn bên mình xen vào quá sâu, nếu không khi đó chỉ cần có người vào nhà tắm là biết tất cả xảy ra vô cùng ngẫu nhiên. Có khả năng liên quan tới Hồ Tôn Khánh, Trương Khắc bảo Phó Tuấn dặn người dưới chú ý che giấu thân phận, còn chưa tới mức trở mặt xông vào đánh nhau. Lúc này có hai người đi vào 1978. Đều là người quen cả, một là Thiệu Bân vốn là thành viên của câu lạc bộ côn trùng,
một là Trần Dũng chủ tịch hội sinh viên, cả hai tên này thường xuyên đi cùng Hồ Kim Tinh. Hai tên nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn đứng ở cửa phòng đánh bóng nói chuyện, đặc biệt là Trương Khác thấy bọn chúng thì nhướng mày lên, đứng ngây ra mấy giây rồi quay đầu đi. Bọn chúng mặc dù không biết rõ thân phận của Trương Khác, nhưng biết tính cách hung hãn của Trương Khác cùng mấy chuyện nổi danh ở Đới Ết Đông Hải, khiến bọn chúng không muốn dây dưa gì với y. Là tên đó buổi chiều đi cùng Hồ Kim Tinh, Phó Tuấn chỉ Trần Dũng nói. Trần Dũng là con trai Phó Sở trưởng Sở Giáo dục Trần Nhi Quý, tuy nói Đợi Ết Đông Hải có cấp bậc còn cao hơn Sở Giáo dục tỉnh nửa cấp, nhưng vẫn phải nể mặt địa phương. Đám hoàn khố trong Đại học Đông Hải không ít, nhưng không kẻ nào dám làn càn trong trường, như Hồ Kinh Tinh và Trần Dũng cũng chỉ có thể ra ngoài dương oai, như Trương Khác cũng thiếu chút nữa bị Ngụy Đông Cương đuổi học, nghĩ tới Ngụy Đông Cường, trong lòng còn hơi ngán. Trương Khác không ngờ Trần Dũng và Hồ Kim Tinh lại tách nhau sớm thế, nếu không có tiền Quế Hoa thịnh tình khoản đãi, bọn chúng không thể kết thúc cuộc vui sớm thế này, ném chìa khóa cho Phó Tuấn, bảo hắn lái xe về, y ở lại 1978 chơi. Đường Thanh và Dịch Hinh bê đồ uống vào, Trương Khác cầm vợt bảo Diêu Văn Thịnh, nhân lúc Tĩnh Mông chưa tới bắt nạt anh vài ván nào. Vừa vặn thấy Lâm Băng đi tới đỡ đồ uống giúp Đường Thanh, Trương Khác lấy làm lạ. Sao đêm năm mới Lâm Băng lại có thể để lệnh Tiểu Yến kéo tới giúp, thấy cô mặt thoa phấn nhưng không che nổi nét tiểu tụy, không tiện hỏi thẳng, đưa mắt nhìn lệnh Tiểu Yến, lệnh Tiểu Yến đánh mắt, ý nói có điều bí ẩn. Trương Khác chỉ bắt nạt được Diêu Văn Thạnh hai ván thì đám người đi ăn lẩu kéo về, Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy Trương Khác ở trong thì vui vẻ reo lên, yên tâm rồi, có thổ tài chủ ở đây, không cần tôi mời khách nữa. Thấy Tôn Tĩnh Mông đi vào, Trương Khác ngoan ngoãn bỏ vợt xuống. Tránh Tôn Tĩnh Mông kiếm cơ hội bắt nạt mình, đi tới bảo mọi người, đóng cửa chính lại, mở cửa nhỏ là được, trừ người quen ra thì không tiếp, tất cả do tôi mời. Đóng cửa lại, mọi người không tới quầy ba, náo nhiệt vây quanh bàn bóng, Thời Học Bân đi đầu tới sàn nhảy nhỏ cầm micro hát. Trương Khác bảo đám Đỗ Phi và Mông Nhạc sắp lịch trống chiều mai, còn dặn Diêu Văn Thịnh mời cả Lục Kiện mai tới ăn cơm. Lục Kiện, Triệu Lưu Vũ, là kỳ giống Diệp Kiến Bân và Diêu Văn Thịnh. Trưởng bối đều đang tuổi tráng niên, lại đang thăng tiến mạnh mẽ trên sĩ đồ, bọn họ đều là thái tử đảng đời hai. Những người này có đặc điểm rõ ràng, bất kể là do gia tộc an bài hay nhu cầu bản thân, đều có nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp, không vì dục vọng riêng mà lạm dụng đặc quyền. Trương Khác tuy muốn lập quan hệ tư nhân với bọn họ, nhưng sức lực cá nhân có hạn, để Đỗ Phi và Mông Nhạc này chính thức gia nhập vòng tròn này cũng tốt, vừa lập nên cơ sở vững chắc cho tương lai của họ, lại san sẻ áp lực cho mình. Chu Tiểu Quân đôi khi hơi thực dụng một chút, nhưng tổng thể mà nói cũng đáng tín nhiệm. Chương 994, nhiều tin bất ngờ. Chu Tiểu Quân nhận được điện thoại của lệnh Tiểu Yến, ngay trong đêm lái xe từ ngoại ô về thành phố, Lục Kiện cũng nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh đưa bạn gái tới. Lục Kiện nhận lời mời của Ngô Khải Lập, bỏ việc ở Ủy ban Kế hoạch, ra biển tham gia vào Địa ốc Gia Lý, vào hạ tuần tháng 10 đại biểu cho Gia Lý tới kiến nghiệp lập công ty Địa ốc. Nắm 20% cổ phần ở công ty này, tránh để lại hậu họa pháp luật sau này, vốn đầu tư công ty mới cực ít, chỉ có 1 triệu, số tiền này chỉ đủ xảy ba nhà dân ở kiến nghiệp, thực tế dùng hình thức vay vốn lấy tiền khởi động công trình từ Gia Lý. Và lại Lục Kiện lãnh đạo công ty mới chỉ là bước thăm dò của Gia Lý ở kiến nghiệp, đợi đứng vững chân rồi, Ngô Khải Lập sẽ đổ vốn lớn vào đây, ít nhất ở ngành địa ốc, có thể trở thành lực cản chủ yếu của Thế Kỷ Cầm Hồ. Lục Kiện tới kiến nghiệp một mình. Không gặp vài ngày, bên cạnh đã có thêm một cô gái tươi non rồi, nếu dẫn tới đây, chắc là bạn gái chính thức. Dịch Hinh không buông tha cho hắn, kéo tay hỏi, sao lại bắt đầu gây họa cho con gái kiến nghiệp rồi, anh chắc là cô bé này qua tuổi vị thành niên rồi chứ. Tôi cải tà quy chính rồi bà cô ạ, không giống như nam nhân của cô đâu, tôi phải ký hiệp ước cầu hòa mới được ông già cho rời Bắc Kinh đấy. Lục Kiện nói câu này còn chột dạ quay đầu nhìn bạn gái, thấy cô gái được mọi người chào đón. Lại bắt đầu quay sang dở giọng chất nhả, ít nhất tôi có một điểm hơn nam nhân của cô, bọn tôi tự do yêu đương, còn hai người là hôn nhân phong kiến. Tôi cũng lạ, cô và nam nhân của cô từ nhỏ lớn lên với nhau trong một khoảnh sân, nghe đâu lúc nhỏ hai người ngủ chung giường, cô còn xì nước mũi lên chú nhỏ của nam nhân của cô, giờ hai người ngủ với nhau có thấy cảm giác tội lỗi không? Dịch Hinh bị Lục Kiện nói cho mặt đỏ dừ, đấm đá hắn mấy cái, đến khi Lục Kiện la oai oái chịu thua mới hả giận bỏ đi. Lục Kiện kéo bạn gái mới quen giới thiệu cho đám Trương Khác, Lý Hân là sinh viên năm thứ tư Học viện Pháp luật thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiến nghiệp. Dịch Hinh không tin tên công tử phong lưu như Lục Kiện trong thời gian ngắn như thế có thể cải tà quy chính,
nghiêm túc với cô bạn gái này, bắt hắn khai báo lịch sử yêu đương hai người bọn họ. Mọi người đều không ngờ Lý Hân đã câu kết với Lục Kiện trước khi hắn tới Kiến Nghiệp, hơn nữa còn yêu nhau trên mạng một thời gian, chỉ có điều Lục Kiện nhiều tuổi hơn Lý Hân hơi nhiều, Lý Hân lại không muốn rời Kiến Nghiệp. Nói ra thì Lý Hân không yên tâm kiểu yêu đương mới mẻ này, chỉ du lịch tới Bắc Kinh gặp Lục Kiện một lần, nhưng không kỳ vọng lắm vào mối tình này, nhưng sau khi Lục Kiện tới Kiến Nghiệp, hai người mau chóng quấn lấy nhau. À, thì ra vì thế mà anh tới Kiến Nghiệp, Dịch Hinh vỡ lẽ. Phải rồi, thoát được Dịch Hinh, Lục Kiện nhớ ra một chuyện, nói với Trương Khác, Tín Thông muốn lập chi nhánh ngân hàng ở Đông Hải, khả năng là qua Tết. Thế à, Trương Khác chỉ đáp lại một tiếng, chẳng có phản ứng gì đặc biệt, tin tức trong giới địa ốc truyền ra hay từ nguồn khác. Tin tức từ giới địa ốc Bắc Kinh truyền ra, Lục Kiện đáp, đại khái là Hoành Tín muốn phát triển nghiệp vụ ở đâu, ngân hàng Tín Thông sẽ theo sau phục vụ. Tín Thông thành đồ của Nghiêm gia thật rồi. Dù anh có hận thế nào cũng phải thừa nhận nước cờ này của Nghiêm gia đẹp đấy chứ. Trương Khắc mỉm cười, trừ khi có thể làm suy yếu sức ảnh hưởng của Nghiêm gia với BQT Tín Thông. Kẻ thực tế khống chế Tín Thông là Nghiêm gia Văn Chu, Hoành Tín không chỉ là City khởi xướng lập nên Tín Thông, còn là cổ đông lớn nhất nắm 20% cổ phần của Tín Thông. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tín Thông là Đồng Vi Văn, có tư giao rất sâu với Nghiêm Khoan Hòa. Mà Nghiêm Văn Giới còn trực tiếp nắm chức phó chủ tịch Tín Thông, muốn suy yếu sức ảnh hưởng của Nghiêm gia với Tín Thông đâu có dễ. Hoành Tín có Tín Thông chống lưng đằng sau, gần như không cần lo về vốn, Cẩm Hồ muốn áp chế Hoành Tín sẽ hết sức khó khăn, trừ khi đối phương có sai lầm ngu xuẩn không chấp nhận được. Với tin tức Lục Kiện mang tới, Trương Khác cũng chỉ có thể nhếch mép cười. Tin tức này truyền ra từ giới địa ốc Bắc Kinh truyền ra, chẳng lẽ Nghiêm Văn Giới vẫn muốn giúp Tiêu Minh Kiến lôi kéo giới địa ốc Bắc Kinh? Siêu Văn Thịnh hỏi, lần trước Nghiêm Văn Giới và Tiêu Minh Kiến ngầm lôi kéo giới công tử kinh thành vào sản nghiệp địa ốc, kéo quân tới Kiến Nghiệp, nếu để bọn chúng thành công Nghiêm Văn Giới thành lãnh tụ của một đám thương nhân địa ốc có bối cảnh chính trị hùng mạnh càn quét địa ốc Kiến Nghiệp. Trương Khắc hay tin từ Ngô Khải Lập, liên hợp với La Quân, Vương Duy Quân nhanh chân đi trước kéo giới địa ốc kinh thành tới Kiến Nghiệp. Nghiêm Văn Giới, Tiêu Minh Kiến tất nhiên bị trọng thương. Dã tâm chính trị của Tiêu Minh Kiến một lần nữa bị chết non. Vết nứt với La Quân càng rộng, khiến La Quân càng ngả về phía Cẩm Hồ. Với thực lực vốn của Hoành Tín, tháng 10 tới Kiến Nghiệp cũng chỉ lấy được mảnh đất 30 mẫu ở Đông Yến Quy Hồ, phải biết rằng hạng mục thương nghiệp Đông Hồ của thế kỷ Cẩm Hồ là gần 3.000 mẫu, làm sao Nghiêm Văn Giới cam tâm được. Lúc này có tin Tín Thông muốn lập chi nhánh ở Kiến Nghiệp, Diêu Văn Thịnh không thể không cảnh giác. Cho dù đám công tử ca kinh thành có thế lực chính trị sau lưng mạnh tới đâu vẫn phải ăn nói nhỏ nhẹ khép nép với ngân hàng. Tín Thông lập chi nhánh ở Kiến Nghiệp, lại tỏ thái độ rõ ràng hỗ trợ đám công tử ca phát triển địa ốc ở Kiến Nghiệp, đúng là vãn hồi lại không ít thiệt hại mất đi lần trước. Trương Khắc gãi đầu, chuyện này chỉ đành chấp nhận chứ biết làm sao. Dịch Hinh vỗ trán, than, ôi đám nam nhân các anh, nói vài câu thôi mà như tảng đá lớn đè lên ngực, mày nhíu chặt lại, ai không biết còn tưởng là có bóng đao ánh kiển ẩn đằng sau. Kéo tay Đường Thanh, sao cô còn nghe thích thú như thế? Theo chúng tôi ra nơi khác chơi đi, nghe bọn họ nói chuyện mà tôi muốn ngáp rồi đây này. Bất kể là bị ảnh hưởng của Trương Khắc hay gia đình, hay là tâm lý muốn đuổi theo Trương Khắc, đều làm Đường Thanh sinh ra hứng thú rất lớn với chính trị và thương nghiệp. Có điều cô không thể nói mình hứng thú với thứ đó vì nó không giống thứ một cô gái bình thường nên thích, cũng vờ ngáp đứng dậy, tôi muốn đi từ lâu rồi. Nói rồi kéo cánh tay Dịch Hinh và Lý Hân đi, bất chi bất giác nắm quyền chủ đạo. Cứ như chính bản thân cô mới là người chủ động đưa ra lời mời. Trương Khắc mỉm cười nhìn theo, cô vợ nhỏ của mình đang bộc lộ những tố chất mà chính bản thân cô có khi chưa ý thức được. Thực lòng mà nói, Trương Khắc nghĩ nếu mình 20 tuổi thật thì chắc chắn không đối phó nổi với cô vợ đáo để như thế này. Không có cơ hội đối đầu trực diện với Nghiêm Văn Giới, đấu tranh bề ngoài thế này nhìn bề ngoài không đủ đặc sắc, nhưng ẩn bên trong đao kiếm không ít. Trương Khắc phủi đít đứng dậy, cái phải tới rồi sẽ tới. Lo lắng vô ích, đợi bọn chúng tới chúng ta thấy chiêu nào giải chiêu đó là được, ít nhất lúc này chúng ta đang chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này nhìn thấy Tần Cương và vợ từ cửa nhỏ ngó vào, Trương Khắc vẫy tay với họ, không phải ở nhà trông con sao. Mẹ vợ tôi tới, cho thằng bé ngủ rồi, chúng tôi ra ngoài chơi. Vợ chồng Tần Cương đi vào, thấy toàn người quen, hỏi, mọi người đang mở tiệc à? Gần như thế, hiếm khi có thời gian mọi người tụ họp được, nên thả lỏng một chút. Trương Khắc giới thiệu Lục Kiện, Diêu Văn Thịnh cho vợ chồng họ. Tần Cương nhớ ra một chuyện, hỏi,
cậu có biết Ngụy Đông Cường từ chức đi Văn Chu tìm việc rồi không? Chương 995, từ đêm tới ngày 1. Ngụy Đông Cường rời trường đợi ít Đông Hải rồi à? Trương Khắc cảm thấy bất ngờ, chẳng trách lúc nãy nhìn thấy Lâm Băng tiểu tụy như thế, cô cũng đã về trước không ở lại góp vui. Nói thực Trương Khắc không quan tâm Ngụy Đông Cường sống chết ra sao, chỉ là một người mấy năm qua có khá nhiều va chạm đột nhiên bỏ đi, trong lòng hơi cảm khải mà thôi. Ngụy Đông Cường đúng là thứ không ra gì. Lệnh Tiểu Yến đi tới chào Tần Cương, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lên tiếng bất bình thay cho Lâm Băng, hắn vào công ty hậu cần của trường vốn không vừa ý, lương lại thấp, trừ đáp ứng chi tiêu cá nhân ra thì không còn dư được mấy. Gia cảnh hắn không tốt, bên dưới còn đứa em gái trông vào tiền hắn gửi nộp tiền học, ở trên còn mẹ hắn bị thấp khớp, mùa đông phải mua thuốc giảm đau. Lâm Băng không muốn hắn vất vả, mỗi lần gửi tiền về hộ hắn đền lén thêm tiền của mình vào. Hơn một năm hắn không về quê, tháng trước hắn đưa Lâm Băng về nhà biết được chuyện cô lén bỏ thêm tiền, lòng tự tôn tác quái, chửi mắng Lâm Băng một trận. Cô ấy giận trong đêm đi bộ hơn 20 km tới huyện bắt xe về kiến nghiệp. May là không có chuyện gì, nếu không tôi băm nát hắn. Hắn về rồi, không hề có ý xin lỗi, từ chức chia tay, nói không làm lỡ tiền đồ của Lâm Băng nữa, rồi phủi mông bỏ đi. Tần Cương không biết sau lưng chuyện Tần Cương từ chức lại rắc rối như thế. Nghe Lệnh Tiểu Yến kể, ngạc nhiên há hốc mồm, loại người này không dùng lý lẽ mà diễn ta được nữa rồi. Tôn Tĩnh Mông cũng vừa vặn đi tới mang nước cho vợ chồng Tần Cương, nghe tới đó, nghiến răng ken két, hận không thể băm sống Ngụy Đông Cường. Chỗ này lạc lối rồi khó cứu lắm, Trương Khắc chỉ vào tim, thở dài, nhưng với Lâm Băng mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, hôm nào tôi bảo thanh niên tài tuấn chưa có người yêu chưa kết hôn ở Cẩm Hồ xếp hàng cho Lâm Băng chọn được ai, tôi cho người đó. Tôi bao luôn hôn lễ. Tôn Tĩnh Mông phì cười, không nhịn được khẽ nhéo tai y, mỉm cười, người ta đang hừng hực căm phẫn bị anh làm hỏng hết rồi. Đột nhiên ý thức được động tác này quá thân mật, quay đầu nhìn Đường Thanh, vừa vặn ánh mắt của Đường Thanh nhìn sang, hoảng loạn tránh đi cứ như bị bắt gian tận giường, thấp thỏi trốn ra quầy ba lấy cớ pha nước cho mọi người. Nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc không cần quay đầu lại cũng biết Đường Thanh đang nhìn sang bên này, lòng than khóc, ăn vụng thì đừng yếu tâm lý. Cho dù biết Đường Thanh đang đi tới, vẫn vờ không hay biết, nói với Lệnh Tiểu Yến, tôi đang thắc mắc sao hôm nay chị không cùng Tiểu Quân đi thăm người thân, hóa ra ở lại cùng Lâm Băng. Đang nói gì thế, Đường Thanh từ phía sau khoác tay Trương Khắc, dựa đầu vào vai y, hỏi. Bạn nói xem có tức không? Trương Khắc đem chuyện của Lâm Băng kể lại một lượt, còn tăng thêm ngữ khí nói, con người ta cố chấp lên thật khó tưởng tượng. Có điều hắn tồi tệ đến đâu thì chị Lâm Băng thực lòng yêu hắn. Hắn tuyệt tình bỏ đi như vậy, chị ấy chắc càng thương tâm. Đường Thanh không hề nói những lời kiểu như, chia tay tốt nhất. Nghe Đường Thanh thương cảm cho Lâm Băng, Trương Khắc hơi bất an quay sang nhìn cô, má áp vào trán Đường Thanh, vuốt tóc cô, Lâm Băng không phải còn nhiều bạn sao? Đường Thanh chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Tôn Tĩnh Mông pha nước xong đặt lên quầy ba, có tật giật mình trốn sang một bên, Đường Thanh thì cứ như đã quên chuyện đó rồi, khoác tay Trương Khắc đi sang chỗ khác nói chuyện. Chu Tiểu Quân giơ tay gọi Lệnh Tiểu Yến tới ngồi cùng vợ chồng Tần Cương trò chuyện, Lệnh Tiểu Yến thở dài, đúng là tính cách quyết định cuộc đời, nhớ lại ban đầu Tần Cương cũng chỉ là chủ nhiệm khóa như Ngụy Đông Cường, trở thành giáo viên chỉ đạo hiệp hội sáng nghiệp, trông có vẻ như là chức kiêm nhiệm không đáng kể, vậy mà thành bước chuyển ngoặt lớn trong đời. Cuộc vui này kéo tận tới 3 giờ sáng, nhớ tới buổi chiều còn tiếp đón La Kỳ, Triệu Lưu Vũ ở chung cư, Trương Khắc không muốn lúc ấy ngủ gà ngủ gật. Nên không chơi nữa, mọi người ai về chỗ nấy. Rất nhiều người ở trong chung cư thanh niên, vào giờ này Tô Nhất Đình, Hà Huyền, Trần Phi Dung không thể về ký túc xá, nên cũng tới cả chung cư thanh niên, mọi người lúc rời 1978 đều mang chút hơi men, cười đùa náo nhiệt, phá tan đêm khuya tĩnh lặng. Vừa ra khỏi quán bar, Tôn Tĩnh Mông liền nhiệt tình khoác cánh tay Vệ Lan nói, đêm em ngủ với chị nhé, để chị khỏi ngủ một mình lại sợ. Rồi kéo Vệ Lan đi trước. Kéo giãn khoảng cách với Trương Khắc và Đường Thanh, chẳng biết có phải cố ý tránh chạm mặt Đường Thanh không. Trước khi Trương Khắc từ Bắc Kinh về, Địch Đan Thanh tranh thủ nghỉ lễ về quê, đêm qua Vệ Lan lên phòng bọn họ làm bạn với Tôn Tĩnh Mông, lúc này vừa khéo tiện cho Tôn Tĩnh Mông có cớ tránh Đường Thanh. Biệt thự phía đông Bắc Yến Quy Hồ xây xong vào thượng tuần tháng 12 năm ngoái, Đỗ Phi liền kiếm một cái biệt thự ở đó, biến thành ổ ái tình của hắn và Thịnh Hạ. Rời 1978 đôi gian phu dâm phụ lái xe tới đó rồi. Tôn Tĩnh Mông và Vệ Lan lên lầu trước, Tịch Nhược Lâm còn vờ vịt mời Tô Nhất Đình tới phòng mình ngủ,
đám thời học bân ở trong thang máy trêu Mông Nhạc kế hoạch mượn rượu dở trò thế là tan thành bong bóng rồi, biến giả thành thật kéo bạn trai Tô Nhất Đình tới chỗ bọn họ ngủ. Trương Khắc cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung đi sau cùng, tới đại sảnh, thấy Hà Huyền còn đang đợi thang máy, Hà Huyền xấu hổ nói, tôi vừa vào thang máy thì nó báo quá trọng tải, tôi đâu có nặng như thế. Hà Huyền vóc dáng thanh mảnh tha thướt, làm người ta có cảm giác dù tăng hay giảm một chút thôi cũng không được, ba người Trương Khắc vào thang máy trước, rồi nói, cô dẫm một chân vào thử xem. Đợi Hà Huyền làm ra vẻ rón rén thử đặt một chân vào, Trương Khắc lại khoa tương kêu lên, từ từ đã, đợi tôi đi ra rồi cô hãy thử. Làm ba cô gái cười rũ rượi. Vào thang máy, Đường Thanh giới thiệu với Trần Phi Dung và Hà Huyền cái bồn tắm lớn trong phòng Trương Khắc, uống rượu xong có hơi váng đầu, vào bồn tắm ngâm mình một lúc sẽ đỡ hơn rất nhiều, lát nữa các bạn thử xem. Vậy để, mình ngâm nửa tiếng trước đã. Trương Khắc kịp nuốt chữ, bọn, lại trước khi nó thoát ra khỏi miệng. Biến, để bạn ngâm trước bọn mình phải cọ bồn tắm thêm nửa tiếng à. Đường Thanh cười khúc khích, béo má Trương Khắc, bạn xếp cuối cùng biết chưa? Trong căn hộ của Trương Khắc, mỗi một phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, nhưng phòng tắm của Trương Khắc là to nhất, xa hoa nhất, bồn tắm hình vòng cung hướng ra phía cửa sổ, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh đêm tuyết, trên bức tường đá cẩm thạch Italia còn treo một chiếc TV plasma siêu lớn. Riêng chi phí trang hoàng cái phòng tắm này đã đủ tới trung tâm kiến nghiệp mua một căn hộ. Tất nhiên chiếc phòng tắm này chuyên môn thiết kế để Đường Thanh tới đây ở cùng Uyên Ương giỡn nước rồi. Nếu để ba cô gái lần lượt ngâm mình xong, tới lượt mình há chẳng phải mặt trời đã mọc lên từ phía đông rồi. Trên đường về phòng Trương Khắc ra sức thỏa hiệp, kết quả là ba cô gái cùng vào ngâm trước, Trương Khắc vẫn xếp cuối cùng. Trương Khắc không kìm được bị ổi hỏi một câu, ba bạn chê mình bẩn, nhưng mình không chê ba bạn bẩn. Tắm xong đừng xả nước đi, cứ để nguyên đó cho mình được không? Lời còn chưa dứt mấy cái dép nhung tới tấp ném vào mặt y, Trương Khắc chỉ còn biết dầu dĩ nhìn ba cô gái kéo nhau vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, bên trong vẫn truyền ra tiếng cười khúc khích trong trẻo. Trương Khắc hối hận vô cùng, biết thể để các cô ấy tắm lần lượt từng người một cho xong, ít nhất còn có hai mỹ nhân ở ngoài nói chuyện với mình, tính có nên xuống lầu tìm Lý Hinh Dư nói chuyện hay không? Chương 996, từ đêm tới ngày 2. Loáng thoáng nghe tiếng cười đùa té nước bên trong, Trương Khắc cố gắng không tưởng tượng ra khung cảnh trong đó, ngồi xuống ghế sofa đợi, thế rồi mí mắt nặng dần, thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh lại thì đã trời đã sáng hẳn rồi, cả căn nhà yên tĩnh không một bóng người, nghỉ năm mới 3 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 2, hôm qua mọi người lại buông thả chơi khuya, lúc này gần như đều còn đang ngủ. Không biết trên người có thêm một tấm đệm ai đắp cho, Trương Khắc đứng dậy, tấm đệm nhung rơi xuống đất. Đi chân trần ra cửa sổ vặn mình, người vẫn chưa hết mỏi mệt, dụi mắt đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, ba cô gái nằm ngổn ngang trên chiếc giường lớn của y. Đường Thanh ngủ phía trái, cánh tay ngó sen mềm mại đặt trên chăn, tóc dày xõa tung, làn da mong manh mịn màng, đúng là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Trần Phi Dung ngủ ở giữa, cho dù ngủ say, mái tóc đen nhanh vẫn chỉnh tề thẳng mượt, dáng ngủ điềm tĩnh thanh nhã, không khác mấy hình tượng lúc thức. Hà Huyền là tệ nhất. Người trùm kín trong chăn, từ đường nét uốn lượn hiện ra ngoài chiếc chăn mỏng, có thể nhìn ra cô ngủ úp mặt xuống, mông hơi chổng lên, một cánh tay trắng nõn vắt vẹo ở thành giường. Trương Khắc tiếc nuối lúc này không phải là đêm tối, nếu không có thể lấy cớ bóng đêm chui vào trái ôm phải ấp một phen, sau đó có thể thản nhiên như không bỏ đi, lúc này đành cầu thứ kém hơn, đẩy cửa đi vào phòng tắm ngâm mình thoải mái một phen. Cửa sổ đối diện với cửa sổ chính là đỉnh núi Hợp Hoan. Trời lạnh như thế mà sáng sớm đã có người dậy tập thể dục, cũng có đôi nam nữ dậy sớm lên núi hẹn hò. Trương Khắc trần truồng ngâm mình trong nước nóng, thư thái đến độ muốn rên lên, trong lòng nghĩ khi nào thực lực kỹ thuật của Cẩm Hồ đủ mạnh làm cả cửa sổ kia có công năng của màn hình, nằm trong đây ngâm nước nóng càng khoan khoái. Bị nước nóng làm buồn ngủ, nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, Đường Thanh mặc váy ngủ lụa đầu bù tóc rối đi vào, cô nàng mắt còn lim dim chưa mở ra được, thuận tay đóng cửa lại. Chân loạn choạng lần mò đi về phía cầu tiêu như mộng du, đưa tay kéo quần lót xuống đầu gối, đang muốn khom người ngồi xuống thì thấy Trương Khắc ngồi trong bồn tắm tròn mắt nhìn mình không chớp. Á! Đường Thanh kêu khẽ, vội kéo quần lót lên, nũng nịu mắng. Cái đầu biến thái, nhìn trộm con gái nhà người ta đi nhà xí. Rồi bước tới béo má Trương Khắc. Trương Khắc thuận thế vuốt má cô, cười nói. Rõ ràng là bạn vào nhìn trộm mình tắm. Nhìn đường nét hiểu điệu tha thướt dưới lớp váy ngủ mềm dán sát người, đôi ngực này nở vun tròn đáng yêu, cặp chân thon dài trắng mịn,
khuôn mặt tuyệt mỹ phối hợp với đôi mắt nở tỉnh nửa mơ làm Trương Khắc nhìn si dại, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, đầu áp vào chiếc bụng phẳng lì, tham lam hít hương thơm cơ thể, nuốt nước bọt hỏi. Cùng tắm một lúc nhé. Chết đi. Đường Thanh cẩn thận quay lại nhìn, thấy cửa phòng tắm chưa đóng chặt, Trần Phi Dung và Hà Huyền ngủ ở gian ngoài, cho cô 10 lá gan cũng không dám chơi uyên ương giỡn nước với Trương Khắc, cô vào là đi vệ sinh, vẫn chưa hết buồn ngủ, xoay người muốn ra ngoài. Kỳ lưng hộ mình. Trương Khắc nắm tay Đường Thanh, vô lại nói. Mình phải đi vệ sinh. Thấy Trương Khắc ra hiệu đi ngay ở đây, Đường Thanh thẹn thùng nói. Bạn ở đây, người ta không đi vệ sinh trước mặt bạn đâu. Mình quay đi là được. Trương Khắc ngồi sang hướng khác. Bịt tai bạn lại. Đường Thanh nói, thấy Trương Khắc ngoan ngoãn bị tai, lại bảo. Bịt chặt vào, nếu nghe trộm mình không tha cho bạn đâu. Đợi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cố khống chế, Trương Khắc ung dung quay người lại, tay bỏ xuống. Sao bạn nói không giữ lời? Lại đúng lúc không thể nhào tới dậy cho tên xấu xa nuốt lời một bài học, thấy nụ cười khoái chí trên môi Trương Khắc, Đường Thanh vừa thẹn vừa cuống, chẳng thể ngừng lại kéo quần lót bỏ đi được, đùi dùng lực, hy vọng làm tiếng nước nhỏ đi một chút, không ngờ ép tia nước chảy càng mạnh, tiếng xè xè rõ ràng. Cho dù hai người phát sinh quan hệ thân mật lâu rồi, Đường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới đi vệ sinh ngay trước mặt Trương Khắc, mặt đỏ như tôm luộc, hai tay ôm lấy mặt vùi vào gối, đợi xong rồi kéo quần lót lên, Đường Thanh hơi bớt xấu hổ một chút, hung dữ đi tới bên bồn tắm, xách tai Trương Khắc lên, hỏi. Hôm qua mình nhìn thấy ai đó xách tai bạn thế này, có phải bạn cũng nhìn trộm người ta đi vệ sinh rồi không? Mình làm sao dám? Trương Khắc đưa tay ra, cách lớp áo ngủ nắm lấy hai trái đào chín mọng của Đường Thanh. Cảm thú sự mềm mại đàn hồi kinh người ở đó, có lẽ đây là thứ dụ hoặc nhất trên cơ thể thiếu nữ rồi, Trương Khắc mong làm thế có thể chuyển rời sự chú ý của cô. Lúc bạn đi vệ sinh mới đáng nhìn, bạn không biết vừa rồi bạn đẹp như thế nào. Cái đồ đại sắc lang. Đường Thanh nhỏ giọng mắng, nhưng không tránh đi, để Trương Khắc nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu vú, cô chỉ ôm lấy đầu y, núm vú bị chơi đùa tới dựng lên như hạt ngô, mới buông tay ra, tránh người ra phía sau. Đừng nghịch nữa. Đám Phi Dung ngủ ở bên ngoài đấy, để mình kỳ lưng cho. Trương Khắc cũng không thể giải thích với Đường Thanh giữa mình và Tôn Tĩnh Mông không có gì cả, vì nếu chẳng phải Tôn Tĩnh Mông kiên trì không chịu, thì y sớm vượt qua giới hạn rồi, xoay người lại để Đường Thanh kỳ lưng, y khoan khoái nằm xuống, còn bảo Đường Thanh giúp kỳ lưng, kỳ bụng, mồm ba hoa. Lần sau mình giúp bạn kỳ toàn thân. Đừng hòng, cái đồ đại sắc lang. Đường Thanh miệng thì mắng, nhưng vẫn giúp Trương Khắc kỳ cọ phía trước. Nhìn cái thứ đang rũ xuống như con rắn chết, bị tay mình chạm khẽ bên cạnh đã hung hăng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, Đường Thanh vừa xấu hổ vừa thích thích, cười nói. Cái thứ này xấu quá, không dám tin vì sao mình lại để cái thứ xấu xí thế này tiến vào. Đưa tay ra nắm khẽ, tinh nghịch tuốt vài cái, thấy Trương Khắc khép mắt lại rên hừ hừ ra chiều khoái chí lắm, Đường Thanh co ngón tay lại định búng, Trương Khắc hoảng hồn, sợ cô bé này không biết nặng nhẹ. Búng mạnh một cái thì cái thứ sung huyết mẫn cảm tới cực điểm đó thế nào cũng khó chịu nửa ngày, nhích mông tránh đi, Đường Thanh không chịu, nhắm chuẩn thứ đó muốn búng, hai người đùa giỡn, nước bắt hết cả lên người Đường Thanh. Két, cửa lại bị người ta đẩy ra, Đường Thanh giật mình quay đầu lại, thấy Hà Huyền đang mơ màng đi vào, lại còn một tay vừa đi vừa cho vào quần lót gãi gãi, trông mất hình tượng thục nữ hết mức, đột nhiên nhìn cảnh trước mắt vội đưa hai tay lên bịt mắt, kêu toáng lên. Phi Dung, chết rồi. Mình nhìn thấy thứ xấu xa của nam nhân, chuyến này đau mắt hột mất. Rồi vội quay người chạy ra ngoài. Dáng ngủ của Hà Huyền rất kém, dậy đi vệ sinh không chú ý một góc váy ngủ co lại kẹp vào trong quần lót cũng vì tư thế ngủ quá tệ mà kéo lên tận cuối mép đùi, nửa cái mông trắng tròn trịa như trứng gà bóc, cùng cặp đùi mượt mà lộ hết ra ngoài, Trương Khắc không nhịn được liếc mắt nhìn mấy cái. Cái đồ đại sắc lang nhà bạn lại hại người ta mất hết mặt mũi rồi, không biết bọn họ sẽ trêu ghẹo mình thế nào. Đường Thanh xấu hổ vô cùng oán trách, đưa tay ra che mắt Trương Khắc không cho y nhìn lung tung, rồi lấy khăn tắm lau váy ngủ bị ướt, lúc này nghe thấy Hà Huyền và Trần Phi Dung ở gian ngoài cười lớn, trừng mắt lên với Trương Khắc. Rõ ràng không phải như bọn họ tưởng tượng, đều do đồ đại sắc lang này hại người ta. Giận dữ vốc nước ở bồn tắm hất vào mặt Trương Khắc mới xoay người ra ngoài. Trương Khắc lau hết nước bắn vào mắt, nghe thấy tiếng cười giòn tan của ba cô gái ở gian ngoài truyền vào. Hiển nhiên là Đường Thanh đang uy hiếp hai cô bạn không được kể chuyện này ra ngoài. Chương 997, tiệc nhà. Tiền Quế Hoa ngủ qua đêm ở phòng khách,
tỉnh lại thấy cơ thể trần truồng trắng trẻo non tơ nằm bên cạnh, nghỉ ngơi một giấc, lại có sức chơi trận nữa, lại bắt đầu nặn bóp hai bầu ngực kia, ngón tay mò tới giữa hai chân cô gái, tách mép thịt ra. Một thiếu nữ mọng nước như vậy, nhưng hai mép thịt lại thâm tím, không biết bao nhiêu nam nhân cưỡi lên rồi, hình thành tương phản rõ ràng với khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp. Nhưng Tiền Quế Hoa chẳng quan tâm, ngón tay cho vào chọc ngáy, nhìn nơi đó bắt đầu ướt át, cô gái vẫn nhắm mắt ngủ, hứng chí càng cao. Di động trên giường rung khẽ, cầm lên xem thì ra khu trưởng Cốc Nhạc gọi tới, thấy thiếu nữ trắng trẻo vừa rồi dùng ngón tay sờ soạng chảy nước mà chẳng có phản ứng, lúc này nghe tiếng điện thoại lại quay sang nhìn. Tiền Quế Hoa ra dấu bảo cô ta im lặng, nhận điện thoại, nghe được một tin tức rất bất ngờ, bí thư khu ủy Trương Chí và Cốc Nhạc đột xuất quyết định trong danh sách đoàn khảo sát 10 nước châu Âu lần này có hắn và phó chủ tịch chính hiệp khu Ngô Ái Dân, bảo hắn chuẩn bị làm xong thủ tục xuất ngoại trong 2 ngày. Tiền Quế Hoa trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều, dù sao có thể lấy danh nghĩa khảo sát ra nước ngoài chơi là cơ hội hiếm có, không cần suốt ngày đối mặt với mụ vợ già hung dữ. Tranh thủ thời gian chơi cô bé bên cạnh một lượt, đang dựa vào thành giường nghỉ ngơi, thì Vương Kiến Lâm gọi điện tới, Tiền Quế Hoa bảo hắn, anh vừa nhận được điện thoại của khu trưởng Cốc, mấy ngày nữa sẽ cùng Ngô Ái Dân tới châu Âu khảo sát, sẽ đi chừng nửa tháng, cậu ngoan ngoãn ở lại đây một tuần hãy ra ngoài, đừng sinh sự. Hôm qua nếu anh không kịp thời nhận được điện thoại thì cậu đã đắc tội với cháu Hồ Tôn Khánh rồi, không ai bảo vệ được cậu nữa đâu. Tắm rửa một cái rồi rời Vân Mộng Các, thủ tục xuất ngoại phải làm gấp, trong cục cũng có rất nhiều việc phải an bài. Lúc này Tiền Quế Hoa không ngờ tới chuyến đi nước ngoài khảo sát này là người ta dùng kế điệu hổ ly sơn với mình, Trương Chí an bài như thế để Trần Bình Đức tiến hành điều tra lấy chứng cứ phạm pháp của City Trường Lâm và Vân Mộng Các. Trừ Tiền Quế Hoa ra, Trương Chí nhân cơ hội này điều thêm vài ô dù bảo vệ nữa của bọn chúng đi. Ngày nghỉ thứ hai của năm mới, Trần Bình Đức xuất hiện ở trong văn phòng không phải chuyện lạ, dù không có chuyện này, Trần Bình Đức cũng chẳng ở nhà nghỉ ngơi. Vụ điều tra này tuyệt đối không được để chi cục công an khu Nam tham gia, cho dù trong cục công an thành phố, Trần Bình Đức cũng không dám đảm bảo không có ai liên quan tới Trần Bình Đức, ông ta ngồi ở bàn làm việc suy tính, dùng ai phụ trách tổ chuyên án này thì thích hợp. Điện thoại trên bàn vang lên, Trần Bình Đức nhận điện thoại, văn phòng thành ủy gọi tới, La Quân muốn đi thăm hỏi cán bộ cảnh sát cơ sở ngày nghỉ còn công tác ở tuyến đầu, muốn cục công an cử người tháp tùng. Có cơ hội tiếp xúc thân mật với La Quân, Trần Bình Đức tất nhiên không nhường cho ai, nếu để lại được ấn tượng sâu sắc, có thể đem lại lợi lớn trong điều chỉnh cán bộ. Trần Bình Đức hỏi rõ tuyến đường văn phòng thành ủy an bài cho La Quân, gọi hết thành viên trực ban hôm nay tới. Dặn bọn họ đi giám sát đơn vị cơ sở được tới thăm, ông ta tới thành ủy tụ họp. Tới nơi, vừa vặn nhìn thấy Dư Khánh Lâm đang nói chuyện với La Quân. La Kỳ chẳng mấy khi về kiến nghiệp được một lần, bí thư lại đâm đầu vào công việc thế này, không sợ bị oán trách à? Dư Khánh Lâm cười hỏi. À, người trẻ có không gian hoạt động của người trẻ, lúc này nó đang đi dạo phố xong còn được mời tới ngõ học phủ, nó chẳng có tâm tư oán trách tôi. La Quân tâm tình không tệ. Đứng nói chuyện gia đình với Dư Khánh Lâm. Trần Bình Đức đi tới chào rồi đứng qua một bên, thấy La Quân không ngại để người ngoài biết nhà ông ta có tư giao không tệ với Trương khác, thầm nghĩ điều này khác hẳn với thái độ có chút đề phòng cẩm hồ của ông ta trước kia. Đám Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện sáng ngủ dậy chẳng có việc gì làm, chạy tới ngõ học phủ chơi, cùng ăn trưa xong đánh bài đốt thời gian ở chung cư thanh niên.